Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 57. Ngay tại sầu não uất ức Liên Nhi bọn người, nhìn đến như thế thanh tịnh cảnh đẹp, cũng là nhịn không được hơi hơi ngơ ngác, bị lần này thanh thuần duy mỹ cho mê hoặc. Riêng là cái kia phồn vinh mạnh mẽ linh khí nồng nặc, lao thẳng tới hai gò má, chỉ là để hắn vừa nghe, liền nhất thời để thần tỉnh não, liền nguyên lực trong cơ thể đều vận hành đến so bình thường nhanh gấp 3 có thừa. Ha ha ha, trăng lưỡi liềm đầm rốt cục mở ra. Trước mắt bất giác sáng lên, cái kia tông chủ nhất thời cười to lên, mảnh này bụi hoa bình thường là thâm uyên đầm lầy, nhập giả tức tử, nhưng ở mỗi tháng trăng tròn thời điểm, liền sẽ hóa thành có trợ tu luyện trăng lưỡi liềm đầm, ở bên trong tu luyện một ngày, so ra mà vượt bình thường tu luyện một năm a. Như thế kỳ tình dị cảnh, cũng chỉ có thiên địa pháp diệu, mới có thể tạo được đi ra a, ha ha ha. Mọi người thấy một lần, cũng tất cả đều tán đồng gật đầu, trong đôi mắt, lộ ra vội vã không nhịn nổi chi sắc, tông chủ, thời gian không đợi người, cái này có thể so sánh đêm động phòng hoa trúc chân quý hơn a, chúng ta tranh thủ thời gian nhập đầm tu luyện đi. Cái kia tông chủ gật đầu một cái, vui vẻ đáp ứng, liền dẫn đầu hướng cái kia trong đầm đi đến. Chờ một chút, tông chủ, ba người này làm sao bây giờ? Thế nhưng là đúng vào lúc này, lại có người nhất chỉ Liên Nhi bọn họ, dò hỏi. Trong mắt xẹt qua một đạo tà dị ánh sáng, cái kia tông chủ thật sâu nhìn Liên Nhi thướt tha dáng người liếc một chút, không khỏi quỷ cười ra tiếng, mỗi khi trăng tròn thời điểm, chúng ta ở đây đều là độc tự tu luyện, các ngươi nói, nếu là ở nơi này xong tu lời nói. Trước mắt bất giác sáng lên, mọi người cùng nhau rõ ràng bạch tông chủ ý tứ, không khỏi tất cả đều lộ ra dâm đãng nụ cười. Tông chủ cao kiến, cái kia coi là làm ít công to a, ha ha ha. Cô nàng, người có phúc, làm cho tông chủ hưởng dụng, hắc hắc hắc, đi thôi. Một tiếng cười gian, một lão giả đã là một chảo Liên Nhi cổ, đột nhiên hướng cái kia tông chủ ném đi qua. Liên Nhi rít lên một tiếng, khàn giọng liệt phế. Thác Bạt Lưu Phong hai người thì là khẩn trương, ào ào chửi mắng lên tiếng. Ngự thú tông chính là danh môn chính tông, há có thể làm như thế cẩu thả sự tình, không sợ truyền đi xấu tông môn danh dự à, mau thả muội muội ta. Ngự thú tông một đám nam trộm nữ làm gái chi đồ, thậm chí ngay cả tông chủ đều làm lên gian dâm cướp bóc sự tình đến, còn biết xấu hổ hay không. Hai người mặt giận dữ, mắng to lên tiếng. Còn lại những cái kia ngự thú tông cao tầng, thì là không chút phật lòng, ào ào cười to lên. 21. Liếc mắt liếc bọn họ, cái kia tông chủ một tay lấy run rẩy Liên Nhi ôm vào trong ngực, không khỏi sùi cười ra tiếng, danh môn chính tông. Như thế nào tên, như thế nào chính, lời nói có trọng lượng, cũng là tên, cũng là chính. Các ngươi còn muốn đem việc này truyền đi, ha ha ha, thì cùng đầu kia mật đạo một dạng, ta nói cái gì, chính là cái gì. Ta nói là chính, cũng là chính. Các ngươi một đám chết người, còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân đến. Hừ hừ hừ, ngây thơ ra hỏa. Nghi đầu nhịn không được hung hăng run rẩy, Thác Bạt Lưu Phong hai người, khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi, lại là không có biện pháp. Tiểu cô nương, hôm nay bồi bản tông cùng một chỗ tu hành a, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua một đạo dâm tà nụ cười, cái kia tông chủ đưa tay chậm rãi xẹt qua Liên Nhi cái kia run rẩy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn thú dục, vung tay lên, liền xoẹt một tiếng đem áo nàng xé mở, lộ ra bên trong phấn nộn da thịt. Điều này không khỏi làm cái kia tông chủ mí mắt lắc một cái, trong hai con người biến đến càng thêm đỏ bừng, thậm chí ngay cả tiếng hơi thở đều to khỏe rất nhiều. Cực phẩm a. A. Rít lên một tiếng, Liên Nhi đã là đầy mặt nước mắt, lớn tiếng hô cầu đạo, cứu mạng, người nào tới cứu cứu ta. Tiểu nha đầu, nơi này chính là ngự thú tông, chung quanh đều là bản tông người, người nào tới cứu ngươi? Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia tông chủ càn rỡ nói. Trác Phàm, Trác Phàm, Liên Nhi một trận giãy giụa, lại là bỗng dưng kêu lên cái kia vài ngày trước vừa mới táng thân này đầm người tính danh. Tuy nhiên nàng cũng biết, một người chết, không có khả năng cứu nàng. Nhưng là tại cái này nguy nan trước mắt, nàng cái thứ nhất nghĩ đến người, không phải phụ thân, không phải huynh trưởng. Còn chính là người này tên. Cái kia tông chủ nghe, lại là lần nữa cười to lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ châm chọc, tiểu nha đầu, ngươi ngốc à, cái kia người đã chết không toàn thây, ba ngày trước ngươi là tận mắt thấy, thế mà gọi người kia tới cứu ngươi. Chẳng lẽ, ngươi muốn chiêu hắn quỷ hồn tới cứu ngươi hay sao? Ha ha ha, bọn người nghe, cũng là giễu cợt liên tục,
chỉ có Liên Nhi một mực bi thiết lấy, lẩm bẩm lấy Trác Phàm tên, trong tuyệt vọng mang theo một điểm cuối cùng hy vọng, gần như hư huyễn hy vọng. Thế nhưng là người nào cũng không có phát hiện là, cái kia bị ánh trăng bao phủ xuống mà biến đến đầm nước trong veo, giờ này khắc này, lại là dần dần nhiễm lên một tầng như mực màu đen nhánh chạch. Ưng ực ưng ực ưng ực. Từng đạo bọt khí theo dưới nước thổi lên, từng tầng hắc ám không ngừng mà tràn ngập hướng toàn bộ thủy bạc, rất nhanh liền đem chọn cái một cái đầm nước trong nhuộm thành màu đen nhánh chạch. Ngay tại cười như điên mọi người, tựa hồ cũng rốt cục phát hiện không đúng, chợt một người chỉ hướng cái kia hắc đàm, quá sợ hãi nói, tông chủ ngươi nhìn, vũng nước này tại sao lại biến thành đen. Nghi đầu không khỏi lắc một cái kia tông chủ cũng thu liếm lại lúc trước phách lối cười như điên. Nhìn chăm chú hướng trong nước xem xét, lại là nhất thời giật mình, ngạc nhiên nói, đúng vậy a, cái này trăng tròn nhô lên cao, vũng nước này làm sao lại biến thành đen đâu? Chẳng lẽ hôm nay cùng thường ngày có cái gì khác biệt sao? Ánh trăng không đủ. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, cái kia mảnh màu đen lại là phạch một cái, theo trong đầm nước đột nhiên nhảy lên bờ. Ngay sau đó, dường như không ngừng khuếch tán bóng mở đồng dạng. Bỗng nhiên theo chúng người dưới chân xẹt qua, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, nhưng người ông một tiếng vang nhỏ. Bạch, cái kia màu đen bóng mở đột nhiên hướng lên khẽ phồng, bỗng dưng liền đem tất cả mọi người bao ở bên trong. Dường như làm sủi cảo giống như, đem cả đám người toàn bộ vây quanh ở một cái trong không gian kín, như là kết giới giống như, lại cũng không nhìn thấy bên ngoài mảy may. Cho dù là trên đầu cái kia trăng tròn nhô lên cao, giờ này khắc này bọn họ, cũng là vạn vạn không nhìn thấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh tất cả mọi thứ, đều là đen kịt một màu, nhìn không thấy cuối. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, cái kia tông chủ không khỏi quá sợ hãi, buột miệng kêu lên cái này. Đây là, lĩnh vực thần hồn. Cái gì, lĩnh vực thần hồn? Chúng ta ngự thú tông, ai sẽ ngưng tụ lĩnh vực thần hồn? Trong lòng không khỏi giật mình, bọn người người cũng là mặt hiện hoảng hốt chi sắc. Cuống cuồng bận bịu hoảng bốn phía nhìn lấy. Lĩnh vực thần hồn bên trong mạnh nhất phân loại, một khi rơi vào bên trong, liền tương đương rơi vào người ta địa bàn, quyền sinh sát trong tay, đều không về chính mình tất cả. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, ở chỗ này, người nào có thể sử dụng lĩnh vực thần hồn, một hơi đem bọn hắn tất cả đều cất vào đến. Chẳng lẽ, hắn muốn toàn diệt ngự thú tông sao? Ha ha, vậy cũng không có khả năng. Coi như lĩnh vực thần hồn mạnh hơn, nhiều người như vậy thần hồn cùng một chỗ đập vào, cũng có thể đưa nó đụng cái sụp đổ, không chết thì cũng trọng thương hạ tràng. Chỉ bất quá, lĩnh vực này đến tột cùng có chỗ đặc thù gì, lại coi là chuyện khác. Nhưng dù nói thế nào, cũng không có cái kia lĩnh vực, có thể hoàn toàn đem tất cả mọi người bao ở bên trong. Trong tay ôm lấy díu dít thê thê mỹ người, cái kia tông chủ lúc này cũng không đoái hoài tới lại trêu chọc mỹ nữ. Chỉ là một mặt kinh hoàng hướng nhìn bốn phía, hét lớn lên tiếng, đến tột cùng là ai, dám thả ra lĩnh vực thần hồn, hướng chúng ta ngự thú tông tất cả mọi người ra tay. Hừ hừ, lá gan cũng quá lớn đi, nếu là các hạ chỉ là chơi đùa lời nói, thu thần hồn, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là các hạ lòng dạ khó lường, vậy liền đừng trách chúng ta đưa ngươi cái này thần hồn đánh vỡ. Há, đánh vỡ ta thần hồn, khẩu khí thật là lớn a, ha ha ha. Chợt, cười lạnh một tiếng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe lấy cái kia thanh âm quen thuộc, tại chỗ tất cả mọi người, đều thình lình run run thân thể, bất khả tư nghị hét to lớn tiếng, cái này. Đây là, Trác Phàm. Liên Nhi cùng Thác Bạt Lưu Phong hai người, cũng là không khỏi ngơ ngác, trên mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Không, không có khả năng, Trác Phàm rơi vào cái này thâm uyên đầm lầy, đã chết đến mức không thể chết thêm. Nghi đầu nhịn không được ngoan đấu. Cái kia tông chủ cực lực dao động cái đầu, lớn tiếng phủ nhận nói, mà lại cái kia Trác Phàm thần hồn chính là cực kỳ hiếm thấy thiên long hồn, cũng không phải cái này lĩnh vực thần hồn. Chẳng cần biết ngươi là ai, đừng muốn giả mạo một người chết giả thần giả quỷ, nhanh cho bản tông lăn ra đến. Bọn người người nghe xong, cũng là trong lòng không sai, bình tĩnh gật đầu. Tông chủ nói đúng a, Trác Phàm coi như còn sống, thần hồn cũng là thiên long hồn, mình đều thấy tận mắt. Làm sao có thể là lĩnh vực thần hồn đâu. Thế nhưng là nghe được lời này, Trác Phàm cười nhạo âm thanh lại là vang lên lần nữa, ha ha ha. Xác thực, ta là có một con thiên long hồn, bất quá cũng nhờ có người đem ta đá đến cái này thâm uyên đầm lầy bên trong,
nhưng ta có cơ hội ngưng tụ ra cái thứ hai thần hồn tới. Hiện tại các ngươi nơi ở, chính là ta thứ hai thần hồn, hóa thiên lĩnh vực. Thứ hai thần hồn. Nhi đầu nhịn không được lắc một cái kia tông chủ bất khả tư nghị nói, tu giả làm sao có thể có hai cái thần hồn đâu. Ngươi gạt ta, lão phu tại Tây Châu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế không thể tưởng tượng sự tình. Chưa từng nghe qua không có nghĩa là không có, năm đó Đan Thanh Sinh không phải cũng là hai cái thần hồn kề bên người sao. Ha ha ha, nếu không phải ngẫu nhiên gặp qua hắn một lần lời nói, ta còn không biết như thế nào ngưng tụ hai cái thần hồn đâu. Đây là Tây Châu sự tình, ngươi không nghe nói, chỉ năng chứng minh ngươi cô lậu quả văn. Cái gì, Đan Thanh Sinh? Mí mắt nhìn không được trực nhảy, cái kia tông chủ run rẩy lui về phía sau hai bước, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu là Trác Phàm chỉ nói mình ngưng tụ ra thứ hai thần hồn lời nói, hắn là vạn vạn sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ nâng lên Đan Thanh Sinh sự tình, lại không phải do hắn không tin. Dù sao, Đan Thanh Sinh thế nhưng là Tây Châu truyền kỳ. Sự tình gì cũng có thể ở trên người hắn phát sinh. Đã hắn cũng có thể làm đến, có tiền lệ, như vậy Trác Phàm cái quái vật này làm đến cũng không phải là không thể được. Trong lúc nhất thời, cái kia tông chủ sắc mặt lần nữa trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói như vậy, người thật sự là Trác Phàm. Không sai, cũng là lão tử. Hừ hừ hừ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Không khỏi hung hăng khẽ cắn môi. Cái kia tông chủ nhất thời lộ ra một mặt cười gian, thoạt đầu là ngươi long hồn quá mạnh, chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng bây giờ ngươi thả ra cái lĩnh vực thần hồn tới. Hừ hừ, tuy nói tại thần hồn phân loại lên, lĩnh vực thần hồn mạnh hơn thú hồn được nhiều. Nhưng là ngươi đem nhiều như vậy thần hồn đặt ở trong lĩnh vực, không sợ cho ăn bể bụng sao. Chúng ta nếu là cùng một chỗ đập vào lời nói, ngươi cái này lĩnh vực thần hồn lúc này liền bị đụng thành bụi phấn. Ngươi không chết cũng phải lưu lại cho ta nửa cái mạng tới. Ha ha ha, Trác Phàm, đây là ngươi tính sai. Không phải tất cả lĩnh vực thần hồn, đều mạnh hơn thú hồn. Vừa dứt lời, cái kia tông chủ đột nhiên hét to lớn tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, cho bản tông thả ra các ngươi thần hồn, một hơi đem cái này đáng chết lĩnh vực cho tách ra. Vâng, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người thân thể lắc một cái, liền cùng nhau thả ra bản thân thần hồn, khí thế tăng nhiều. Chỉ một thoáng, giống như đàn thú qua núi, lao nhanh như sấm, hung dũng như hải, cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, nhất thời làm cho toàn bộ trong lĩnh vực uy áp đều tăng cường gấp mấy trăm lần không thôi. Liên nhi bọn họ khí tức trì trệ, đều có chút không thở nổi, đồng thời trong lòng hoảng hốt. Cái này vạn thú bôn đằng khí thế, thật sự là liền bất luận lĩnh vực gì đều có thể xông phá a, cái kia Trác Phàm hắn. Đột nhiên ở giữa, liên nhi bọn họ đều là một mặt khẩn trương. Trong mắt vừa mới bởi vì Trác Phàm phục sinh mà sinh ra hy vọng ánh sáng, lần nữa biến thành ngưng trọng. Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia tông chủ điên cuồng hô lớn, Trác Phàm, hiện tại ngươi muốn thu hồi chính mình lĩnh vực đã không kịp, tất cả mọi người cho ta hướng. Giống. Một tiếng gầm thét, mọi người cùng nhau hét to lớn tiếng, như vạn mã lao nhanh, thẳng tắp hướng về đen nhánh bầu trời phá vây. Mà đây cũng là tất cả lĩnh vực thần hồn một cái chung nhược điểm. Chống đỡ không được trong lĩnh vực địch nhân, sức lực hướng một chỗ làm, đơn đao đột phá a. Trong mắt nhỏ khẽ run run, cái kia tông chủ nhìn lấy đây hết thảy, lộ ra nụ cười hưng phấn. Hừ hừ, Trác Phàm, ba ngày trước không có giết chết ngươi, hiện tại lão tử liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Bình tĩnh. Thế mà, hắn nụ cười còn không có duy trì nửa giây công phu, một tiếng quát nhẹ lại là bỗng nhiên từ hư không truyền ra. Chỉ một thoáng. Tất cả lao nhanh linh thú cùng nhau ngừng lại thân thể, giống như bị thứ gì bắt lại giống như, lại khó hành động mảy may. Không khỏi giật mình, cái kia tông chủ trong lòng hoảng hốt, nhịn không được kêu lên, sao? Chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao bất động? Tông chủ, không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta giống như không có sức mạnh lại cử động. Không khỏi sững sờ, những trưởng lão kia cung phụng nhóm trên mặt, lóe qua vẻ kinh hoàng, run rẩy nói, tựa như... Chúng ta nguyên lực cùng thần thức, đều không cách nào khống chế đồng dạng. Cái gì? Trong mắt không khỏi co rụt lại, cái kia tông chủ lúc này hét to lớn tiếng, hai chân cũng nhịn không được run rẩy. Một cái tu giả tiến tới là nguyên lực cùng nguyên thần phối hợp, vừa rồi biểu hiện uy năng. Thần thức cùng nguyên lực đều phế, cái kia còn có thể gọi một cái tu giả sao? Chẳng phải liền giống như người bình thường,
thành đợi làm thịt cừu non. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Tựa hồ nhìn ra mọi người kinh nghi, hư không bên trong vang lên lần nữa Trác Phàm tiếng cười khẽ, ta cái này hóa thiên lĩnh vực, từ này thâm uyên đầm lầy bên trong mà thành, tự nhiên cũng có cái này đầm lầy chi uy ở bên trong. Ngươi không phải nói rơi vào cái kia đầm lầy người, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Ha ha ha, hiện tại các ngươi cùng rơi vào cái kia đầm lầy, cũng không có gì khác biệt. Nếu là có khác nhau lời nói, cái kia sẽ chỉ là càng đáng sợ a. Thân thể nhịn không được chấn động, mọi người nghe được lời này, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngăn không được run rẩy lên. Làm sao có thể, cái này lĩnh vực vậy mà cùng cái kia quỷ dị đầm lầy một dạng. Cái kia nhóm người mình rơi vào bên trong này, há không chết chắc. Tối thiểu theo hắn biết, không ai có thể theo cái kia đầm lầy bên trong chạy trốn. Ngự thú tông tông chủ a. Lúc này, Trác Phàm hí ngược thanh âm vang lên lần nữa, vừa vừa có một chút ngươi sai, Đan Thanh Sinh đã nói với ta, ngưng tụ xong sinh thần hồn đệ nhất sự việc cần giải quyết, chính là thứ hai thần hồn mạnh hơn so với đệ nhất thần hồn. Cho nên ta cái này hóa thiên lĩnh vực, làm sao có thể so long hồn kém đâu. Ha ha ha, lần này, là ngươi quá khinh địch, bất quá không khinh địch, có vẻ như cũng cải biến không kết quả gì. Tóm lại, cho ta yên tĩnh đi chết đi, thiên ma đại hóa quyết. Bạch, Trác Phàm thanh âm thăm thẳm truyền ra, từng đạo màu đen kịt lại là bỗng dưng bò lên trên ngự thú tông tất cả mọi người cùng thần hồn thân thể, rất nhanh liền đem bọn hắn bao khỏa tại cái kia trong bóng tối. Bọn họ muốn giãy giụa, lại không biết sao nguyên lực thần hồn đều bị phong. Không thể động đậy được một chút. Chờ một chút, Trác Phàm, chuyện gì cũng từ từ. Cái kia tông chủ muốn kêu cứu, còn lại trưởng lão cung phụng cũng là ai hô cầu tình, đáng tiếc Trác Phàm lại căn bản không đi nghe bọn hắn quát kêu. Màu đen nhánh trạch nhiễm lên tất cả mọi người thân thể, đem tất cả mọi người biến thành một kiện đen nhánh điêu khắc, bọn họ tiếng cầu xin tha thứ âm, cũng hoàn toàn bị bao phủ tại tầng này tầng trong bóng tối. Sau một khắc, đụng một tiếng. Toàn bộ hóa thiên lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa, tính cả những cái kia đen nhánh điêu khắc cũng biến mất không thấy gì nữa. Mất cả tháng răng đầm xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu trăng sáng chiếu rọi xuống, biểu hiện hô thấm vào ruột gan cảnh trí. Chỉ có những cái kia ngự thú tông cao tầng, vĩnh viễn biến mất tại cái kia hóa thiên lĩnh vực trong bóng tối, trở thành Trác Phàm luyện công chất dinh dưỡng. Chi chi, chi chi. Nhẹ nhàng ánh trăng vung vãi tại cái này mỹ lệ ven hồ trước. Nương theo lấy từng trận côn trùng kêu vang kêu gọi, mảnh này lúc trước còn dị thường ồn ào quát kêu địa vực, trong nháy mắt liền biến đến an tĩnh lại. Như là cái này bình tĩnh mặt nước giống như, không có chút nào dập dờn gợn sóng. Đồng dạng bình tĩnh trở lại, còn có Liên Nhi ba người. Ngay tại trước mắt cái kia đầy trời màu đen biến mất trong tích tắc, thanh u ánh trăng chiếu rọi tại mỗi người đờ đẫn trên mặt, trong mắt ba người bất giác đều có chút giật mình lo lắng. Dường như thoáng cái theo địa ngục đến thiên đường, sống sót sau tai nạn, liền bốn phía hoàn cảnh đều biến đến càng phát ra yêu mỹ rung động lòng người lên. Tựa hồ giờ này khắc này, ba người đều có chút ngây người giống như, không biết là cái này cảnh đẹp ngây ngất, vẫn là phần này đã lâu bình tĩnh trấn an. Xoạt! Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ phát ra, theo từng đạo sóng nước dập dờn lái đi, theo cái kia thanh tịnh trong ao, bỗng dưng đi ra một cái cường tráng nam tử. Bắp thịt toàn thân hơi hơi nhô lên, thỉnh thoảng lóe qua đạo đạo ánh sáng màu vàng, thậm chí có tương tự lân giáp đồ vật, ở trên người lóe lên vừa hiện, tiếp lấy ẩn nặc không thấy. So đêm còn muốn mái tóc dài đen óng nghênh phong phi dương, dường như trong bầu trời đêm bay lượn chân trời hắc long, đang không ngừng đung đưa uy vũ thân thể. Theo nam nhân kia đến gần, cặp kia đồng dạng đen nhánh, lại sâu không thấy đáy song đồng, cho thấy bộ kia băng lãnh mà quen thuộc diện mạo. Trác, Trác Phàm. Mí mắt không khỏi hơi hơi run run, Liên Nhi trong mắt đã là đầy tràn nước mắt, không biết phải chăng là vừa mới bị lớn lao kinh hãi, giờ này khắc này, nhìn đến Trác Phàm cái kia thân ảnh quen thuộc, nàng đúng là giống như nhìn đến cây cỏ cứu mạng giống như, không để ý chút nào chính mình cái kia lộn xộn quần áo, liền bỗng nhiên nhào tới, hung hăng ôm lấy hắn, đem đầu chôn ở bộ ngực hắn, khóc ròng ròng nói, Trác Phàm, ngươi còn sống, quá tốt, vừa mới hù chết ta, ô ô. Cảm thụ lấy trước ngực cái kia đạo ấm áp, còn có thiếu nữ cái kia mềm mại dáng người ở trên người hắn không ngừng chập trùng ma sát, Trác Phàm sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cúi đầu liếc nhìn nàng một cái về sau, lẩm bẩm nói, Liên Nhi cô nương, tuy nhiên ta rất hiểu ngươi tiểu cô nương này sống sót sau tai nạn kinh hoàng cảm giác,
nhưng ngươi có thể hay không trước hết để cho ta mặc xong quần áo lại nói. Ách, không khỏi sững sờ, Liên Nhi thân thể hơi hơi run run, cái này mới phát giác, nàng cái kia tràn đầy nước mắt gương mặt, một mực dán vào cái kia ấm áp ở ngực, đúng là không có chút nào một tia cách trở, hoàn toàn cũng là da thịt chạm nhau. Chờ nàng kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn qua lúc, lại là mới phát hiện, giờ này khắc này Trác Phàm đúng là từ đầu quang đến chân. A, bất giác kinh hô một tiếng, Liên Nhi vội vàng nghiêng đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ đến nóng lên, thân thể không ngừng mà run rẩy, hơi hơi tức giận nói, ngươi, ngươi người này làm sao thân thể trần truồng liền lên tới. Dương mắt nhẹ liếc một cái nàng, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, liền từ trong giới chỉ xuất ra một cái áo khoác, lúc này xuyên qua, ta quần áo tại rơi vào cái kia đầm lầy về sau, đều bị ăn mòn rơi. Nếu là không lên trước bờ lời nói, chẳng lẽ tại dưới nước mặc quần áo, cái kia không vừa ướt à? Xem ra người tiểu cô nương này, thật không có mang não tử đến à, điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Thở phì phò chu chu mỏ, Liên Nhi lại là á khẩu không trả lời được, hung ác nói, mặc không có. Tốt, bạch, Liên Nhi bỗng nhiên nghiêng đầu lại, chăm chú nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có chút u oán. Trác Phàm gặp này, không khỏi có chút rất là kỳ lạ, hắn làm gì sai sự tình sao? Ngay sau đó, hắn lại trên dưới dò xét một phen Liên Nhi, chỉ nàng cái kia bị xé mở ở ngực nói, ta là mặc, ngươi không cần sửa sang một chút sao? A, không khỏi lần nữa kinh hô một tiếng, Liên Nhi vội vàng xoay người lần nữa, vội vàng hấp tấp đem chính mình quần áo toàn bộ chỉnh lý thỏa đáng, mới đỏ lên một khuôn mặt, lần nữa chợt qua thân thể, lại vừa vặn đối lên Trác Phàm cái kia hí ngược ánh mắt, không khỏi càng thêm lớn quính nói, ngươi, ngươi cười cái gì, không cho phép nhìn. Thôi đi, cũng không phải là chưa có xem, hiếm có sao. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm lúc này quay người hướng trên bờ bay đi, lại không có nhìn cái kia Liên Nhi liếc một chút. Thế nhưng là nghe được lời này, Liên Nhi hai gò má lại là càng thêm đỏ bừng, liền dái tai đều thiêu thấu. Giờ này khắc này, nàng tựa hồ lại nghĩ tới ban đầu ở Thiên Vũ bị Trác Phàm cứu nhất mệnh tràng cảnh, khi đó thân thể trần truồng thế nhưng là nàng. Trong lúc nhất thời, nàng lại hưa con sông loạn. Nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, tràn đầy xấu hổ. Không có để ý tiểu cô nương này xuân tâm dập dờn, Trác Phàm rất nhanh liền tới đến Lục Vương gia hai người trước người. Hai người gặp Trác Phàm thật không có sự tình, hơn nữa còn thời khắc mấu chốt, xuất thủ cứu bọn họ, bất giác đại hỉ. Riêng là Lục Vương gia, càng là cao hứng bừng bừng nói, Trác tiên sinh thật sự là thần thông quảng đại, một hơi thì diệt ngự thú tông đám khốn kiếp kia, bản vương ở đây thật sự là vô cùng cảm kích. Nói, cái kia Lục Vương ra cơm hộp tức thật sâu bái hạ. Ít đến, cái này không phải liền là ngươi muốn a? Không khỏi suy cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng. Có chút lúng túng gãi đầu một cái, Lục Vương ra rực rỡ tiếng cười nói, Trác tiên sinh trí dũng song toàn, ta biết cái gì đều không thể gạt được ngài còn sự tình ngọn nguồn, đợi chúng ta hồi cung về sau, tại hạ nhất định chi tiết bẩm báo. Ta không cần biết các ngươi sự tình, dù sao ta giết bọn họ, cũng không phải cho các ngươi làm, chỉ là bọn hắn làm phiền ta chuyện mà thôi. Cười nhẹ lắc lắc đầu, Trác Phàm không chút phật lòng. Lục Vương ra gặp, gật gật đầu, chỉ là nhìn lấy Trác Phàm này lúc bộ dáng, hắn vẫn còn có chút nghi ngờ nói, có điều, Trác tiên sinh, ngài cái kia một đầu phong cách tóc trắng làm sao không thấy. Bởi vì ta muốn điệu thấp một chút, ha ha ha. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Trác Phàm đem cái kia một đầu vớ đen kéo đến trước mắt nhìn xem, lại là từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Lúc trước cái kia mái đầu bạc trắng là bởi vì thương tâm quá độ gây nên, nhưng là tại cái này đầm lầy bên trong, có lẽ là thiên ma đại hóa quyết cùng cái này bùn nhão hợp nhất nguyên nhân, hắn mái đầu bạc trắng vậy mà lần nữa biến đến đen nhánh, thậm chí so bất luận kẻ nào đều muốn đen nhánh, mà lại là loại kia sâu không thấy đáy hắc, phảng phất muốn đem tất cả mọi thứ đều thôn phệ hết một dạng. Cái này có lẽ cũng là hắn thứ hai thần hồn, hóa thiên lĩnh vực chỗ tạo thành, đem tất cả mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn hắc động. Bất quá điểm này, hắn cũng không thèm để ý, dù sao về sau hắn muốn độc lai độc vãng, vĩnh viễn ly khai trước kia người quen, có thể thay đổi địa phương, tận lực cải biến, là không thể tốt hơn. Nghĩ như vậy, Trác Phàm hơi vung tay, đem đầu tóc trực tiếp ném tới sau lưng, sau đó quay người hướng về kia hồ nước đi đến. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn xác định,
đây chính là phàm giai tám đại thiên địa phong huyệt bên trong một chỗ. Xem ra cái kia lão long địa đồ vẫn là có giá trị tham khảo, đến tiếp xuống hắn chỉ muốn ở chỗ này bố trí xuống dẫn lưu trận, liền đại công cáo thành. À, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Liên Nhi một tiếng kêu sợ hãi, chỉ dưới thân hồ nước nói. Mọi người khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn qua, lại là tất cả đều thân thể chấn động, mặt hiện hoảng hốt chi sắc. Bởi vì bọn hắn nhìn đến, tại cái kia thanh tịnh trong hồ nước, đúng là xuất hiện từng cái thân hình bàng đại quái vật. Mỗi một cái đều có dài mấy trăm trượng, khuôn mặt căm hận, tản ra dữ tợn khí thế. Thế nhưng là, phảng phất là trong gương một dạng, những quái vật kia tuy nhiên hung mãnh, nhưng như cũ phối hợp trong nước bơi qua bơi lại, không để ý chút nào bên bờ bọn họ, thậm chí căn bản là không có nhìn đến bọn họ một dạng. Nhưng dù vậy, cái kia cố khí thế cường đại, vẫn như cũ để trong lòng bọn họ không ngừng run rẩy. Có thể tưởng tượng, dạng này quái vật, tuyệt không phải bọn họ tầm thường thấy linh thú có thể so sánh. Trong mắt nhịn không được co lại, Thác Bạt Lưu Phong không khỏi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía còn lại người nói cái này. Những vật này đến tột cùng là cái quái gì, nếu là đi ra, nhất định rất đáng sợ. Phong Linh Minh Hải. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm lại là thì thào lên tiếng. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau hướng hắn nhìn qua, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, thế nhưng là Trác Phàm lại không nói thêm gì nữa. Hắn tâm lý minh bạch, cái này Vong Linh Minh Hải chính là thánh vực lớn nhất đại hung địa một trong, cho dù là thánh giả đều không dám tùy tiện bước vào khu vực. Toàn bộ Minh Hải bên trong, sinh tồn lấy cấp 12 hải linh thú càng khó có thể hơn tính toán, mà lại nhiều năm bị oán niệm linh khí bao phủ, hình thành đặc biệt cực âm lĩnh vực. Bất luận kẻ nào tới đó, thực lực đều muốn giảm bớt đi nhiều. Xem ra chỗ này thiên địa phong huyệt, chỗ liên tiếp chi địa cũng là Minh Hải. Khó trách cái này đầm lầy kỳ lạ như vậy, quả nhiên phi phàm giai chi vật, tối thiểu nhất cũng là bị Minh Hải ảnh hưởng, sinh ra đặc biệt biến dị. Mà trong hồ quái vật, cũng không phải là chân chính sinh tồn ở hồ này bên trong thủy quái, mà chính là ánh trăng cực âm chi lực chiếu rọi, cùng nơi này thâm uyên cực âm địa khí phát sinh cộng minh, chiếu rọi ra Minh Hải cảnh tượng thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm không hề nói gì, trong tay bá 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 không ngừng vung vẩy, từng viên thánh linh thạch liền trong nháy mắt bay ra, rơi xuống cái kia bình tĩnh trong hồ nước, nện ra từng cơn sóng gợn. Lục Vương gia bọn họ, thì là thật sâu nhìn lấy hắn, dường như sợ làm phiền hắn giống như, không nói một câu. Chờ sau ba canh giờ, Trác Phàm thánh linh thạch toàn bộ ném ra, mới trong tay ấn quyết liên tục, đột ngột địa chỉ hướng trong hồ kia, hét lớn lên tiếng, Nguyệt Linh phong ấn bách hoa tùng, dẫn lưu phàm giai hóa hành tung, chờ hoa trên núi rực rỡ lúc, xông phá ở trong gầm trời tụ bầu trời. Ông! Đột nhiên, một đạo vô hình không gian ba động phát ra, cái kia bình tĩnh mặt hồ run run một hồi, chấn lên đạo vệt sóng gợn, dường như liền không gian đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Nhưng là rất nhanh, phạch một cái kia mặt hồ chính là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Trước mắt mọi người nhìn thấy, vẫn là cái kia quen thuộc bách hoa tùng sinh, hương thơm lan tràn tứ phương nơi hẻo lánh. Lục Phương ra gặp này, bất giác giật mình, nghi nói, Trác tiên sinh, cái kia mảnh hồ đâu? Ta phong bế. Nói. Trác Phàm chậm rãi bước vào cái kia trong bụi hoa, lại là cũng không có lại hãm đi xuống, giống như mảnh này bụi hoa phía dưới vũng bùn, đã hóa thành phổ thông đất đai, lại không là cái kia thâm uyên đầm lầy, ta phong ấn nơi này, về sau không còn cái kia vũng bùn, cũng không còn dưới ánh trăng hồ quang, thẳng đến ta cần thời điểm, mới sẽ mở ra. Thật sâu liếc hắn một cái, Lục Phương ra gật gật đầu, đây chính là Trác tiên sinh mục đích. Đúng vậy a, trong mắt tinh mang lóe lên. Trác Phàm gật gật đầu, sau đó vẫn quay người, quay trở về, hiện tại ta sự tình xong xuôi, ta muốn rời khỏi. Bất quá tại trong lúc này, các ngươi giúp ta không ít việc, ta liền có qua có lại giúp các ngươi một chút, coi như trả nhân tình. Nói, Trác Phàm trên thân một đạo huyết quang lóe qua, cái kia thanh đen nhánh trường kiếm liền thẳng tắp bay về phía không trung, biến mất trong nháy mắt không thấy. Sau một khắc, nhưng gặp nơi xa ánh lửa ngút trời. Kêu gào khóc lóc kể lể thanh âm không ngừng, xa xa truyền đến. Liên Nhi không hiểu, mê mang nhìn về phía hắn, đây là có chuyện gì? Ngự thú tông cao tầng mặc dù đã diệt, nhưng còn có một ít đệ tử, đoán chừng các ngươi về sau ứng phó không được, ta giúp các ngươi xử lý đi. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Trác Phàm lạnh nhạt lên tiếng.
Liên Nhi không khỏi khẽ giật mình, thân thể nhịn không được run run. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai Trác Phàm ý này là phải nhổ cỏ tận gốc, diệt tông a. Lục Vương gia lại là một trận đại hỉ, vội vàng cúi đầu bái hạ, một mặt chân thành, kích động đến nước mắt chảy ngang nói, đa tạ Trác tiên sinh xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức, Khuyển Nhung vĩnh thế không quên. Thác Bạt nguyên soái, người thân tín đều đuổi đi sao? Khuyển Nhung trong hậu cung, cái kia đen nhánh thông đạo lối vào, Khuyển Nhung hoàng đế một mặt tịch mịch ngồi tại một khối lồi thạch trước, ngăn không được thở dài lên tiếng. Một bên Thác Bạt Thiết Sơn gặp, sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng gật đầu, nhưng trong mắt của hắn vẫn là có một tia nghi hoặc, bệ hạ, lão phu biết rõ việc này chuyện rất quan trọng, nếu không bệ hạ cũng không có khả năng làm ra như vậy quyết định, đem đi theo bên người mấy chục năm cận thị cũng tất cả đều phân phát. Nhưng là lão phu vẫn là muốn làm rõ, cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Ai, lão nguyên soái a, đã ngươi cũng liên lụy bên trong, cái kia chấm cũng không có gì không tốt nói với ngươi. Ngửa đầu nhìn sang trên đầu trăng sáng, hoàng đế kia thở sâu, lại thật dài phun ra, ai thán liên tục, sỉ nhục a sỉ nhục, cái này thật là chúng ta Khuyển Nhung đệ nhất vô cùng nhục nhã, thực nhiều năm như vậy, chấm cái này trong cung. Hưu, thế mà, còn không đợi hắn nói tiếp, nhưng ngửi một tiếng tiếng xé gió vang lên. Một đạo hắc ảnh đã là bỗng nhiên theo hắc động kia bên trong bay lên, sau đó chậm rãi rơi xuống hai người trước người. Định thần nhìn lại, lại chính là Trác Phàm mang theo Lục Vương ra ba người, lại từ đường cũ bay trở về. Thấy tình cảnh này, hoàng đế kia bất giác khẽ giật mình, kêu lên sợ hãi, ngươi. Các ngươi, không có bị bọn họ phát hiện. Liếc nhìn nhau, mọi người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười liên tục. Còn không có bị người phát hiện đây. Mình người này nghênh ngang xông vào, sợ người khác phát hiện không hắn giống như, làm sao có thể không có bị người phát hiện. Trác Phàm thờ ơ gãi gãi đầu, từ chối cho ý kiến. Lục Vương gia lại là đùa cười một tiếng, khom người cúi đầu, khởi bẩm phụ hoàng, chúng ta đi vào liền bị bọn họ phát hiện, hơn nữa còn cùng bọn hắn đánh lên. Vậy các ngươi đây là, không khỏi giật mình, hoàng đế một mặt khó có thể tin bộ dáng. Bị phát hiện, còn đánh lên. Thế mà còn có thể trốn về đến. Cái này sao có thể? Ngự thú tông lúc nào, liền lưu lại mấy cái cá nhân thực lực đều không có. Vốn là hắn chả một mực tại chỗ này đợi lấy ngự thú tông người đến báo thù đây, cũng chính là đang chờ chết. Thật không nghĩ đến, ngự thú tông người không đợi đến, ngược lại đem mấy cái này vốn là nhất định phải chết người cho chờ trở về. Điều này không khỏi làm hoàng đế này lão nhi không biết là vui vẫn là lo. Dường như nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Lục Vương gia không khỏi cười lớn một tiếng, trấn an nói, phụ hoàng yên tâm, Trác tiên sinh thực lực tuyệt thế vô song, đã đem ngự thú tông đám khốn kiếp kia toàn bộ xử lý sạch sẽ. Cái gì, xử lý sạch sẽ? Không khỏi thân thể hung hăng lắc một cái, hoàng đế cùng Thác Bạt Thiết Sơn cùng nhau trong mắt co rụt lại, lộ ra khó có thể tin khuôn mặt, thì thào lên tiếng, cái này. Đây là ý gì? Trong mắt tinh mang lóe lên, Lục Vương gia ánh mắt lộ ra ít có vẻ hưng phấn. Song quyền nắm chặt, kích động nói, khởi bẩm phụ hoàng, ngự thú tông. Đã bị Trác tiên sinh san bằng, từ nay về sau, chúng ta không cần tiếp tục thu cái kia hỗn đản tông môn khí. Thân thể nhìn không được chấn động mạnh một cái, hoàng đế trong lòng hoảng hốt, cho dù là Thác Bạt Thiết Sơn, giờ này khắc này cũng là đầy mặt kinh sợ, khó có thể tin nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, nhưng trong lòng thì không biết như thế nào tư vị. Lấy lực lượng một người, diệt đi một cái tông môn. Khả năng sao? Tiểu Lục Tử, chuyện này là thật, hoàng đế tựa hồ vẫn là không dám tin tưởng điểm này, trong mắt đã có hy vọng, lại có lo nghĩ, lần nữa hỏi ra. Liên Nhi ba người lẫn nhau nhìn xem, bất giác cùng nhau cười khẽ một tiếng, bọn họ đều có thể nhìn ra, hoàng đế đối với chuyện này kinh hỉ, sau đó Liên Nhi bước ra một bước, khom người bái nói, khởi bẩm bệ hạ, Lục Vương gia nói xác thực là thật. Mà lại người này thủ đoạn độc ác. Trước khi đi còn đem toàn tông đệ tử, một tên cũng không để lại toàn bộ giết hại sạch sẽ. Liên Nhi lời này, nói tuy có chút oán trách, nhưng trong lời nói lại có chút tự đắc. Dường như Trác Phàm cường đại như thế, cho nàng tăng thể diện giống như. Lần nữa thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, hoàng đế sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Tiểu Lục Tử, ngươi qua đây. Đem Lục Vương ra kêu tới mình bên người, hoàng đế thở sâu. Sau đó một phát bắt được Lục Vương gia, bịch một tiếng, liền nặng nề mà hướng Trác Phàm phương hướng nằm dạp trên mặt đất, hung hăng đập phía dưới đầu, tại hạ Khuyển Nhung hoàng đế cáp lợi củi,
cảm tạ ân công cứu ta khuyển nhung tại đại nạn bên trong. Đại ân đại đức, không thể báo đáp. Thân thể nhịn không được run lên, Thác Bạt Thiết Sơn bọn người thấy tình cảnh này, lại là lúc này kinh hãi lên tiếng, vội vã chạy đi vịn nói, bệ hạ, vạn vạn không được, ngài thế nhưng là nhất quốc chi quân, há có thể. Không, cái gì nhất quốc chi quân, nếu là không có Trác tiên sinh xuất thủ, chấm chỉ là cái trước đài tiểu sử a. Chậm rãi khoát khoát tay, hoàng đế hơi hơi đứng dậy, trên mặt lại là bò đầy cười khổ, sâu xa nói, Thác Bạt nguyên soái, ngươi không phải muốn biết trong này có gì đại nạn sao? Nói đến, quả nhiên là ta hoàng thất, ta khuyển nhung vô cùng nhục nhã a. Nói, hoàng đế thăm thẳm quay đầu, nhìn về phía một bên Lục Vương gia, tiểu Lục tử, ngươi không phải đều biết a? Đúng, từ đầu tới đuôi, ta đều biết, bao quát mẫu thân của ta là làm sao chết. Trong mắt lóe lên một đạo đau thương, Lục Vương gia thở dài lên tiếng, quay đầu thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, Trác tiên sinh, thực không dám giấu giếm, thực nhiều năm như vậy, khuyển nhung hậu cung chỉ là ngự thú tông những trưởng lão kia cung phụng nhóm, mượn lấy dâm loạn chỗ a. Cái gì? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Thác Bạt Thiết Sơn quá sợ hãi, Thác Bạt Lưu Phong hai người, cũng là đột nhiên lộ ra kinh dị biểu lộ. Chỉ có Trác Phàm, tựa hồ sớm đã đoán được, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, mật đạo thiết lập tại hậu cung, nghĩ đến cùng cung đình sự tình thoát không quan hệ. Tại cái kia trong mật đạo, người giết chết nữ nhân kia, là hoàng đế. Phi tử. Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi hàn mang, Lục Vương gia cắn răng nói, tại toàn bộ Tây Châu bên trong, hộ quốc tông môn đại thể là không tham dự thế tục triều đình sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác ngự thú tông chỗ, cách đế đều chẳng qua 10 dặm xa. Cho nên khuyển nhung triều chính, liền thụ nhiều chế vấp. Bất quá đây cũng là chuyện cũ năm xưa, bất quá về sau, càng quá phận là, bọn họ thế mà đào bới thông đạo, dâm loạn hậu cung. Bình tĩnh gật đầu, hoàng đế cũng là cắn răng nói, không tệ, cái lối đi này đã sớm đã khai thông mấy trăm năm, hậu cung sự tình cũng không phải một ngày hai ngày loạn cục, các đời hoàng đế trong lòng rõ ràng, lại khiếp sợ ngự thú tông dâm uy, cũng không dám bóc trần, giả câm vờ điếc. Mà trong cung nữ tử, phàm là bị những trưởng lão kia cung phụng nhìn chúng, chắc chắn sẽ mạnh tới. Nếu có không theo, lập tức liền sẽ bị độc thủ. Đối mặt loại tình huống này, rất nhiều nữ tử cuối cùng cũng liền thỏa hiệp. Nhưng có trung trinh chi nữ, giống tiểu Lục tử mẫu thân như thế, thể sống chết không theo, cuối cùng liền trở thành cái này trong cung vong hồn. Các nàng cũng có đi cầu chấm, nhưng chấm chỉ có thể giả câm vờ điếc, ra vẻ hôn quân lấp liếm cho qua. Cũng thật sự là đầy đủ uất ức. Trong mắt không khỏi ngậm lấy lệ quang, hoàng đế một trận cười khổ lắc đầu. Thác Bạt Thiết Sơn bọn họ nghe đến, cũng là nhịn không được nắm chặt quyền đầu, nổi giận đùng đùng. Đường đường nhất quốc chi quân, thế mà ngay cả mình nữ nhân đều không gánh nổi, xác thực không chỉ là hoàng thất sỉ nhục, vẫn là nổi nhục của đất nước a. Thế nhưng là rất nhanh, vị này Thác Bạt nguyên soái phẫn nộ còn chưa lắng lại, Lục Vương gia liền lại ném ra ngoài một cái khác bom tấn. Cái này cũng coi như, thế nhưng là về sau, đám hỗn đản kia lại có mưu đồ khuyển nhung thiên hạ dự định. Phụ hoàng mấy cái con nối dõi, bao quát thái tử ở bên trong, thể nội chảy, căn bản không phải phụ hoàng huyết mạch. Không khỏi giật nảy cả mình, Thác Bạt Thiết Sơn lúc này bị chấn động đến tột đỉnh, mi đầu mãnh liệt run run, cả giận nói, không phải bệ hạ huyết mạch, chẳng lẽ nói. Bọn họ đây là muốn nhiễu loạn hoàng thất chính thống a? Mí mắt nhỏ khẽ rũ xuống. Hoàng đế trong mắt cũng là tản ra vô tận hận ý, không tệ, bọn họ ở phía sau chỗ dựa, bồi dưỡng hậu cung thế lực, có ý trưởng khống ta khuyển nhung giang sơn. Riêng là cái kia thái tử, ngự thú tông chủ tự mình điểm hoàng đế người thừa kế. Lấy chấm đến xem, cái kia căn bản chính là hắn loại. Hừ, buồn cười ta đường đường khuyển nhung hoàng đế, vậy mà không thể đem giang sơn truyền cho chính mình nhi tử, ngược lại muốn truyền cho ngoại nhân, quả nhiên là thật đáng buồn rất cái nào. Buồn cười, thế ngoại tông môn còn muốn mưu đồ thế tục vương quyền, này trường hợp vừa mở, Tây Châu há không đại loạn, đế quốc nào không người người cảm thấy bất an. Dạng này sự tình, bệ hạ nên sớm cho kịp cáo chi Song Long Viện, há có thể như thế nén giận. Đụng, một tiếng vang thật lớn, Thác Bạt Thiết Sơn giận không nhịn nổi, một tay lấy bên cạnh một khối nham thạch đập thành phấn vụn, mắng to lên tiếng. Thế nhưng là đối với cái này đề nghị. Hoàng đế cùng Lục Vương gia liếc nhìn nhau, lại đều là cười khổ lắc đầu, Thác Bạt nguyên soái, người quá ngây thơ. Cái thế giới này, không có cái gọi là chính và tà, cái gọi là chính,
cũng bất quá là nô dịch phàm nhân quy củ mà thôi. Nhìn lấy hai người bộ kia thất lạc biểu lộ, Thác Bạt Thiết Sơn cái này cảnh thẳng tính không khỏi khẽ giật mình, một mặt không hiểu. Trác Phàm lại là giống như có điều ngộ ra, hơi hơi gật gật đầu. Thác Bạt nguyên soái, nếu như hoàng đế hướng Song Long Viện mật báo thì phải làm thế nào đây, Song Long Viện sẽ đem Ngự Thú Tông nhổ tận gốc sao? Dương mắt lướt nhẹ Thác Bạt Thiết Sơn liếc một chút, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng. Thân thể trì trệ, Thác Bạt Thiết Sơn cau mày ngưng tụ, trầm ngâm một chút, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, cái kia làm sao có thể, Tây Châu chín tông, đều là Tây Châu trọng yếu chiến lực, rút ra một tông, tựa như tráng sĩ tự chặt tay, Song Long Viện tuyệt sẽ không như thế làm. Cái này đúng, chỉ cần Ngự Thú Tông vẫn tồn tại, qua tới mấy năm, tránh thoát cái này tiếng gió, nó trả thù là các ngươi cái này không quan trọng Tam Lưu Đế Quốc chịu đựng được sao. Trác Phàm lạnh nhạt chất vấn, Thác Bạt Thiết Sơn nghe đến, lại là sắc mặt càng ngưng trọng thêm, ngăn không được thở dài lên tiếng. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm nhìn lên bầu trời, không khỏi cười to lên, hiện tại ta tựa hồ có chút lý giải, năm đó Đan Thanh Sinh một người liền dẫm chín tông lúc tâm tình. Tây Châu cái này khu vực, nói cho cùng chỉ là cái an ổn địa ngục thôi. Cái gì chính đạo, cái gì trật tự, tất cả đều thả hắn nương cầu thí. Có một số việc, còn thì cho chúng ta ma đạo tới làm. Ác nhân tự có ác nhân trị, nguyên lai vốn chính là cái này ý tứ a, ha ha ha. Lục Phương gia, lúc trước ngươi một đường dẫn ta đến Thái Tử Phủ, lại đến Hoàng Cung, cũng là ý tứ này đi. Sau khi cười to, Trác Phàm trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo đạm mạc u quang, nhìn về phía Lục Phương gia nói, tuy nói đây là ta một đường tìm đến, nhưng cho dù không tìm được manh mối, tin tưởng ngươi cũng sẽ đem ta dẫn đi. Vì, cũng là nhường ta cùng Ngự Thú Tông xung đột. Không dám. Thế mà, Trác Phàm lời còn chưa dứt, Lục Phương gia đã là vội vàng dập đầu nói, Trác tiên sinh tính tình ta rõ ràng, ghét nhất bị người lợi dụng. Cho nên ta vạn không dám tính kế tiên sinh mảy may, tuy nhiên mới thấy tiên sinh lúc có ý nghĩ này, nhưng cũng không dám làm như thế. Bất quá, ta tại Song Long hội lên gặp qua tiên sinh, biết tiên sinh chính là tính tình thật người, nhất định cùng những thứ này dối trá rảo quyệt thế hệ không hợp nhau. Cho nên ta chỉ là mang theo một tia hy vọng tiên sinh có thể giúp chúng ta Huyền Nhung thoát ly khổ hải thôi. Nếu là tiên sinh không có ý tứ này, có thể giúp tiên sinh tìm tới muốn tìm đồ, cũng là tại hạ tâm nguyện. Trác tiên sinh, ngươi nhất định muốn tin tưởng, ta là ngài thật fan a. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, ta biết, dọc theo con đường này ta đều thăm dò qua ngươi, cho dù là ngươi tính tình kích động nhất thời điểm, cũng không can thiệp qua ta quyết ý. Điểm ấy rất tốt, rất không tệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe được lời này, Lục Phương gia không khỏi hai mắt tỏa sáng, lộ ra rực rỡ nụ cười. Trác Phàm cũng là cười cười, quay người chuẩn bị rời đi tốt, nơi này sự tình, ta cũng nên rời đi, các ngươi tốt sinh bảo trọng đi. Cái gì, người cái này muốn đi? Không khỏi giật mình, Liên Nhi lúc này kêu thành tiếng, trong mắt đầy vẻ không muốn chi sắc. Lục Phương gia cũng là nhìn không được hét lớn, tiên sinh dừng bước, ngài xuất thủ diệt Ngự Thú Tông toàn tông trên dưới. Sợ tại Tây Châu lại khó hành động nửa bước. Không có gì đáng ngại, ta một người chết, không nhận Tây Châu ước thúc. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, huống hồ, lần này trở về gặp được bọn họ liếc một chút, ta liền rời đi Tây Châu cái này khu vực, về sau sẽ không bao giờ lại xuất hiện ở đây. Làm sao, ngươi liền Tây Châu đều phải rời, vậy ngươi muốn đi đâu đây? Thân thể không khỏi lắc một cái, Liên Nhi càng thêm kinh dị, trong mắt không muốn. Nồng đều nhanh tan không ra. Mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, thiên nam hải bắc mặc ta du, chỗ nào đều có thể, ha ha ha. Nói, Trác Phàm nhấc chân vừa bước, hưu một tiếng, đã là đột nhiên bay về phía không trung, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Lục Phương gia thấy một lần, không khỏi khẩn trương, vội vàng đứng lên, xa xa hét lớn lên tiếng, Trác tiên sinh, ta là ngài thật fan, ngài có thể hay không ghi lại tên của ta. Nói đi, trong bầu trời đêm vang lên một đạo như có như không thanh âm. Trác Nhĩ. Ha ha ha, cùng ta ngã rất có duyên, cũng họ Trác. Tốt, ta ghi lại. Không, không phải, ta không họ Trác, ta tên đầy đủ là, Hồ Rô Sên Bỏ Hung Tayers Đê Trác Nhĩ. Trác tiên sinh, ngươi nhất định muốn ghi lại a. Yên lặng, giống như chết yên lặng, trong bầu trời đêm không có một tia hồi âm,
Qua một hồi lâu, mới truyền về một đạo phẫn nộ chửi rủa âm thanh, em gái ngươi, lão tử không nhớ được. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, lại tất cả đều cười một tiếng, vị này chắc tiên sinh, quả nhiên tính tình thật a. Chỉ có Liên Nhi ngăn không được ai thán một tiếng, sắc mặt có chút hiu quạnh. Thác Bạt Nguyên Soái. Chợt, một tiếng quát khẽ vang lên, Thác Bạt Thiết Sơn giật mình, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Huyền Nhung Hoàng đế mặt mũi tràn đầy hàn mang nhìn về phía hắn, trịnh trọng nói, Thác Bạt Nguyên Soái, trẫm hôm nay khôi phục ngươi Huyền Nhung binh mã đại nguyên soái chức vụ, hiện tại ngươi lập tức triệu tập thành vệ quân, cho trẫm đem chọn cái đế đô thanh tẩy một lần. Tất cả cùng Ngự Thú Tông có quan hệ người, bao quát chấm những cái kia tần phi, hoàng hậu, vương gia, tất cả đều giết chết bất luận tội, cắt chớ để cho bọn họ có một người lọt lưới. Phải biết, Ngự Thú Tông tất cả mọi người tuy nhiên bị Trác tiên sinh thanh tẩy sạch, nhưng còn có một bộ phận người, còn tại Thiên Vũ trên biên cảnh giao chiến. Chỗ sự việc này, nhất định phải làm đến kín không kẽ hở, không thể để cho bọn họ trở về lật sổ sách. Thân thể hơi hơi lắc một cái, Thác Bạt Thiết Sơn trong lòng run lên, thấp thỏm nói, bệ hạ. Toàn bộ sao? Cái này liên lụy người, cũng thực sự quá rộng. Đúng, cũng là toàn bộ. Trong mắt lóe lên một tia hung ác mang, hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói, đám hỗn đản kia khí, chậm mấy năm này đã chịu đủ, là nên tìm bọn hắn thanh tẩy thời điểm. Hừ, muốn đoạt ta Huyền Nhung thiên hạ, nằm mơ a, ha ha ha. Thật sâu nhìn lấy hoàng đế kia điên cuồng cười to, Liên Nhi huynh muội lẫn nhau nhìn xem, nhưng trong lòng thì có chút sợ hãi. Cái này tại Ngự Thú Tông trước mặt khúm núm, tại Trác Phàm trước mắt đáng thương bệ hạ, một khi trọng đoạt thực quyền, tàn nhẫn chỗ đúng là không chút nào tại Ngự Thú Tông chủ những người kia phía dưới, thậm chí còn hơn. So sánh với nhau, Trác Phàm bất cứ lúc nào đều là thủy chung như một, thật là tính tình thật, tuy nói hắn một mực là lấy người xấu tự cho mình là. Trong lúc nhất thời, Liên Nhi nhìn về phía xa xa hư không, tưởng niệm chi tình càng đậm. Thác Bạt Thiết Sơn trầm ngâm một chút. Cũng là khẽ khom người, lĩnh mệnh rời đi nơi này. Mà tại cách đó không xa trong hư không, Trác Phàm tuy nhiên bay đến rất xa, nhưng là lấy hắn hiện tại đã đột phá hóa hư cảnh tu vi, đã là rõ ràng nghe tới đó động tĩnh, không khỏi bật cười lắc lắc đầu. Người a, ha ha ha, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, đều là như vậy, ai cũng không cao bằng người nào thường. Một khi được đến đại quyền, ai cũng sẽ trở thành ma vương. Thế gian vốn thì như thế. Quý tộc đè cho bằng dân, hoàng tộc áp quý tộc, tông môn áp hoàng tộc, cao thủ áp tông môn. Mà đứng ở giữa thiên địa cao thủ mạnh nhất, lại là vẫn như cũ bị thiên địa pháp tắc khống chế, siêu không ra tam giới ngũ hành. Vì có thể không bị áp bách, người chỉ có thể không ngừng siêu việt, trở nên càng mạnh, mạnh hơn, sau cùng lập tại trên trời đất. Giờ này khắc này, Trác Phàm tựa hồ đã lý giải thiên đế trở thượng cổ thập đế bọn họ ý nghĩ. Bọn họ cũng là không nguyện ý bị đè ép a. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm một cái lắc mình, cuối cùng rời đi nơi này. Sau 3 tháng, một mảnh lập tức cát vàng trống trải khu vực lên, khắp nơi tọa lạc lấy từng cái quân trướng, chỉnh tề sắp xếp lái đi, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Mà tại ở giữa nhất một đỉnh lớn nhất lều vải lớn bên trong, giờ này khắc này, lại là ngồi đầy từng cái khí thế mạnh mẽ cao thủ, tập hợp một chỗ, mặt ủ mày trao. Trận chiến này đã đánh nhanh gần nửa năm a, không thấy chút nào tiến triển không nói, chúng ta còn tổn binh hao tướng không ít. Phát Ngọc Giản đi cầu viện, viện quân còn chậm chạp không đến. Tiếp tục như vậy nữa, cuộc chiến này nhưng không cách nào lại đánh. Một lão giả, nhẹ tay vuốt chòm râu, nhìn về phía mọi người chung quanh, ngăn không được ai thán lên tiếng. Bọn người người liếc nhìn nhau, cũng là thở dài, liên tục gật đầu. Trước kia hai quân giao chiến. Chỉ cần Huyền Nhung binh mã ra sân là được, dù sao trên chiến trường mạnh nhất cũng liền thần chiếu cảnh a, thế gian tục nhân đều có thể ứng phó. Nhưng bây giờ không biết làm sao, Thiên Vũ bên kia phát triển như thế mãnh liệt, vừa ra tay cũng là hóa hư cao thủ trên tràng, làm cho chúng ta bất đắc dĩ, cũng phải hóa hư cường giả áp trận. Cứ như vậy, người tới ta đi, đã không phải là binh lính tại đánh, rõ ràng cũng là cao hơn song phương tay, người nào cao ai mạnh a. Ta luôn cảm thấy cái này không giống như là lưỡng quốc giao chiến, giống hai tông khai chiến còn tạm được. Ai nói không phải đây, các ngươi thật xác định Thiên Vũ hộ quốc tam tông không có phái người. Đây đều là Thiên Vũ bản bộ binh mã. Lại có một lão giả, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng. Còn lại mọi người thấy nhìn hắn, đều là ngăn không được cười khổ lắc đầu.
Ai, từ khi cái này Thiên Vũ ra cái Lạc Minh về sau, thực lực thế nhưng là chính đang truy đuổi ẩn thế tông môn a. Không thể nói được, về sau Tây Châu trừ Song Long Viện bên ngoài, muốn xuất thứ 10 tông. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không sai, không sai, cái này Thiên Vũ làm thế tục cũng quá mạnh hơn một chút. Ngăn không được gật đầu, toàn bộ doanh trướng lần nữa rơi vào ồn ào thảo luận bên trong. Thế mà, ngay tại lúc này, hét lớn một tiếng lại là chợt theo trướng bên ngoài truyền đến, báo. Đế Đô Ngọc Giản đến báo, mời chư vị trưởng lão chỉ thị. Há, Đế Đô đến, chẳng lẽ viện binh lập tức tới ngay? Trước mắt bất giác sáng lên, thân thể tại ngồi phía trên một lão giả lúc này vui mừng quá đỗi, vội vàng vội vã lên tiếng, đem Ngọc Giản lấy đi vào. Vâng. Ngoài trướng một tiếng hô quát, lập tức có một tên binh lính khom người đi vào, đem Ngọc Giản trình lên. Tên lão giả kia không kịp chờ đợi đoạt lấy, sau đó cao hứng bừng bừng lật xem, lại là nhất thời khuôn mặt cứng đờ, thân thể bỗng dưng thì trệ ở. Không khỏi sững sờ, bọn người người gặp này, đều không rõ ràng cho lắm, vội vàng hỏi nói, lão gia hỏa, ngươi làm sao, phía trên kia đến tột cùng nói cái gì, chẳng lẽ tông chủ đại chửi chúng ta một trận, không chịu phái viện binh sao? Nếu là chửi chúng ta một trận, còn tốt. Gương mặt nhịn không được co lại, lão giả kia không khỏi lắc lắc thân thể, dường như bị nhiều lớn kích thích giống như, vẻ mặt đưa đám nói, Ngọc Giản là Huyền Nhung Hoàng đế phát tới. Hắn nói 3 tháng trước, Huyền Nhung đến một nhóm thần bí thế lực, đại náo Đế Đô, cướp bóc đốt giết, còn đem ta toàn bộ Ngự Thú Tông tất cả đều hủy diệt. Chúng ta, không nhà để về. Cái gì? Không khỏi giật nảy cả mình. Nơi này tất cả mọi người đều cho mắt trợn tròn. Bọn họ còn ở nơi này nhanh chóng cùng người tác chiến đây, kết quả một lần bài, hàng ổ bị người đầu, cái này gọi chuyện gì xảy ra a? Khẳng định là Thiên Vũ, bọn họ phái người vây lại chúng ta con đường sau này, lão tử cái này cùng bọn hắn liều. Đến a, tông môn thực lực là chúng ta nơi này mấy lần, còn có đại trận phòng ngự. Thiên Vũ đám người kia nếu có thể đem chúng ta tông môn cho cạnh, còn không đã sớm đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Cái kia đần độn hội đang chiến tranh bên trong, mềm không nắm, chuyên tìm xương cứng gặm. Đúng a, đúng a. Nói có lý a. Mọi người lần nữa rơi vào tranh luận bên trong, người kia không phục, hét lớn một tiếng nói, vậy ngươi nói, ai có thể đem chúng ta Ngự Thú Tông ra môn cho nhổ tận gốc? Ma Sách Tông. Trong mắt lóe lên một đạo hung ác mang, một người khác hét lớn lên tiếng, các ngươi suy nghĩ một chút. Ma Sách Tông thân là Thiên Vũ hộ quốc tông môn, lại có thể sẵn sàng ra 1000 thánh linh khoáng để cho chúng ta tấn công Thiên Vũ, đây rõ ràng thì có trá a. Ngay từ đầu chúng ta nhìn không ra hắn muốn làm gì, hiện tại cuối cùng biết, hắn cái này là nhân cơ hội tịch thu chúng ta con đường sau này a. Hắn nãi nãi, lão tử cùng hắn liều. Lời vừa nói ra, lập tức có người bỗng nhiên đứng lên, liền muốn đi ra ngoài tìm Ma Sách Tông phiền phức. Thế nhưng là, còn không đợi hắn động, lại một người đã là mắng to lên tiếng, hồ nháo, tông môn đều bị người ta đầu, hiện tại chúng ta chút người này, đi cũng là chịu chết, làm sao cho tông môn báo thù. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì? Đi Song Long Viện, chúng ta muốn cáo hắn hủy tông mối thù, từ hai vị trí tôn cho chúng ta làm chủ. Mọi người nghe xong lời ấy, lẫn nhau nhìn xem, đều là gật đầu một cái, cùng nhau tán đồng. Kết quả là, không ra giây lát ở giữa. Huyền Nhung đại quân trong nháy mắt rút lui, liền quân trướng đều không muốn. Cùng một thời gian, Huyền Nhung đối diện pháo đài bên trong, Lạc Vân Hải đang cùng Lệ lão bọn họ thương lượng đối địch sách lược, lại là chợt nghe bên ngoài đến báo, nguyên soái, tin tức tốt, Huyền Nhung bọn họ lui binh, một người đều không lưu thì toàn đi. Cái gì, bọn họ lui? Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Hải ngây ngốc nhìn lấy người kia, lại là một mặt vẻ không hiểu, làm sao lại lui đâu. Hôm qua bọn họ linh thú đại trận, thế nhưng là đem chúng ta ép tới rất thảm. Tuy nói sau cùng chúng ta dựa vào thánh linh thạch bố trí xuống trận thức, miễn cưỡng ngăn trở, nhưng cũng không chiếm tiện nghi a, bọn họ nói thế nào lui thì lui đâu. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Lãnh Vô Thường thản nhiên nói, có lẽ là bọn họ hao tổn quá lâu, gặp tốn công vô ích, hao tổn bất quá đi. Hoặc là phía sau xảy ra vấn đề gì. Trong mắt một đạo tinh mang lóe qua. Lãnh Vô Thường tựa hồ đã đoán được cái gì, vội vàng truyền lệnh nói, người tới, ngay lập tức đi Huyền Nhung tìm hiểu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đến báo. Vâng, người kia khẽ khom người, cao hứng bừng bừng đi. Lạc Vân Hải bọn họ cũng là thở dài một hơi,
tựa hồ nhẹ nhõm không ít, giãn ra một hạ thân, nhìn về phía ngoài cửa Xuân Quang, sâu xa nói, trận chiến này đánh gần nửa năm, cuối cùng kết thúc. Ma Sách Tông muốn hao tổn chúng ta chiến lực chi tâm không chết, bây giờ đối phương đột nhiên triệt binh, thất bại trong gang tấc, coi là chắc đại ca trên trời có linh thiêng phù hộ a. Ai, gia chủ, ngài không thể đem tất cả công tích đều ghi vào chắc quản gia trên trời có linh thiêng lên a. Nghe được lời này, Lãnh Vô Thường lại là không khỏi lắc lắc đầu, bật cười ra tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái, Lạc Vân Hải lại là từ chối cho ý kiến, ta chị gái nói, đối đãi tiên nhân phải tôn kính. Lạc gia tổ tông phù hộ, chắc đại ca phù hộ, nhất định đều có bọn họ che chở. Ai, đây là mê tín, nếu là chắc quản gia thật trên trời có linh lời nói, thì diệt Ma Sách Tông hắn nha, cho chúng ta trừ rơi đại họa trong đầu. Gia chủ, người nhìn như thế nào? Lông mày nhíu lại, Lạc Vân Hải không khỏi nhìn Lãnh Vô Thường liếc một chút, lại là mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Lãnh tiên sinh, người a, ha ha ha. Cỏ thơm tùm, cây xanh râm mát. Một tòa dị thường bình tĩnh lâm hải trước, đứng lặng lấy một đạo cao ngạo bóng người, áo đen, tóc đen, riêng là một đôi hắc đồng, càng thâm thúy. Hơi có vẻ ẩm ướt gió nhẹ, thổi lất phất cái kia như đao khắc giống như hai gò má, lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Mà hắn hiện tại vị trí chi địa, lại chính là Ngự Thú Tông hộ tông kết giới cửa vào chỗ. Đã quyết định muốn rời khỏi Tây Châu, hoàn thành xông lên đại trận hắn. Tại trước khi chia tay còn là muốn về tới gặp một số lão bằng hữu. Xếp ở vị trí thứ nhất, tự nhiên là ân sư Viên lão. Tuy nhiên hắn là ma đạo, nhưng cũng nặng nhất sư đạo. Mà lại, đây cũng là hắn một cái duy nhất, có thể tự mình tạm biệt người. Còn lại giống Lạc Vân Hải bọn họ, hắn tình nguyện xa xa nhìn một cái rồi đi. Ông! Trong tay hơi hơi động lên, bóp lấy khai trận thủ quyết, từng đạo không gian ba động cũng là đang không ngừng phát tán ra. Thế nhưng là còn không đợi bộ này thủ quyết đánh xong, ba một tiếng vang giòn, không gian run run một hồi về sau, cái này đạo vô hình không gian ba động, đúng là bị bỗng dưng bắn ngược trở về. Thế nào, khai trận thủ quyết biến a? Mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm trong lòng cả kinh, thì thào lên tiếng, nói như vậy, tông môn xuất hiện phản đồ, đều sẽ biến một lần khai trận thủ quyết, để phòng phản nghịch hồi tông. Bất quá thì coi như bọn họ đem ta xem là phản đồ. Hẳn là cũng cho là ta chết, chẳng lẽ đây là phòng người khác? Khẽ chau mày, Trác Phàm suy nghĩ một chút, nghĩ một lát, lại là không suy nghĩ thêm nữa, bật cười lắc lắc đầu, mặc kệ nó, dù sao cùng Viên lão tạm biệt về sau, nơi này hết thảy đều không liên quan gì tới ta. Thì coi như các người biến bộ này thủ quyết, ta còn có một bộ khác đây, hừ hừ hừ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trác Phàm lần nữa kết động thủ ấn. Cái này ấn quyết. Trước mặt một cái lại là hoàn toàn khác biệt. Đây là hắn tại leo lên Ngự Thú Tông chủ đại vị lúc, Viên lão tự mình truyền thụ, chỉ có tông chủ mới có thể nắm giữ thủ quyết. Nói chung, chỉ cần hộ tông đại trận trận cơ không thay đổi, cái này thủ quyết thì tuyệt sẽ không hết hiệu lực. Mà muốn đem cái này toàn bộ đại trận trận cơ đổi lời nói, ha ha, đây chính là cái đại công trình, mà lại cần thiết thánh linh khoáng rất nhiều, chỉ sợ không có cái kia phá của đồ chơi sẽ làm dạng này sự tình. Ông. Quả nhiên, Trác Phàm bộ này thủ quyết rất thuận lợi kết thành, nhưng nghe một trận không gian ba động vang lên, trước mặt hắn hư không run run một hồi, nhất thời liền mở ra một cái thông đạo. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm chậm chậm liền đi vào bên trong. Vốn là hắn còn có thể dùng cái kia hắc viêm mạnh mẽ xông tới, thế nhưng là hắn bây giờ lại không ngờ bại lộ hành tung. Bá bá bá, mấy cái lắc mình, Trác Phàm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tại Ma Sách Tông các ngõ ngách một trận xê dịch trốn tránh, tìm kiếm lấy Viên lão hạ lạc. Theo tạp dịch phòng đến đại cung phụng nơi bế quan, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới Viên lão bóng người. Mà lại, để hắn kỳ quái là, trước kia tiếng người huyên náo Ma Sách Tông, bây giờ lại là thanh lãnh không ít, cùng nhau đi tới, đúng là không có nhìn thấy một người quen. Không chỉ có là bạch cung phụng bọn họ, mà ngay cả một số tạp dịch đệ tử đều không đụng phải. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Trác Phàm trong lòng trầm xuống, cảm thấy một chút bất an. Lúc đó hắn bị Diệp Lân cứu trở về Thái Thanh Tông về sau, liền một mực tại Long Tổ phần viêm cốc bên trong ở lại, Diệp Lân cũng ở một bên chờ lấy, tin tức bế tắc. Cho nên đối lại sau Ma Sách Tông sự tình, đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn trở về, mới phát hiện có kỳ quặc. Uy, nghe nói a,
tiền tuyến ngự thú tông bỗng nhiên triệt binh, không nói gì, một người không lưu thì toàn đi. Lần này, thiên vũ đám người kia lại trốn qua một kiếp a. Cái gì, đám kia đồ chơi không phải thu chúng ta 1000 thánh linh thạch a? Nói tốt thay chúng ta đem thiên vũ đám người kia diệt trừ, sao có thể như thế lật lọng? Đám này cả ngày cùng cầm thú làm bạn ra hỏa, quả nhiên không có giữ chữ tín. Cứ như vậy xem ra, tà tông chủ cùng thạch cung phụng bọn họ, lại phải tức giận đến giận sôi lên. Cũng không sao thế, vừa mới ta còn nghe được tông chủ đại điện chỗ đó, truyền đến tông chủ nổi giận đây. Dù nói thế nào cũng là nỗ lực 1000 thánh linh khoáng đại giới a, nếu không phải chúng ta không tiện ra mặt, còn dùng mời bọn họ đến làm loại chuyện này. Mà lại lần này vì ngăn ngừa như lần trước như thế, thiên hành tông lại chạy ra đến làm rối tình huống phát sinh, tông chủ thế nhưng là lại lên chỗ đó nhét cho người ta không ít chỗ tốt đây. Theo ta thấy, lúc trước Trác Phàm cho chúng ta dãy phía dưới điểm ấy gia sản, lại lập tức phải thua sạch đi. Cái gì, lại có việc này? Vậy lần này nhét bao nhiêu? Chợt, hai đạo nhân ảnh một bên than thở, một bên phát ra bực tức thảo luận lấy gần nhất thời thế, chậm rãi đi về phía này. Trác Phàm dương mắt xem xét, đã là nhận ra, đây chính là nội môn trưởng lão không thể nghi ngờ. Ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ một chút, nhìn hai bên một chút không có người, liền bỗng dưng đạp chân xuống, như một trận âm phong giống như, chợt một chút hướng hai người đánh tới. Bạch! Hai người cơ hồ đều không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đột nhiên nhìn đến một trận hắc ảnh lóe qua, một thanh nắm được hắn nhóm cổ họng, trong nháy mắt thì đem toàn thân bọn họ nguyên lực đều phong bế, sau đó một cỗ điếu thuốc cách nơi này địa. Chờ bọn họ bị bắt thông một chút ném trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo lúc, quay đầu xem xét, lại gặp bọn họ chẳng biết lúc nào, đã đi vào tông môn phía sau núi chỗ hẻo lánh, đều không có người ở chi địa. Không khỏi trong lòng cả kinh, hai người cùng nhau nhìn về phía trước hắc ảnh, hoảng hốt lên tiếng, người nào, dám tại ta ma sách tông hành hung, chúng ta thế nhưng là tông môn trưởng lão. Ta biết, chậm rãi đến gần hai người, tại cái kia lóa mắt ngày ánh sáng chiếu rọi dưới. Trác Phàm lộ ra hơi có vẻ âm trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói, các ngươi nếu không phải trưởng lão, lão tử còn lười nhác bắt các ngươi đây, nhìn xem ta là ai. Ánh mắt hơi khép một chút, hai người tại cái kia mặt trời gay gắt lắc phơi dưới, dần dần thấy rõ người tới khuôn mặt, lại là nhất thời tròng mắt co rụt lại, quá sợ hãi nói, ngươi. Ngươi là Trác Phàm, ngươi còn chưa có chết. Ha ha ha, quả nhiên a, các ngươi cùng thiên địa chính nghĩa tông đám khốn kiếp kia cũng thoát không can hệ. Không khỏi suy cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, bất quá ta dù sao cũng là ma sách tông người, vẫn là tông chủ chi tôn, các ngươi lại là ta tông trưởng lão, chỉ muốn các ngươi không phải chủ mưu, không thể nói được ta cũng nên mở ra một con đường, bao quát mà đối đãi người a, ha ha ha. Thân thể không khỏi khẽ giật mình, hai người liếc nhìn nhau, trầm ngâm một chút về sau, đều là liên tục không ngừng gật đầu, hướng Trác Phàm cầu xin tha thứ, Trác tông chủ bớt giận. Sự kiện này căn bản không liên quan chúng ta sự tình, tất cả đều là Thạch Cung Phụng cùng Tà Vô Nguyệt hai người bọn họ kế hoạch. Thật tốt, ta đều biết. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Trác Phàm đánh gãy bọn họ nói tiếp, khẽ cười một tiếng nói, ta hiện tại ngược lại là cũng không thèm để ý loại sự tình này, ta chỉ muốn biết một chút. Nói đến đây, Trác Phàm trong mắt chợt toát ra một đạo tinh quang, sắc mặt cũng thật là ngưng trọng lên, trịnh trọng nói, Đại Cung Phụng đi chỗ nào? Bạch Cung Phụng bọn họ đi chỗ nào, tạp dịch phòng những đệ tử kia lại đi chỗ nào. Thân thể nhìn không được lắc một cái, hai người liếc nhìn nhau, lại là sắc mặt cứng ngắc, câm như hến cúi thấp đầu. Nhìn đến bọn họ tình hình như thế, Trác Phàm trong lòng càng thêm ngưng trọng, nhưng vẫn là lộ ra một bộ cười tà dị mặt, lạnh lùng nói, thì ra là thế, các ngươi không có coi ta là tông chủ nhìn a, vậy ta còn coi các ngươi là trưởng lão làm gì? Coi các ngươi là thành phản đồ, xử quyết đi. Nói, Trác Phàm đã là nâng lên một tay, phía trên khí lưu màu đen cuồn cuộn lưu động, tản mát ra tử vong khí tức. Khoan, Trác tông chủ, chúng ta không dám, chúng ta một mực coi ngài là chúng ta tông chủ a. Vội vã khoát khoát tay, hai người một mặt thất kinh, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cái kia vì sao bản tông hỏi các ngươi lời nói, các ngươi không trả lời? Chẳng lẽ là không muốn tuân thủ bản tông mệnh lệnh sao? Bạch! Trác Phàm khí thế bỗng nhiên đại phóng, cuồn cuộn lạnh lẽo sát ý ngăn không được hướng hai người xâm nhập qua đi, khiến hai người nhất thời chính là cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương, dường như liền trái tim đều muốn sợ đến dừng lại giống như.
không khỏi bỗng nhiên lắc một cái thân thể, hai người vội vàng lần nữa bái hạ, dập đầu cầu xin tha thứ, chắc tông chủ bớt giận, hai người chúng ta không dám có chút giấu giếm, còn mời tông chủ tha cho chúng ta nhất mệnh. Ngay sau đó, hai người liền một năm một mười đem tất cả mọi chuyện, hướng Trác Phàm thành thật khai báo. Mà Trác Phàm nghe được, cũng là mi đầu bỗng nhiên run mạnh, hai mắt giật mình lo lắng, trong lồng ngực một trái tim sớm đã hận đến hung hăng nắm chặt lên. Nguyên bản hắn lấy vì thiên địa chính nghĩa tông lần kia tập kích, chỉ là nhằm vào hắn một người mà đến, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này Tà Vô Nguyệt lại có như thế gan chó, liền đại cung phụng cũng dám động, còn tại trong tông môn làm một lần thanh tẩy, đem cùng hắn có quan hệ người tất cả đều xóa đi. Thậm chí còn đuổi tận giết tuyệt, bởi vì Lạc gia cứu trợ những cái kia chạy đi nhân mã, liền muốn mượn đao giết người, mời Ngự Thú Tông liền Lạc gia cùng một chỗ diệt trừ. Trác tông chủ, tất cả mọi chuyện chính là như vậy, đều là Thạch Cung Phụng cùng Tà Vô Nguyệt hai người chủ ý, chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ là phụ họa theo đuôi mà thôi a. Đem hết thảy nói rõ ràng, hai người lần nữa hai mắt đẫm lệ rưng rưng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Trác Phàm đã nghe không vào, chỉ là song quyền siết thật chặt, thân thể tại run không ngừng, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà biến đến đầy mắt đỏ bừng. Hắn tại Phàm giai tôn kính nhất một vị trưởng giả, Viên lão, cũng là hắn duy nhất tâm phục khẩu phục nguyện ý bái sư lão nhân, hắn chả muốn theo lão nhân ra ông ta làm một lần cuối cùng tạm biệt, không nghĩ tới trở về đúng là thiên nhân vĩnh cách chi cảnh. Đáng chết Tà Vô Nguyệt. Trong lòng âm thầm cắn răng, Trác Phàm trong mắt đã là hiện ra trần trụi sát ý, vung tay lên, xoát một chút, liền đem hai người lăng không bắt lại, từng đạo khí lưu màu đen, càng không ngừng leo đến trên thân hai người. Bất giác trong lòng cả kinh, hai người đuổi vội vàng kêu lên, Trác tông chủ tha mạng, chúng ta nguyện ý đi theo ngài chu trừ phản nghịch, xin ngài tha cho chúng ta nhất mệnh. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là Ma Sách tông trưởng lão, ngài thân là tông chủ, không thể dạng này a. Cái gì cầu thí tông chủ? Hận hận khẽ cắn môi, Trác Phàm mắng to lên tiếng, lão tử người tông chủ này, là bởi vì Viên lão mới làm. Hiện tại Viên lão đều về cõi tiên, quỷ tài cho các ngươi đám xúc sinh này làm tông chủ đâu. Các ngươi dám cùng Tà Vô Nguyệt chém giết lão tử người, lão tử lại có thể buông tha các ngươi. Thiên ma đại hóa quyết. Trong lòng giống to một tiếng, phần phật một chút, cái kia đầy trời hắc khí liền bỗng nhiên đem hai người hoàn toàn bao khỏa đi vào. Hai người không ngừng mà kêu gào, kêu gọi, thống khổ dẫy giụa, thế nhưng là bất quá một hơi ở giữa, liền rốt cuộc không có tiếng vang. Chờ hắc khí kia tán đi, hai người vừa mới nơi ở, đã chỉ còn một đoàn bột phấn mà thôi, lại không cái gì bóng dáng. Theo gió thổi qua, tất cả đều tiêu tán. Hận hận phất phất tay, Trác Phàm không còn đi xem chỗ đó liếc một chút, trực tiếp hướng tông chủ đại điện phương hướng bước đi, trên thân băng lãnh sát khí, ngăn không được hướng bốn phía tiêu tán lấy. Mẹ hắn, Ngự Thú Tông lũ khốn kiếp này có ý tứ gì, lấy tiền không làm việc. Đụng, một tiếng vang thật lớn, tông chủ trong đại điện, Tà Vô Nguyệt phẫn hận một trưởng vỗ dưới, nhất thời đem bên cạnh một cái tử đàn mộc bàn đập thành phấn vụn, mắng to lên tiếng. Trong mắt phẫn nộ chi hỏa, giống như có thể đem sắt đá đều hòa tan thành cặn bã giống như. Thạch Cung Phụng ở một bên ngồi lặng lặng, nhìn lấy đây hết thảy, nhưng cũng là nhíu mày, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia nghi hoặc, cái này xác thực rất kỳ quái, theo lý thuyết, đường đường một cái tông môn đáp ứng sự tình, không có lý do dễ dàng như vậy thì béo nhờ nuốt lời, cái này bên trong có thể hay không có biến cố gì. Có thể có biến cố gì, một đám xúc sinh, thấy xương cốt cứng rắn, khó gặp, thì toàn mẹ hắn chạy. Hận hận phun ra một miệng nhiệt khí, Tà Vô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, quan trọng lũ khốn kiếp này, còn cuốn đi chúng ta 1000 thánh linh khoáng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, gần nhất chuẩn bị thiên hành tông bên kia cũng phí không ít, lúc trước song long hội thắng được tích xúc, cũng nhanh sắp thấy đáy. Thật sâu liếc hắn một cái, Thạch Cung Phụng lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Làm sao, không nỡ sao, sớm biết như thế lời nói, ngài không cần đoạt vị, chúng ta Ma Sách Tông nhất định sẽ vui vẻ phồn vinh. Thạch Cung Phụng, người đây là ý gì? Ánh mắt bất giác nhíu lại, Tà Vô Nguyệt hung tợn nhìn về phía hắn. Khoan thai tự đắc hai chân chéo nguẫy, Thạch Cung Phụng từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, cười khẽ một tiếng, cái này không rõ bày a, từ xưa đến nay, nội đấu đều là hao tổn lớn nhất, lại tốn công mà không có kết quả hành động. Thế nhưng là mọi người vẫn là làm không biết mệt, vì là cái gì,
không phải liền là vì chính mình cái mông dưới đáy vị trí này a? Ha ha ha, năm đó Thiên Vũ Hoàng đế là như thế, hiện tại ngươi cũng là như thế. Có thể tưởng tượng, năm đó nếu không có Lạc Gia Hoành không xuất thế, ngăn cản Hoàng đế kia âm mưu, hiện tại Thiên Vũ cắt đi 10% quốc thổ, tất nhiên quốc lực suy yếu. Nhưng tương ứng, hiện tại Thiên Vũ người chủ trì vẫn là Vũ Văn Gia. Mà chúng ta Ma Sách Tông, lúc trước nếu không có nhằm vào Trác Phàm Chu Diệt kế hoạch, như vậy hiện tại tông môn nắm giữ 10.000 thánh linh khoáng, nhân tài đông đúc, tất nhiên hưng thịnh. Trác Phàm làm tông chủ, dựng vào Song Long Viện cái này đường nét, ngày sau tông môn tối thiểu nhất cũng là trung tam tông. Nhưng là đối với cái này rất tốt tiền đồ, chúng ta vì sao muốn làm như thế đây, còn không phải cũng là vì ngươi cái mông dưới đáy vị trí a? Ha ha ha, có mất tất có được, hiện tại tông môn là kinh tế đình trệ, nhưng tốt xấu ngươi vẫn là tông chủ, lão phu cũng là bên trong môn đệ nhất cung phụng a, cũng không có thay đổi. Hai con ngươi bất giác hư hư, Tà Vô Nguyệt không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, thăm thẳm lên tiếng, ngươi nói là, tông môn suy tàn, rơi xuống như thế ruộng đất, đều là ta tạo thành. Cái kia Trác Phàm tới làm tông chủ, thì nhất định so với ta mạnh hơn. Ai, ta cũng không có nói như vậy, lão phu chỉ nói là một sự thật mà thôi. Trong mắt tinh mang lóe lên, Thạch Cung Phụng không khỏi cười khẽ một tiếng, lại nói, Ma Sách Tông đến tột cùng là mạnh là yếu, không có chúng ta vị trí, còn có ý nghĩa gì đâu. Ha ha ha, ta chỉ là đang khuyên tông chủ, buông ra một chút, không cần lại vì những cái kia đưa ra ngoài thánh linh thạch tính toán. Dù sao, chúng ta còn ở nơi này chủ sự a, đây mới là trọng yếu nhất. Thân thể hơi hơi trệ trệ, Tà Vô Nguyệt trầm ngâm một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, gật gật đầu, thở dài lên tiếng, đúng vậy a, Thạch Cung Phụng nói có lý, chỉ cần nơi này còn do chúng ta làm chủ, mặc kệ nó hưng thịnh cũng tốt, bại cũng được, đều là chúng ta, là chúng ta, mà không phải người khác. Cái này, trọng yếu nhất. Nhìn chằm chằm hắn, Thạch Cung Phụng khẽ vuốt tròm râu, thỏa mãn gật gật đầu, nhưng trong mắt lại là lóe qua một tia khinh thường, trong lòng cười thầm. Tà Vô Nguyệt a, Tà Vô Nguyệt, may mà Đại Cung Phụng như thế khôn khéo nhân vật, mọi thứ đều có thể nhìn thấu, một mực đem tông môn phát triển hướng đi không lại, làm thế nào dạy dỗ ngươi như thế ngu dốt đồ đệ đến đây. Tư Dục che đậy ngươi con mắt, ngươi đã trầm luân ma tính, trở thành lão phu con rối. Một cái khôi lỗi tông chủ, làm đến thật như vậy có ý tứ a, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua xem thường nụ cười, Thạch Cung Phụng từ chối cho ý kiến dao động cái đầu. Ha ha ha, tốt một đôi đồ vô sỉ a, đem cả cái tông môn tiền đồ bị hủy bởi trong tay, còn như thế đắc chí, dương dương tự đắc. Nghĩ không ra Viên lão cả đời vì tông môn cúc cung tận thụy, sau cùng cái này ngàn năm cơ nghiệp lại tất cả đều hủy đến các ngươi hai cái xúc sinh trong tay. Hắn như trên trời có linh lời nói, tất nhiên sẽ khó có thể an tâm đi. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng réo rắt thảm thiết cười lạnh lại là đột nhiên từ đại điện bên trong vang lên. Không khỏi sợ hãi cả kinh, hai người liếc nhìn nhau, cùng nhau hoảng hốt thất sắc, kinh hoàng nhìn bốn phía, quát nói, người nào, dám đến ta Ma Sách Tông giả thần giả quỷ, mau mau hiện thân. Giả thần giả quỷ, ha ha ha, nếu là thật sự quỷ đâu, bất giác suy cười một tiếng, đại điện chỗ tối tăm một trận không gian ba động, chỉ chốc lát sau, Trác Phàm cái kia quen thuộc khuôn mặt chậm rãi từ bóng đen kia bên trong hiện ra. Nhìn đến chương này quen thuộc khuôn mặt, Tà Vô Nguyệt cùng Thạch Cung Phụng không khỏi giật mình, cùng nhau hét to lớn tiếng, khó có thể tin Trác. Trác Phàm, người còn chưa có chết. Chết, các ngươi đương nhiên muốn giết ta. Không khỏi suy cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt phụt sáng qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lãnh đạm nói, có điều, ta nếu là chết, Viên lão nợ máu, người nào thay hắn báo. Thân là hắn đệ tử nhập thất, làm sao có thể không thay lão nhân ra ông ta thanh lý môn hộ, làm thịt các ngươi hai cái này cẩu vật. Mi đầu nhìn không được cuồng loạn, Tà Vô Nguyệt hai người không tự giác lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh liền lại chấn định tâm thần, hung hăng trừng mắt về phía Trác Phàm, tuét miệng nói, muốn giết chúng ta. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi, một cái đi vào Ma Sách Tông không đến 10 năm, còn chưa đột phá hóa hư cảnh. Bạch, thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong, một đạo kim mang lóe qua, Trác Phàm bóng người đã là trong nháy mắt đi vào hai người trước mặt. Hơi nóng hô hấp phun tại hai người trước mặt, để hai người ngăn không được thân thể lắc một cái, quá sợ hãi. Thật nhanh, thực không dám giấu giếm, hóa hư cảnh, lão tử vừa mới đột phá.
khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm song đồng nhất định, siêu một tiếng đã là nhất quyền hung hăng hướng Tả Vô Nguyệt đập tới. T. Uy áp mạnh mẽ, vạch phá không trung. Một quyền kia còn chưa đi vào trước mặt hắn, dĩ nhiên đã để hắn có loại không thở nổi cảm giác, không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vàng thân thể vội vã ngửa về sau một cái, quyền đầu theo hắn mặt xẹt qua. Bạch! Nóng rực cương phong theo hắn chóp mũi xẹt qua, nhất thời để hắn có cỗ nóng bỏng đau đớn. Mà một quyền kia tuy nhiên đánh sạch, nhưng là uy mãnh quyền áp lại là bỗng nhiên xông về phía trước vách tường, một tiếng ầm vang liền đem một mặt tường cao lên mở một cái to lớn đại động khẩu. Ngay sau đó quyền áp xông thẳng tới chân trời, làm cho toàn bộ bầu trời đều ngăn không được run rẩy lên, chỉnh chỉnh đem cái kia 9 tầng mây tầng cũng mở một cái như ngọn núi đại lỗ hống nhỏ. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Tả Vô Nguyệt trong lòng hoảng sợ, vội vàng một bước cước bộ, vẫn là nằm ngửa tư thế, liền vội gấp lui về phía sau, trên đầu sớm đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Chờ hắn lại đứng lên lúc, soạt một tiếng, hắn trước ngực toàn bộ quần áo đã là trong nháy mắt vỡ ra. Đúng là bị vừa mới một quyền kia uy áp cho sinh sinh chấn vỡ. Nhìn thấy cái này, Tả Vô Nguyệt càng thêm lớn kinh hãi, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, rốt cục xuất hiện thật sâu vẻ sợ hãi. Cái này, đại khái còn là hắn lần thứ nhất cùng Trác Phàm giao thủ, nhưng là lại không nghĩ rằng, đụng phải từ trước tới nay, Trác Phàm trạng thái mạnh nhất. Không sai, Trác Phàm mới vừa vào Ma Sách Tông lúc, chỉ là thiên huyền cảnh, cho dù thần tí kinh người, cũng không phải đối thủ của hắn. Về sau Trác Phàm đột phá thần chiếu cảnh, vừa mới ngưng tụ long hồn, cũng không phải hắn địch thủ. Nhưng bây giờ, Trác Phàm đột phá hóa hư cảnh, hai đại thần hồn kề bên người, toàn thân long tổ cải tạo, kỳ lân thí uy lực càng sâu, lại là Trác Phàm từ trước tới nay mạnh nhất thời điểm. Giờ này khắc này, đừng nói là hóa hư cảnh, cho dù dung hồn cảnh cao thủ gặp, không muốn chết lời nói, cũng phải vòng vo tam quốc nhì đi, huống chi là Tả Vô Nguyệt cái này hóa hư 9 tầng. Mí mắt bất giác hung hăng rung động, Tả Vô Nguyệt cuối cùng là có chút hai chân như nhũn ra lên, mà cái kia Thạch Cung Phụng thấy một lần, cũng là cả kinh, vội vàng lui lại, đi vào Tả Vô Nguyệt bên người, đồng dạng một mặt sợ hãi nhìn về phía Trác Phàm. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, hiện tại Trác Phàm đã mạnh như thế, nhất quyền liền có thể đem Tả Vô Nguyệt bức lui. Mà đối với bọn hắn hai người hành động, Trác Phàm lại là không chút phật lòng, cũng không ngăn cản, chỉ là một mặt hí ngược nhìn về phía bọn họ. Thăm thẳm lên tiếng, vừa mới một quyền kia đánh vạt ra, chỉ là ta cố ý. Tả Vô Nguyệt, ngươi không phải một mực không phục ta à, một mực hoài nghi Viên lão vì sao muốn đẩy ta làm tông chủ à. Vậy lão tử hiện tại thì dùng sự thực nói cho ngươi, ngươi cùng lão tử chênh lệch chính là cách nhau một trời một vực. Có lão tử tại địa phương, ngươi cái nào có tư cách làm tông chủ, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Trác Phàm, ngươi, thân thể thình lình lắc một cái. Tả Vô Nguyệt thật sâu nhìn lấy Trác Phàm cái kia khiêu khích khuôn mặt, lại là tức giận đến toàn thân loạn chiến, nghiến răng nghiến lợi. Hắn trong cuộc đời lớn nhất tiếc nuối, liền là mình sư phụ thừa nhận người khác, mà vứt bỏ chính mình. Hắn nội tâm bên trong một mực có một loại khát vọng, thì là có thể chứng minh chính mình xác thực mạnh hơn Trác Phàm. Sai là sư phụ, mà không phải hắn. Nhưng bây giờ, Trác Phàm thì ở trước mặt hắn, còn hướng hắn phát ra khiêu khích. Nhưng hắn đã không có can đảm kia tiếp nhận, ngay tại vừa mới một quyền kia phía dưới, hắn đã rõ ràng cảm giác được đến, Trác Phàm cái kia siêu việt nhân loại nhận biết đáng sợ. Trong lòng đồng dạng lo sợ, Thạch Cung Phụng nhìn Tả Vô Nguyệt liếc một chút, con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, trong lòng suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, tông chủ, tiểu tử này xem ra khó đối phó, ta đi tìm người đến, người trước ở chỗ này chống đỡ một hồi a. Nói. Thạch Cung Phụng đã là run run rẩy rẩy hướng cửa di động, sau đó mở ra cánh cửa, co cẳng liền chạy. Thế nhưng là toàn bộ hành trình Tả Vô Nguyệt đều không ra một tiếng, chỉ là chăm chú nhìn đối diện Trác Phàm không thả, trong lòng làm lấy giấy giụa. Chiến, vẫn là trốn, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Thực đáy lòng của hắn là muốn chiến, vì chứng minh chính mình, nhưng người bản năng lại để cho hắn cảm giác muốn chạy trốn, lại là không biết nên lựa chọn như thế nào. Trác Phàm cũng không có để ý cái kia Thạch Cung Phụng rời đi, chỉ là yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Tả Vô Nguyệt, thật lâu, mới đạm mạc lên tiếng, chúng ta đều là Viên lão đệ tử, Viên lão trên trời có linh thiêng cũng tại xem chúng ta. Tả Vô Nguyệt, hôm nay chúng ta thì một đối một so tài một chút nhìn, sư phụ ánh mắt là đúng hay sai. Ngươi như thắng, vì chính mình xứng danh, ta như thắng, vì sư môn trừ hại.
thân thể nhịn không được lắc một cái, Tà Vô Nguyệt song quyền dần dần nắm cùng một chỗ, cắn răng nhìn lấy Trác Phàm, trong mắt lại là bỗng dưng giấy lên hừng hực chiến hỏa, phẫn nộ quát, sư phụ trên trời có linh, nhìn cho thật kỹ, ta sẽ chứng minh ta mới là đúng. Trác Phàm, người vĩnh kém xa ta. Hừ, phải không, cái kia để sự tình nói thật đi. Khóe miệng xẹt qua đạm mạc đường cong, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn qua cái kia đầy trời vân hà, trong mắt ít có lóe qua một mảnh nhu sắc. Viên lão, lần này ta cùng Tà Vô Nguyệt công khai một đối một tỷ thí, tính toán đệ tử ở giữa chiến đấu, cũng coi là sư mà chiến, ngài làm một người công chính, nhìn cho thật kỹ đi. Bá bá bá, trong tay càng không ngừng kết lấy ấn quyết, Tà Vô Nguyệt hai mắt đỏ thẫm, tràn đầy bệnh trạng vẻ hưng phấn. Hắn muốn đánh bại trước mặt nam nhân này, vì chính mình xứng danh, hắn mới là thích hợp nhất làm Ma Sách Tông tông chủ người, lão gia hỏa kia lúc trước quyết định là sai lầm. Mà Trác Phàm cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn, mặc hắn gây nên, không nhúc nhích, thậm chí trong mắt đều không có hắn cái bóng, hoàn toàn một mảnh trống không. Không nhìn, trần trụi không nhìn. Ở trong mắt Trác Phàm, lúc này Tà Vô Nguyệt, căn bản cùng con dẹp không có gì khác biệt, hoàn toàn không phóng tầm mắt bên trong. Điều này không khỏi làm Tà Vô Nguyệt càng thêm nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng, ba một tiếng, thủ quyết đã kết động hoàn tất. Sau một khắc, nhưng nghe một tiếng chấn thiên triệt địa giống to vang lên, nương theo lấy cuồn cuộn phá vỡ kim đoạn ngọc liệt phong xẹt qua, ba đạo giao long bóng người, lẫn nhau quấn lấy nhau liền hướng Trác Phàm tiến lên, dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn đem tất cả mọi thứ đều xé nát giống như. Chuẩn địa giai vũ kỹ, ba giao đoạn long chảm. Oanh! Tam đầu giao long hung hăng đụng vào một mặt đờ đẫn, không nhúc nhích Trác Phàm trên thân, nhất thời một cỗ ba màu phong bạo đột nhiên bao phủ ra. Nhất thời liền đem toàn bộ tông chủ đại điện cùng nhau quyển bay ra ngoài, Trác Phàm bóng người thì bị nuốt hết tại cái này phong bạo bên trong. Mà lại, cổ gió lúc này còn sâu hơn vì sắc bén, cái kia quyển bay lên trời đại điện rơi vào cơn bão táp này bên trong, chỉ là trong nháy mắt, liền soạt một chút nát thành bụi phấn, biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ bất kỳ vật gì bị cuốn vào bên trong, cũng là tại chỗ vỡ nát hạ tràng, đều không ngoại lệ. Nhìn lấy đây hết thảy. Tà Vô Nguyệt từng ngụm thở một chút, một mặt bệnh trạng gian cười ra tiếng, ha ha ha. Trác Phàm, rơi vào ta cái này chuẩn địa giai vũ kỹ bên trong, coi như bình thường dung hồn cảnh cao thủ cũng muốn phí một phen thủ đoạn, ngươi thế mà không hề làm gì phòng ngự, thì mặc cho cuốn vào, thật sự là tự đại rất, muốn chết. Giống như ngươi người, làm sao xứng làm nhất tông chi chủ. Đụng. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, một tiếng vang trầm chợt phát ra. Cái kia cỗ ba màu phong bạo liền nhất thời như là chặt đứt dòng sông giống như, bỗng dưng tán loạn ra, biến mất giữa thiên địa. Mà tại cái kia phong bạo nguyên lai vị trí chi địa, Trác Phàm một mặt lạnh nhạt thả tay xuống, tựa hồ làm một kiện không có ý nghĩa sự tình giống như. Bằng ngươi chiêu kia, có vẻ như còn thương tổn không ta mảy may. Đừng quên, ta thế nhưng là kim cương bất hoại thân thể, không phải cái gì tiểu miêu tiểu cậu cá trạch nhỏ đồ chơi, đều có thể gãi thương tổn. Ba ba, nhẹ nhàng đập đập chính mình quần áo, bắn rớt một số vốn không tồn tại cho bụi, Trác Phàm cái kia vừa mới bị phong bạo bao phủ, tổn hại dưới quần áo, lộ ra cái kia kiên cố bắp thịt, lại là không có chút nào tổn thương, ngược lại là có từng điểm kim sắc lân quang lóe qua. Đó có thể thấy được, vừa mới cái kia cỗ ba màu phong bạo, Trác Phàm nguyên lực hộ thể cũng không ngăn được, không phải vậy quần áo liền sẽ không phá. Thế nhưng là... cái này lại hoàn toàn đua tiếng hắn một cái khác đáng sợ sự thật, đó chính là hắn thật sự là kim cương bất hoại thân, chỉ bằng vào nhục thể, liền trực tiếp đem một cái hóa hư 9 tầng cao thủ thả ra chuẩn địa giai vũ kỹ cho đỡ được. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, đừng nói cái này Tây Châu khu vực, chỉ sợ cho dù là toàn bộ đại lục, đều không người nghe nói qua. Đáng chết quái vật, nghi đầu nhịn không được run run, Tà Vô Nguyệt trong lòng một trận không cam lòng, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Hắn đã vừa mới sử xuất hắn mạnh nhất vũ kỹ, nhưng như cũ đối Trác Phàm không nổi mảy may tác dụng, như vậy đã là chứng minh, hắn vũ kỹ mất đi hiệu lực. Như vậy tiếp đó, cũng là thần hồn chiến. Nghĩ như vậy, Tà Vô Nguyệt song đồng ngưng tụ, thân thể lắc một cái, đã là bỗng nhiên thả ra bản thân thần hồn, một đầu toàn thân hiện ra hào quang màu xám bay trên trời cự giao. Xé rách chân trời, giao long chảo. Giống. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia giao long đã là thẳng tiến không lùi hướng Trác Phàm phóng đi, sắc bén nanh vuốt, hung hăng đâm về Trác Phàm ở ngực. Hừ, Trác Phàm,
ta biết ngươi là thiên long hồn, nhưng ngươi long hồn dù sao vừa ngưng tụ không đến 5 năm, ta giao hồn đã. Đụng. Tả Vô Nguyệt hai mắt dữ tợn, hướng về Trác Phàm hô to lên tiếng, lại là nhưng ngửi một tiếng vang thật lớn, cái kia giao long còn chưa đi vào Trác Phàm trước mặt, đã là bỗng dưng thân thể chấn động, bị thứ gì đụng bay ra ngoài. Tả Vô Nguyệt cũng là nhìn không được hơi hơi run run, sắc mặt một đỏ, phốc một tiếng phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi. Chờ đứng vững thân hình, lại nhìn về phía trước lúc, lại chỉ thấy Trác Phàm trước người, chỉ có một cái đỏ thẫm long chảo, đang phát tán ra khiếp người ánh sáng. Trong mắt lóe lên một tia cười nhạo, Trác Phàm khinh miệt lắc lắc đầu, cười nhạt nói, thần hồn lực lượng, không phải theo thời gian tích lũy mà tính. Mạnh cũng là mạnh, yếu cũng là yếu. Ta long hồn đối phó ngươi giao hồn, đều không cần hoàn toàn phóng xuất ra. Tả Vô Nguyệt, ở trước mặt ta, người vĩnh viễn là người yếu. Trác Phàm, không khỏi khàn giọng liệt phế hét lớn âm thanh, Tả Vô Nguyệt tức giận đến ngực miệng không ngừng chập trùng, đã là hoàn toàn mất đi lý trí, đạp chân xuống. Bỗng nhiên biến hướng Trác Phàm chỗ đó tiến lên, trong tay ánh sáng lóe lên, đã là xuất hiện một thanh hiện ra huyết quang trường thương, thả mắt nhìn đi, đúng là một thanh đáng quý cấp 10 linh binh. Mặc kệ ngươi nhục thể đều mạnh, đều tuyệt đối so với không lên ta thanh này. Đụng. Thế nhưng là, hắn lời nói vẫn là không có nói xong, cái kia cây trường thương đã là nhất thời ở trước mặt hắn một đến phá vỡ đi ra, một chút hồng mang như đầy trời ngôi sao, bay ra hướng bốn phía. Không khỏi sững sờ, Tả Vô Nguyệt quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, đây chính là thập phẩm linh binh a, làm sao lại thoáng cái nát đâu. Thế nhưng là, làm hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trước lúc, lại chính gặp Trác Phàm trong tay, chính nắm lấy một thanh đen nhánh mà quỷ dị trường kiếm. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm trong mắt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh, lại là ẩn chứa thật sâu khinh miệt, đừng quên, ta thế nhưng là luyện khí sư, thập phẩm linh binh trong mắt ta. Tính là cái gì? Thân thể nhìn không được run run, Tả Vô Nguyệt triệt để ngây người. Bại hoàn toàn. Mặc kệ là công pháp vũ kỹ, thần hồn cường độ, vẫn là tay bên trong trang bị, hắn đều bại hoàn toàn cho Trác Phàm, không có chút nào phần thắng. Hắn vẫn muốn chứng minh, hắn cái gì đều mạnh hơn Trác Phàm, nhưng một vòng này xuống tới, lại là hoàn toàn chứng minh, hắn các phương diện đều kém xa tít tắp Trác Phàm điểm ấy. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là khó có thể tiếp nhận, thân thể run rẩy lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá lần này không phải là bởi vì sợ hãi, mà chính là thật sâu không phục cùng không cam lòng. Vì cái gì, hắn vì sao lại thua? Trong tay ánh sáng lóe lên, Trác Phàm cầm trong tay ma kiếm thu hồi, trong mắt vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, tựa hồ cao cao tại thượng đế vương, sẽ không đem trước mặt khất cái đặt vào trong mắt. Trác Phàm, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Bỗng nhiên, một tiếng thê lương kêu to vang lên, Tả Vô Nguyệt nhất thời lần nữa bắn người lên, hướng Trác Phàm phóng đi, tràn ngập sát ý nhất chảo, đã là thẳng tắp chụp vào Trác Phàm trán. Tả Vô Nguyệt, giống như là theo địa ngục cửu u bên trong truyền tới thanh âm, Trác Phàm trầm thấp tiếng nói, thì thào lên tiếng, vừa mới ta không động tay, là vi sư cha xứng danh, lão nhân gia ông ta ánh mắt sẽ không sai. Tiếp đó, cái kia ta thanh lý môn hộ. Bạch, nguyên bản đạm mạc ánh mắt bỗng nhiên biến đến dữ tợn, Trác Phàm tràn đầy lửa giận, cuối cùng tại thời khắc này bạo phát. Cái kia ngập trời sát khí, bỗng nhiên phát ra hướng bốn phía, nhất thời đem bốn phía hết thảy phế tích, chấn thành phấn vụn. Tả Vô Nguyệt cái kia sắc bén nhất chảo, còn chưa bắt đến Trác Phàm trước người, cũng đã bị cái này sát khí làm cho khí tức bỗng nhiên trì trệ, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Thế nhưng là còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, ba một tiếng vang giòn. Trác Phàm cái kia hung mãnh kỳ lân tí đã là ngược lại dẫn đầu bắt hắn lại đầu, sau đó tại hắn thất kinh ánh mắt bên trong, oanh một tiếng, hung hăng nện xuống dưới đất. Nhất thời toàn bộ đại điện ầm vang một hãm, hoàn toàn lún xuống tới. Thế nhưng là Trác Phàm còn chưa hết giận, hai mắt đỏ ngầu, một mực đè ép Tả Vô Nguyệt đầu, dưới đất một đường kéo đi, chỉ là giây lát ở giữa, liền đã ở ngoài ngàn dặm. Tả Vô Nguyệt, luận công tích. Cái kia 10.000 thánh linh khoáng là ta kiếm lời hồi tông môn, luận thực lực, người bây giờ như bùn nhão một dạng bị ta kéo lấy đánh, luận nhân tâm, toàn tông một nửa trở lên người, tâm hướng tại ta. Người công tích không bằng ta, thực lực không kịp ta, lực ngưng tụ càng là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp ta. Dựa vào cái gì trong lòng không phục, nhất định phải cùng ta tranh giành tông chủ vị trí, còn vì này. Vì thế,
Trác Phàm đè ép Tả Vô Nguyệt đầu trong đất một đường phi nước đại, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, cái gì chí ít có nổi lên lệ quang, nộ hống lên tiếng, còn vì này làm ra giết sư diệt tổ hỗn chướng sự tình đến, hôm nay ta nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thì có lỗi với sư phụ trên trời có linh thiêng. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, Trác Phàm cuối cùng đem Tả Vô Nguyệt từ mặt đất cầm ra đến, hung hăng vung cánh tay bàng, ném tới không trung. Mà giờ này khắc này, Tả Vô Nguyệt chỉnh cái đầu đã là máu thịt be bét, hàm răng chóc ra, khuôn mặt biến dạng. Có điều hắn trên thân còn có đạo đạo mây ngũ sắc bao phủ, tạm thời bảo vệ hắn nhất mệnh. Đứng bình tĩnh tại mặt đất, Trác Phàm ngửa đầu nhìn qua, tựa hồ nhận ra biết ánh sáng, lại chính là lúc trước hắn đưa cho Tả Vô Nguyệt món kia thập phẩm linh giáp. Tông chủ, chúng ta tới cứu ngươi. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, Thạch Cung Phụng đã là mang theo toàn tông trên dưới trưởng lão Cung Phụng cùng nhau chạy đến, đem Trác Phàm vây làm một vòng. Không trung Tả Vô Nguyệt gặp, suy yếu hắn không khỏi ngột đến lộ ra một bộ điên cuồng nụ cười, phách lối hét lớn, Trác Phàm, quá đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, ngươi là có thể đem ta giết chết. Mà lại một bước này, vẫn là lúc trước ngươi đưa cho ta linh giáp gây nên. Ha ha ha, buồn cười a buồn cười, hiện tại Thạch Cung Phụng bọn họ đến. Đối mặt nhiều như vậy hóa hư cao thủ vây công, ngươi lại không có cơ hội này. Quả nhiên, lão thiên vẫn là hướng về ta. Ta sẽ không chết, mà ngươi sẽ chết, toàn bộ Ma Sách Tông vẫn là ta, ha ha ha. Ngu ngốc, ta luyện chế ra linh giáp, như thế nào lại bảo hộ ngươi cái này giết sư nghiệt đồ đâu. Trong mắt lóe lên một đạo đạm mạc tinh mang, Trác Phàm mắt trái chợt giấy lên một đạo màu đen lôi viêm. Cùng một thời gian, Tả Vô Nguyệt trên thân linh giáp cũng là oanh một tiếng nổ tung, cuồn cuộn màu đen lôi viêm đùng đùng sao không dứt nện ở trên người hắn, lệnh hắn ngăn không được kịch liệt đau nhức vạn phần, kêu lên sợ hãi, cái này. Đây là có chuyện gì, cái này linh giáp. Sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, Trác Phàm khóe miệng lại là xẹt qua tà dị đường cong. Hắn chưa từng có tin tưởng qua cái này Tả Vô Nguyệt, lại có thể không đúng hắn lưu lại một tay. Lúc trước hai người còn không có náo tách ra trước. Hắn kính hiến lên bộ này linh giáp, liền đã làm tay chân. Linh giáp bên trên có một không gian trận thức, cùng hắn không minh thần đồng tương liên. Trong lúc nguy cấp, Trác Phàm hoàn toàn có thể dùng sử dụng Tả Vô Nguyệt trên thân linh giáp, dùng phá không đòi mạng hắn. Bất quá bây giờ có cái này diệt thế lôi viêm, ngược lại là dễ dàng hơn được nhiều. Trong tai nghe lấy Tả Vô Nguyệt cái kia kêu thê lương thảm thiết dần dần biến mất. Mắt bên trong nhìn lấy cái kia tại màu đen lôi viêm bên trong không ngừng thiêu đốt bóng người, hóa thành hư vô, Trác Phàm ngửa đầu nhìn lên trời, không khỏi thật sâu hít một hơi, trong lòng thì thào. Sư phụ, đệ tử vì ngài, thanh lý môn hộ. Tông chủ, tại cái kia đen nhánh lôi viêm dưới, Tả Vô Nguyệt cái kia bi thiết rú thảm cùng không ngừng vùng vẫy dẫy chết thân thể, dần dần tiêu tán vô tung, thậm chí ngay cả thần hồn cũng cùng theo một lúc hóa thành hư vô. Chỉ có cái kia từng mảnh đen nhánh lôi viêm, vẫn tại không trung đùng đùng sao không dứt không ngừng thiêu đốt, cho thấy khủng bố uy áp. Qua rất lâu, mới chậm rãi biến mất. Ma Sách Tông mọi người bất giác giật mình, cùng nhau hét to lớn tiếng, dĩ nhiên đã không có dùng. Tả Vô Nguyệt triệt để biến mất khỏi thế gian này, liền cái cặn bã đều không lưu lại. Mí mắt nhìn không được nhỏ khẽ run run, ánh mắt mọi người chậm rãi theo như có như không hư không rơi xuống. Để mắt tới phía trước cái kia một mặt bình tĩnh khuôn mặt, không khỏi tất cả đều ừng ực một tiếng, không lưu loát nuốt ngụm nước bọt. Chỉ bất quá một khắc thời gian mà thôi, Thạch Cung Phụng từ khi biết được Trác Phàm xuất hiện, liền vội gấp triệu tập toàn tông trưởng lão Cung Phụng tương trợ, sau đó bọn họ cấp tốc đến đây, vẻn vẹn chỉ là một khắc mà thôi. Nhưng chính là như thế trong thời gian ngắn, bọn họ tông chủ, hóa hư 9 tầng cao thủ. Tả Vô Nguyệt đã là không có lực phản kháng chút nào chết tại trước mặt nam nhân này trong tay. Nói như vậy đến lời nói, Trác Phàm bây giờ thực lực, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào a? Thật sâu hít một hơi, tận mắt chứng kiến Tả Vô Nguyệt chết thảm tình hình, tất cả mọi người trong lòng đều nhất thời bất giác lo sợ lên. Nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng đầy là vẻ sợ hãi. Đạp đạp đạp, không có để ý bọn họ nhìn lấy chính mình cái kia đã hận vừa giận, vừa hãi vừa sợ ánh mắt. Trác Phàm sắc mặt vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, đạp lên nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ, dần dần hướng tông bên ngoài phương hướng đi đến, trong mắt lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà tất cả mọi người đoàn đoàn đem hắn vây quanh, lại là đầu đầy mồ hôi lạnh, run như cầy sấy, ngăn không được co rụt về đằng sau, trên cơ bản Trác Phàm tiến về phía trước một bước,
bọn họ liền khúm núm lui về phía sau lên một bước, thân thể một mực đang run rẩy, nhưng cũng không dám hướng về phía trước. Thấy tình cảnh này, Thạch Cung Phụng con ngươi hai bên chuyển lên chuyển một cái, không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, giống to lên tiếng, đừng để hắn chạy, phải biết, chỉ cần hắn còn sống, lúc đó sự tình thì không gạt được, Song Long Viện nhất định sẽ đẩy hắn ngồi phía trên, vậy chúng ta đem không một đường sống. Chỉ có hắn vĩnh viễn chết ở chỗ này, mà Sách Tông mới có thể một mực là chúng ta. Thân thể nhịn không được chấn động, tất cả mọi người bất giác đều là sắc mặt giật mình, dừng bước lại, khuôn mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, thậm chí trong mắt đã là phát ra trần trụi sát ý. Trác Phàm đồng dạng dừng bước lại, liếc mắt liếc Thạch Cung Phụng liếc một chút, trong mắt đều là lạnh lùng. Hừ hừ hừ, các ngươi chớ nhìn hắn mạnh, nhưng dù sao cũng là lẻ loi một mình. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy chính mình lời nói có tác dụng, lần nữa cổ vũ sĩ khí, Thạch Cung Phụng không khỏi cười lạnh, hét lớn lên tiếng, nếu để cho hắn cứ như vậy đi, cùng Thiên Vũ đám kia phản nghịch lại tụ hợp cùng một chỗ giết trở về, như vậy chúng ta làm mất đi tất cả mọi thứ, bao quát tính mạng mình. Cho nên, hôm nay một bước này tuyệt không thể lui, nhất định muốn làm thịt hắn mới được. Giống, Thạch Cung Phụng không hổ là đa mưu túc trí thế hệ, cổ động lời nói cũng rất có cảm nhiễm lực. Ngay tại hắn vừa dứt lời phía dưới, lúc trước còn có chút khiếp đảm trưởng lão cung phụng nhóm, lập tức một tiếng giống to, ào ào thả ra bản thân thần hồn, hoàn toàn thì là một bộ muốn liều mạng tư thế, cùng nhau hướng Trác Phàm chỗ đó phóng đi. Chỉ một thoáng, thiên địa tựa hồ cũng muốn sụp đổ giống như, uy áp mạnh mẽ ngột đem Trác Phàm dưới chân đứng đấy khắp nơi, đều cứ thế mà hướng phía dưới áp 100 mét chi sâu, khí thế khủng bố. Không gì sánh kịp thổi lất phất Trác Phàm hai gò má, vung lên cái kia thâm thúy tóc đen. Thế nhưng là, đối với cái này mà Sách Tông tất cả cao thủ liên thủ cùng công, Trác Phàm lại là đột nhiên lộ ra một đạo vô tận chế diễu tới. Dương mắt liếc liếc đỉnh đầu cái kia ùn ùn kéo đến thần hồn trùng kích, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, lạnh nhạt lên tiếng, thì ra là thế, tông môn hóa hư cao thủ, mà ngay cả trăm tên cũng chưa tới a. Ha ha ha. Bị các ngươi hỏa hỏa thành thảm như vậy dạng tông môn thực lực, cũng muốn giết ta. Có thể hay không, quá ngây thơ điểm. Hừ hừ, mặc dù so với trước kia đến, tông môn thực lực xác thực yếu không ít, nhưng đây đều là ta người. Cho dù không đến trăm tên hóa hư cường giả, muốn giết ngươi cũng là một bữa ăn sáng. Bạch, Thạch Cung Phụng lạnh lùng cười gian, thế nhưng là còn không đợi hắn tiếp tục gọi rầm rĩ lên tiếng, một đạo hắc ảnh lại là bỗng dưng bao phủ bầu trời. Trong chớp mắt liền đem tất cả mọi người bao khỏa tại một cái đen nhánh trong không gian. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người thân thể cùng thần hồn, cũng tất cả đều bò lên trên màu đen nhánh trạch, chỉ là trong nháy mắt công phu, hết thảy đều tĩnh lại. Tất cả mọi người, chỗ có thần hồn, toàn cũng không thể động. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, mọi người cùng nhau trong lòng kinh hãi, đây là có chuyện gì? Riêng là Thạch Cung Phụng, càng là cả kinh tột đỉnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng lúc này, Trác Phàm cái kia bình tĩnh mà đạm mạc thanh âm, vang lên lần nữa, viên lão suốt đời một mực tại chăm chú kiến tạo tông môn, vậy mà lại bị các ngươi chiếm đoạt, thật sự là thật đáng buồn a. Nghĩ đến hắn trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy điểm này, làm đệ tử, ta giúp hắn xóa sạch tốt. Nói, cái kia bóng đêm vô tận như là thâm uyên như dã thú, mở ra cái kia thâm thúy mà huyết tinh miệng lớn. Khủng bố đen nhánh, dường như từng cái đem người kéo xuống địa ngục ma chảo. Chậm rãi bắt lên mỗi người thân thể, để mọi người nhìn không được chấn động, theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ không gì so sánh nổi cảm giác sợ hãi tới. Cái này, cuối cùng là cái quái gì? Thạch Cung Phụng hoảng sợ hét to lớn tiếng, sau đó đuổi vội xin tha nói, chờ một chút, Trác Phàm, ngươi không có thể giết ta nhóm, nếu không ma sách tông thì hủy. Tông môn là Đại Cung Phụng cả đời tâm huyết, ta biết rõ ngươi kính trọng nhất Đại Cung Phụng, còn lấy sư đồ tướng luận. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn Đại Cung Phụng suốt đời tâm nguyện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như vậy đi, chúng ta giảng hòa, đẩy ngươi vì tông chủ, về sau hết thảy lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, Bạch Cung Phụng bọn họ cũng có thể đón về, sau này đem quyền sở hữu lực đều nhường lại, chúng ta làm nhàn tạp nhân viên liền tốt, lấy chuộc chúng ta tội nghiệt, được chứ? Đúng vậy a, chỉ cần ngươi tha cho chúng ta làm cái gì đều được. Trác tông chủ. Xin ngài buông tha chúng ta a, dù nói thế nào, chúng ta cũng là người đồng tông a. Bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Hô gào âm thanh,
kêu thảm thiết âm thanh bên tai không dứt, nhìn thấy chính mình nhiều người như vậy trong chớp mắt liền đều rơi xuống người ta trong tay, bọn họ rốt cục chịu thua, bắt đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Trác Phàm đối mặt cái này quát kêu tiếng cầu xin tha thứ, lại là vẫn như cũ bình tĩnh như nước, từ chối cho ý kiến, các ngươi bây giờ nghĩ lên chúng ta là đồng tông a, ha ha ha. Vậy các ngươi hướng đại cung phụng, hướng lão tử, hướng tạp dịch phòng những người kia ra tay lúc, có thể hay không nghĩ tới chúng ta là đồng tông? Hừ hừ hừ, thế mà còn muốn lấy đại cung phụng làm bia đỡ đạn. Buồn cười, Thạch cung phụng, một cái bị các ngươi hại chết người, bây giờ lại cầm hắn để xin tha, ta còn chưa bao giờ thấy qua như các ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Trong miệng phát ra một chuỗi dài cười lạnh, Trác Phàm hai con ngươi bỗng dưng lóe qua một đạo lãnh mang, nghiến răng nghiến lợi nói thật cho các ngươi biết, ta chỉ nhận đại cung phụng là sư phụ ta, nhưng chưa bao giờ nhận qua ta là ma sách tông người. Cái gì đồng tông, cẩu thí, nếu là đại cung phụng tại lời nói, có lẽ hắn sẽ mềm lòng, cho các ngươi cầu tình, ta cũng liền không tuân sư mệnh, thả các ngươi một ngựa. Đáng tiếc a, hiện tại đại cung phụng đã bị các ngươi hại chết, ta cũng không có lão nhân gia ông ta như vậy mềm lòng, đối cái này tông môn có thâm hậu cảm tình. Thân không tại, không là nhà, viên lão không tại ma sách tông, cùng ta một hào tiền quan hệ đều không có. Thạch cung phụng, nếu là người có nghĩ qua hôm nay hạ tràng, lúc trước làm quyết ý lúc, liệu sẽ lưu lại đại cung phụng nhất mệnh đâu? Thân thể không khỏi hung hăng lắc một cái, Thạch cung phụng mi đầu rung động, lại là không biết nói như thế nào tốt. Ha ha ha, Thạch cung phụng a, cái này kêu là trời gây nhiệt, có thể vì, tự gây nhiệt, không thể sống. Là chính các ngươi, bị mất các ngươi sinh lộ. Một tiếng cười như điên, Trác Phàm vung tay lên, cuồn cuộn hắc ám liền giống như là thủy triều trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ. Tại từng đạo thê thảm kêu rên bên trong, tất cả mọi người bóng người, trong nháy mắt liền toàn bộ quy về trong bóng tối. Thiên ma đại hóa quyết. 3. Đen nhánh kết giới trong nháy mắt tản ra, Trác Phàm chung quanh, dĩ nhiên đã không có người nào. Sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, Trác Phàm nhẹ cất bước phạt, chậm rãi hướng tông ngoài cửa đi đến. Một đạo lưu quang xẹt qua, ma kiếm theo Trác Phàm thể nội bay ra, hướng về ma sách tông bên trong các ngõ ngách bay đi. Giây lát về sau, liền nghe từng trận kêu gào vang vọng cả cái tông môn trên không, như là trong địa ngục kêu thảm. Trác Phàm vẫn như cũ yên tĩnh đi về phía trước, khóe miệng xẹt qua hơi có vẻ réo rắt thảm thiết nụ cười. Viên lão, đừng trách ta tâm ngoan, ta sớm nói, cái này cái tông môn, ta chỉ nhận ngươi một người. Sau một tháng, Thiên Vũ Hắc Phong Sơn, Lạc gia trên đại điện, Lạc Vân Hải chính bên trong ngồi tại chủ tọa, hai bên là các trưởng lão cung phụng, mỗi người đều ngưng lông mày nhíu chặt, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Gia chủ, lần này Ngự Thú Tông lui binh, mặc dù không biết bởi vì duyên cớ nào, nhưng khẳng định là ma sách tông trong bóng tối sai xử. Mà lại lần này liền Thiên Hành Tông đều chẳng quan tâm, xem ra sau này so với ngoại địch, chúng ta muốn đề phòng nhiều hơn cái này ba cái tông môn mới đúng a. Bạch cung phụng khẽ vuốt tròm râu, thăm thẳm lên tiếng. Bọn người người nghe, đều là gật đầu. Dương Sát thở sâu, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đều là chúng ta không tốt, cho Lạc gia đưa tới dạng này mầm tai vạ. Ai, Dương Sát cung phụng tuyệt đối đừng nói như vậy, chúng ta đều là Trác đại ca đưa tổ kiến, vốn chính là huynh đệ cùng bang, nào có huynh đệ gặp rủi ro, bỏ mặc đạo lý. Vội vàng khoát khoát tay, Lạc Vân Hải trong mắt ngưng tụ. Thở dài nói, chỉ là lúc sau muốn hướng ma sách tông chỗ đó phái thêm chút thám tử, để phòng có trá. Mọi người nghe đến, cùng nhau gật đầu. Đúng lúc này, một đạo gấp rút tiếng bước chân vang lên, Lãnh Vô Thường vội vàng theo bên ngoài đi tới, trong tay cầm một khối xanh biếc ngọc giản, khom người cúi đầu nói, gia chủ, cha rõ ràng, Ngự Thú Tông lui binh nguyên do. Theo thám tử đến báo, gần nửa năm trước, Khuyển Nhung Đế Đô đến một nhóm thần bí thế lực. Đem chọn cái Ngự Thú Tông trừ tận gốc, không một người sống, liền đế đô đều bi thảm giết hại, rất nhiều vương tôn quý tộc, lớn nhỏ thế lực, cùng nhau gặp nạn. Bọn họ tận gốc đều ném, có thể không lui binh a, ha ha ha. Cái gì, lại có việc này? Không khỏi trong lòng cả kinh, mọi người cùng nhau kêu lên sợ hãi. Riêng là những cái kia ban đầu ma sách tông cao tầng, càng là thật không thể tin, Tây Châu Chín Tông, vô luận bao lớn qua kết. Đều không đến mức diệt tông cấp độ. Cho dù là năm đó Đan Thanh Sinh liền dẫm chín tông, cũng không có vượt qua cái này đường nét. Cuối cùng là người nào làm, tuyệt đối không phải Tây Châu thế lực. Ai,
bất kể là ai làm, lần này đều xem như giúp chúng ta đại ân a, ha ha ha. Không khỏi cười lớn một tiếng, Lãnh Vô Thường lạnh nhạt nói. Lạc Vân Hải cũng là cười gật gật đầu, xác thực, đối phương nếu là lại phái tiếp viện lời nói, chúng ta nhân thủ thì chịu không được. Lần này mặc kệ đi đâm phía sau hang ổ thế lực là cái gì cái, thật có thể nói là trên trời rơi xuống thần binh a, Trác đại ca phù hộ. Ai, gia chủ, ngài như thế lại đem việc này cùng Trác quản gia trên trời có linh thiêng nhắc lên. Lão phu không phải nói a, Trác quản gia nếu thật trên trời có linh, liền nên oan có đầu, nợ có chủ. Đi diệt Tà Vô Nguyệt bọn họ, đúng không? Bất đắc dĩ nhìn Lãnh Vô Thường liếc một chút, Lạc Vân Hải không khỏi cười nhẹ lắc đầu, thở dài, Lãnh tiên sinh, ta đây không phải mê tín, chỉ là một cái tưởng niệm mà thôi. Trác đại ca là cái có thể sáng tạo kỳ tích người, cho nên mỗi lần nhìn thấy dạng này kỳ tích, ta luôn cảm thấy là Trác đại ca ở trên trời phù hộ lấy chúng ta. Nhìn lấy Lạc Vân Hải một mặt giật mình lo lắng bộ dáng, mọi người cũng là lòng có cảm xúc, hơi hơi gật gật đầu. Báo! Thế mà đúng lúc này, lại hét lớn một tiếng vang lên, một tên áo đen thám tử nhất thời chạy vào đại điện, khom người trình lên một cái ngọc giản nói, Ma Sách Tông bên kia thám tử đến báo, không biết người nào động thủ, trong vòng một đêm, Ma Sách Tông toàn diệt. Cái gì? Không khỏi giật nảy cả mình, mọi người tại đây cùng nhau kêu lên sợ hãi. Lãnh Vô Thường trong mắt co rụt lại, thân thể hơi hơi run run, tại sững sờ 10 giây loại về sau. Cuối cùng không thể tin lẩm bẩm nói, mẹ nó, Trác quản gia thật hiển linh a. Ong ong ong, từng đạo ngâm khẽ tại vắng vẻ trong núi vang lên không ngừng, siêu 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 tiếng xé gió, bay múa đầy trời, bên tai không dứt. Chỉ là trong chốc lát, một đạo cũng không rộng lắm đường nhỏ trước, liền đã tụ tập đầy áp trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người. Khắp núi khắp nơi, từng dãy, sắp xếp có thứ tự, tất cả đều ngưng lông mày trợn mắt. Một mặt cẩn thận hướng nhìn đằng trước lấy. Mà tại cái kia trên đường nhỏ đi tới, là cái toàn người khoác hắc bào nam nhân, tóc đen mắt đen, còn có cái kia cho dù tại trời nắng chang chang dưới, cũng để cho người nhìn một chút, thì cảm thấy dị thường băng lạnh ánh mắt. Lớn mật, người đến tột cùng là ai, dám xấu ta hộ tông kết giới, lén xông vào ta Huyền Thiên Tông môn. Một tên thân mang trắng phục đệ tử, lúc này đứng ra một bước, quát to. Thế nhưng là người kia cũng không có tiếng vang, chỉ là vẫn như cũ như thường giống như, từng bước một, chậm rãi hướng về phía trước, lộ ra là như vậy âm u quỷ dị. Liếc nhìn nhau, chúng đệ tử đều là mi đầu khẽ run, trong tay không tự giác mà bốc lên mồ hôi đến, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, đây là một vị chính thức hóa hư cường giả. Tại cả cái tông môn bên trong, trừ trưởng lão cung phụng bên ngoài. Không có một cái nào đệ tử là đối thủ của hắn. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, tại hạ xin khuyên một câu, người dễ thực hiện nhất liền ngừng lại bước. Nơi này cũng không phải thế tục thiên địa, hóa hư cảnh liền có thể đi ngang. Đây là Huyền Thiên Tông, mỗi một vị trưởng lão cung phụng đều là tuyệt thế cao thủ. Ngươi tới đây nhi quấy rối, tuyệt không có có kết quả gì tốt. Bỗng nhiên, lại có một người đụng tới, hét lớn lên tiếng, hướng về người áo đen kia líu lo không ngừng. Thế nhưng là người kia lại không chút phật lòng, dường như cái gì đều không nghe thấy giống như, vẫn như cũ phối hợp đi về phía trước, đi tới. Lẫn nhau nhìn xem, chúng đệ tử dần dần ngưng trọng xuống tới, trong lòng đã không sai, người này thật sự là kẻ đến không thiện. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, lại là mấy đạo tiếng xé gió lên, mọi người quay đầu hướng chỗ đó nhìn qua, lại là nhất thời vui vẻ. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác. Chính là Huyền Thiên Tông tông chủ và mấy vị mạnh nhất cung phụng đến. Hóa hư thất trọng, hóa hư bát trọng, hóa hư chín tầng. Cuồn cuộn khí thế cường hãn đột nhiên buông xuống, lại là cho tại chỗ các đệ tử một phần an tâm tới. Dù sao, bọn họ cho dù không tới hóa hư cảnh, thế nhưng phần nhãn lực đã là nhìn ra, người áo đen kia bất quá hóa hư nhất trọng mà thôi, nhưng bây giờ đến tông môn cao tầng nhưng đều là hóa hư đỉnh phong tồn tại. Bất kỳ người nào duỗi ra một cái ngón út đều có thể nghiền chết hắn, trong lòng phần kia đối với tông môn tự tin cũng bỗng dưng thì thăng lên. Càng là vừa vặn cái kia mở miệng đệ tử, hiện tại càng là một bộ càn rỡ đắc ý bộ dáng, cười to lên, ha ha ha. Vừa mới để ngươi rời đi ngươi không đi, hiện tại chúng ta tông chủ đến, ngươi coi như muốn đi đều đi không. Dám xông vào ta tông, tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Thôi đi, thật là dạng gì tông môn. Ra cái dạng gì người. Lần trước bỏ qua cho các ngươi không chết,
hiện tại ngã lại nhảy nhót tưng bừng, ra vẻ lên, coi là thật cái ăn không cái đánh, phách lối cực kỳ đâu, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, người kia từ chối cho ý kiến, tiếp tục chậm rãi tiến lên, không có để ý bất luận kẻ nào. Huyền Thiên Tông chủ gặp này, bất giác sững sờ, vội vàng chắp tay nói, các hạ đến tột cùng là ai, cái nào cái tông môn, không biết đến ta Huyền Thiên Tông vì chuyện gì. Không giống những cái kia vô cùng biết rõ đệ tử, Huyền Thiên Tông chủ dù nói thế nào cũng là nhất tông chi chủ, ngồi phía trên mấy trăm năm. Cái gì gọi là phân tắc, vẫn là biết một chút. Đừng nhìn người này chỉ là hóa hư nhất trọng mà thôi, nhưng người biết người ta thế lực sau lưng là ai chăng, lớn bao nhiêu sao? Bọn họ Huyền Thiên Tông hộ tông kết giới cũng không phải bình thường trận pháp, vậy cũng là thánh linh thạch làm trận cơ bố thành. Đơn giản như vậy thì xông tới người, có thể là nhân vật bình thường sao? Hắn là ai, đến từ phương nào, đại biểu cái kia đại nhân vật mà đến, các ngươi đều biết sao? Cái gì cũng không biết, liền trực tiếp quát mắng trang bức, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Cũng chỉ có tại cái này Huyền Thiên Tông bên trong sống an nhàn sung sướng quen đệ tử, mới sẽ làm như vậy. Bọn họ những lão gia hỏa này, nhưng là sẽ không dễ dàng cầm tu vi phán đoán người, mà chính là hết sức cẩn thận. Thế nhưng là những đệ tử kia không biết, lại là có chút mê mang, một mặt không hiểu nhìn hướng tông chủ phương hướng, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tông chủ, hắn một cái hóa hư nhất trọng tu giả, dám xông vào tông môn, ngài còn khách khí với hắn cái gì, đi lên làm a, còn đừng sợ hắn sao. Tựa hồ nhìn ra những cái kia du mộc đệ tử tâm tư, Huyền Thiên Tông chủ hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, thẳng đem bọn hắn chừng đến hướng, về, sau cùng nhau co rụt lại, mới bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng ai thán. Đám này thằng nhãi con cũng chỉ có thể tại tông môn lăn lộn, ngày nào nếu là ra ngoài lời nói, đắc tội không nên đắc tội với người, đoán chừng liền làm sao chết cũng không biết, ai. Ha ha ha, Tuyên Tông chủ, đã lâu không gặp. Lại là một tiếng cười khẽ vang lên. Người áo đen kia thân thể hơi chậm lại, cuối cùng dừng lại tiến lên tốc độ, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt, thế nào, nhanh như vậy liền đem ta quên sao? Thân thể chấn động mạnh một cái, Tuyên Tông chủ song đồng hung hăng co rụt lại, nhìn lấy trương này hắn nằm mơ đều sẽ bừng tỉnh mặt mũi, không khỏi song quyền chăm chú nắm lại đến, nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Phàm, người thằng danh con này, lại còn không chết. Đúng vậy a, mệnh ta xác thực rất lớn. Mấy lần bên bờ sinh tử cũng chưa chết thành. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm cười lạnh, sâu xa nói, đã nhận ra ta, chắc hẳn ngài cũng phải biết, ta lần này đến đây mục đích đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tuyên Tông chủ thật sâu liếc hắn một cái, giọng căm hận cười nói, mục đích. Sẽ không phải là tới tìm thù đi. Chính xác, cười nhạt một tiếng, Trác Phàm thăm thẳm lối ra. Thế nhưng là nghe được lời này, Tuyên Tông chủ lại là đột nhiên cười to lên, mà tiếng cười kia bên trong lại tràn đầy thê thảm chi sắc, ha ha ha. Ngươi trả thù, ngươi còn có mặt mũi tới tìm thù. Phải biết, thế nhưng là ngươi trước tiên đem nhi tử ta hại chết a. Đúng vậy a, ta giết. Trên mặt một mảnh yên tĩnh, Trác Phàm đạm mạc lối ra, ai làm nấy chịu, ta theo không phủ nhận. Nếu là ngươi hướng ta trả thù, chuyện đương nhiên, ta từng cái tiếp lấy. Nhưng là... Nói... Trác Phàm đột nhiên trong mắt ngưng tụ, lộ ra băng lãnh ánh mắt, cuồn cuộn sát ý ngăn không được hướng bên ngoài thiêu tán lấy, nhưng là ngươi không nên cùng Tả Vô Nguyệt thông đồng một hơi, đem mối thù này oán niệm, vung tại người khác trên thân. Riêng là Ma Sách Tông đại cung phụng, đó là ta ngộ đạo ân sư. Vốn là ta lần này trở về không có ý định lại ý cái này hạt vừng ân oán, nhưng phần này giết sư mối thù. Ha ha ha, ngươi cũng biết mất đi chí thân thống khổ. Không khỏi cười lớn một tiếng, Tuyên Tông chủ một trận điên cuồng, thì ra là thế, lão đầu kia đối ngươi trọng yếu như vậy a. Sớm biết lời nói, tại cái kia hành thiên kiếm làm thịt lão đầu kia về sau, lão phu liền nên đem hắn thi thể lấy ra hung hăng lấy roi đánh thi thể. Con không dậy, lỗi của cha, đồ bất tài, sư chi biếng nhác. Lão phu chắc là đem đối ngươi tràn đầy phẫn hận, tất cả đều rơi tại lão đầu kia trên thân mới là. Song quyền hung hăng nắm chặt. Trác Phàm mi đầu mãnh liệt run run, hung hăng cắn chặt hàm răng, có gan ngươi nói lại lần nữa. Lại nói 100 lần cũng không quan trọng, lão phu muốn đem lão đầu kia lấy roi đánh thi thể, lấy roi đánh thi thể. Lần này ngươi đến rất đúng lúc, đợi lão phu làm thịt ngươi về sau, thì tự thân đi Ma Sách Tông, muốn tới lão gia hỏa kia thi thể, đem các ngươi sư đồ hai người cùng một chỗ lấy roi đánh thi thể,
để tiết lão phu mối hận trong lòng. Mi đầu gân xanh thình thịch nhảy lên, Trác Phàm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trầm ngâm một chút, lại là bất chợt tới đến lộ ra tàn nhẫn nụ cười, vốn là ta còn nể tình đây là huynh thành sư môn phân thượng, có lẽ cái kia thủ hạ lưu tình, chỉ tìm ngươi người chủ trì này liền tốt. Nhưng bây giờ, hừ hừ, Huyền Thiên Tông nơi này, đã không cần thiết lại lưu giữ tại đi xuống. Muốn diệt ta tông môn, chỉ bằng ngươi. Chố mắt nhìn, cái kia Tuyên Tông chủ dường như nghe được cái gì trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn giống như, càn rỡ cười to, đừng nói trước chỉ dựa vào ngươi một người, có bản lãnh này hay không. Coi như lần trước như thế, ngươi kéo tới một phiếu trợ thủ lại như thế nào. Tại Tây Châu diệt đi một cái tông môn, thế nhưng là tối kỵ, ngươi cùng ngươi những người kia, sẽ không còn nơi đặt chân. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, ta một cái vong hồn, Tây Châu quy củ, đã trói buộc không ta. Huyền Thiên Tông bên trong bất luận cái gì một cái sinh vật, cũng đừng nghĩ lại nhìn thấy ngày mai mặt trời. Vừa dứt lời, bá một tiếng, Trác Phàm đã là một bước mũi chân, bỗng nhiên hướng Tuyên Tông chủ chỗ đó phóng đi, toàn thân hắc khí đại thịnh. Giết! Tuyên Tông chủ cũng là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hai mắt đỏ bừng. Ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng Trác Phàm phóng đi, bọn người người theo thật sát. Chỉ một thoáng, rời núi lấp biển đám người hướng Trác Phàm chỗ đó áp đi, mà Trác Phàm quanh người hắc ám, cũng cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra, chớp mắt bao phủ thiên địa. Sau 3 tháng, Song Long Viện, Thông Thiên Các lên. Hai vị trí tôn lẳng lặng mà ngồi tại lên thủ vị trí, chau mày, vuốt khẽ chòm râu, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Bọn họ phía dưới. Cúi đầu quỳ hơn 50 số hóa hư cường giả, lại chính là ngự thú tông duy nhất xuống tới các cao tầng. Các ngươi nói, đây hết thảy đều là ma sách tông kế hoạch, màu đen râu dài hơi hơi run run, hắc nghiêm chí tồn ánh mắt nhỏ hư, thì thào lên tiếng. Liên tục không ngừng gật đầu, những người kia vội vàng nói, hai vị chí tôn minh giám, đây tuyệt đối là ma sách tông quỷ kế không thể nghi ngờ. Bọn họ đầu tiên là để cho chúng ta tiêu hao thiên vũ chiến lực, giúp bọn hắn trừ rơi những cái kia phản nghịch. Sau đó chính mình đánh lén chúng ta tông môn, còn làm ra diệt tông giết người sự tình. Ngài hai vị suy nghĩ một chút a, nếu không phải như thế lời nói, chúng ta hộ tông kết giới cũng không phải có thể tùy tiện đột phá, chúng ta người cũng không có khả năng tùy tiện bị tiêu diệt hầu như không còn. Cũng chỉ có hiện tại chúng ta quan hệ hợp tác, tông chủ hắn đối Tả Vô Nguyệt tiểu tử kia buông lỏng cảnh giác, mới bị bọn họ đánh lén đắc thủ a. Mời hai vị trí tôn cho chúng ta làm chủ, đổi chúng ta ngự thú tông một cái công đạo. Đụng. Thế mà, còn không đợi những người kia khóc lóc kể lể rơi xuống, hắc nghiêm chí tôn đã là tức giận vỗ bàn một cái, hét lớn lên tiếng, đáng chết Tả Vô Nguyệt, lão phu đi sách đã cảnh cáo hắn, không nên gây chuyện, hắn những cái kia chuyện xấu xa, lão phu chẳng lẽ không biết sao. Mở một mắt nhắm một mắt, cho hắn mặt, hiện tại ngược lại tốt. Thế mà làm ra dẫn ngoại nhân mài mòn chính mình chiến lực sự tình đến, hừ. Không tệ không tệ, Chí Tôn nói rất có lý, cái này Tả Vô Nguyệt quá không phải thứ gì. Những cái kia ngự thú tông cao tầng nghe, cũng là vội vàng lập tức phụ họa. Thế nhưng là bọn họ lời nói vừa ra khỏi miệng, hắc nghiêm Chí Tôn lửa giận liền lại chuyển hướng bọn họ, còn có các ngươi, cũng không phải cái gì tốt đồ chơi, người ta tông môn của mình sự tình. Đã nhanh lắng lại, các ngươi tham gia một chân tính toán chuyện gì xảy ra. Đúng đúng đúng, Chí Tôn giáo huấn có lý, chúng ta lần sau không dám tiếp tục. Mọi người khúm núm liên tục gật đầu, hắc nghiêm Chí Tôn nhìn, lại là giận hừ một tiếng, hung ác chừng bọn họ liếc một chút, tông môn đều không, còn có lần sau. Hắc nghiêm, bọn họ sự tình trước tạm thời thả một bên, mấu chốt là cái này diệt tông sự tình, thật sự là ma sách tông làm gì. Lúc này, Bạch Mi Chí Tôn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, không nói trước ma sách tông có hay không dạng này thực lực, mấu chốt là hắn có dạng này lá gan sao. Chín tông ở giữa mâu thuẫn, tuyệt đối không thể liên lụy đến sinh tử, đây là Tây Châu chung nhận thức. Một tông như phạm, chín tông chung trừ, hắn dám như thế coi trời bằng vung. Thế nhưng là nếu không phải ma sách tông, lại đến tột cùng là ai làm? Trong vòng một đêm, toàn tông không ai sống sót, còn không có lưu lại mảy may manh mối. Mi đầu thật sâu nhíu lại, hắc nghiêm Chí Tôn cũng là mặt ủ mày trao, chẳng lẽ nói là báo. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, một tên Song Long Viện trưởng lão cuống cuồng bận bịu hoảng xông tới, trong tay cầm một khối xanh biếc ngọc giản, lại là tại run không ngừng lấy, trong mắt cũng đầy là vẻ kinh hoàng,
run rẩy nói, khởi bẩm hai vị chí tôn, việc lớn không tốt. Tây Châu cảnh nội, Ma Sách Tông, Huyền Thiên Tông, tất cả đều trong vòng một ngày, bị người diệt tông. Cái gì? Bỗng nhiên một chút đứng dậy, hai vị chí tôn quá sợ hãi. Còn lại những cái kia đến cáo trạng Ngự Thú Tông người, cũng là không khỏi ngây người. Làm sao cái này Ma Sách Tông cũng bị diệt sao? Chẳng lẽ nói, diệt mình tông sự kiện này, không có quan hệ gì với hắn? Mình, cáo sai hình dáng à? Đương đương đương. Từng tiếng thanh dương tiếng chuông xa xa truyền ra, vang vọng tại mỗi trong một cái góc. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, tại một cái sâu không thấy đáy trong khe núi, một vệt kim quang chợt lóe lên, lộ ra Diệp Lân cái kia kiên nghị khuôn mặt. Toàn thân kim viêm, cũng đang chậm rãi rơi xuống, thu nhập thể nội. Mi đầu không khỏi nhíu một cái, Diệp Lân kỳ quái nhìn nơi xa liếc một chút, thì thào lên tiếng, thế nào, hai vị chí tôn khẩn cấp triệu tập xong Long Viện tất cả mọi người sao? Chẳng lẽ có địch xâm phạm, vội vã như vậy? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Diệp Lân một bước chân, nhất thời hướng thông thiên các phương hướng bay đi. Hắc hắc hắc, có ý tứ. Hô hô hô. Một phương diện khác, trong khu rừng trên một ngọn núi, đủ mọi màu sắc ánh sáng dần dần tiêu trừ, lộ ra ba đạo thướt tha thân ảnh. Lại chính là Sở Khuynh Thành, Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi ba nữ, đi qua cái này đem gần một năm khắc khổ tu luyện, ba người rốt cục cũng đột phá hóa hư cảnh ràng buộc. Khuynh Thành, người không linh thể chất quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên chúng ta cũng chỉ là hóa hư nhất trọng cảnh mà thôi, nhưng chỉ cần ba người liên thủ, chỉ sợ đối mặt hóa hư ngũ lục trọng cao thủ, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ nụ cười, Thủy Nhược Hoa nhìn về phía Sở Khuynh Thành tán thán nói. Từng ngụm thở một chút, Sở Khuynh Thành chà chà cái chán mồ hôi, trong mắt lại là không có chút nào nhẹ nhõm, ngược lại một mặt kiên nghị lắc lắc đầu, không, còn chưa đủ, bằng thực lực bây giờ, liền hạ tam tông chấn tông cao thủ đều đối phó không, càng không nói đến cả cái tông môn. Khuynh Thành, người còn nghĩ đến muốn đem Ma Sách Tông bọn họ toàn bộ. Thân thể bất giác chấn động, Thủy Nhược Hoa bất đắc dĩ thở dài, khuyên nhủ, đừng ngốc, hai vị chí tôn sẽ không để cho ngươi làm như thế. Cầm xuống Ma Sách Tông chủ Tà Vô Nguyệt đầu, lễ tế Trác Phàm trên trời có linh thiêng, đã là song Long Viện lớn nhất nhượng bộ. Đan Nhi nghe đến, cũng là tán đồng gật đầu, đúng vậy a, Tây Châu có Tây Châu quy củ, thì coi như chúng ta sau này trận pháp mạnh hơn, cũng không thể xấu Tây Châu căn bản. Không phải vậy, chúng ta sẽ phải trở thành toàn bộ Tây Châu tội phạm truy nã. Ta đây mặc kệ, tóm lại hại chết Trác Phàm người, có một cái tính toán một cái, đều chạy không. Trong mắt lóe lên thật sâu hận sắc, Sở Khuynh Thành nghiến chặt hàm răng, song quyền chăm chú nắm lại đến, coi như trở thành toàn bộ Tây Châu địch nhân, vong phu thù, ta cũng nhất định muốn báo. Liếc nhìn nhau, hai người không biết làm sao thở dài, tiếp lấy cùng nhau thở dài lên tiếng, xem ra, về sau chúng ta muốn theo ngươi rời xa Tây Châu. Sư tỷ, các ngươi. Tốt, cái gì đều đừng nói. Hảo tỷ muội, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ngươi muốn báo thù. Bội phản Tây Châu, chúng ta theo ngươi cùng một chỗ chính là. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu vai, Thủy Nhược Hoa từ chối cho ý kiến cười cười, dù sao lúc trước ta đối Trác Phàm tiểu tử này, cũng rất có hảo cảm, nếu không phải biết các ngươi cùng một chỗ lời nói, bận tâm tỉ muội tình nghĩa, không thể nói được ta thì muốn xuất thủ. Ai, vi phu báo thù, cái danh này không tệ a. Hi hi ha ha, sư tỷ, ngươi rốt cục thừa nhận a, nhìn lên chính mình em rể. Đúng lúc này, Đan Nhi đột nhiên đụng tới trêu đùa. Lông mày nhíu lại, Thủy Nhược Hoa hung hăng vặn nàng một chút, cười mắng lên tiếng, ngươi còn không phải như vậy, cả ngày dính tại tỷ phu bên người, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi tiểu nha đầu này tâm tư. Nào có, cái gì không có, còn không thừa nhận. Trong lúc nhất thời, hai người cười tâu tuét đùa giỡn một đoàn, Sở Khuynh Thành gặp, trên mặt lại là bỗng dưng nổi lên một đạo nhu sắc tới. Bây giờ có thể hầu ở bên người nàng tỉ muội. Chỉ có hai người này. Thế mà, ngay tại lúc này, ba người lại là nghe đến cái kia du dương chuông tiếng vang lên, lại là nhất thời sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Lẫn nhau nhìn xem về sau, vội vã hướng thông thiên các phương hướng bay đi. Song Long Viện này khẩn cấp triệu tập trung âm thanh các nàng mặc dù biết, nhưng còn là lần đầu tiên nghe đến, cũng là không biết phát sinh cái đại sự gì. Mà tại một chỗ khác bên đầm nước, tiếng chuông đồng dạng rõ ràng truyền đi. Một đạo nóng rực hỏa quang lóe qua, lộ ra viêm ma cái kia lạnh lùng khuôn mặt,
một cơn gió mát lướt nhẹ qua mỉ chín trần nước lạnh, nhất thời không gian một cơn chấn động vang lên, lộ ra Vũ Thanh Thu cái kia thanh tú khuôn mặt. Thế nào, phát sinh cái đại sự gì? Không biết, đi qua nhìn một chút. Hai người liếc nhau, liền bỗng nhiên lấy đạp cước bộ, hướng tiếng chuông truyền đến chỗ bay đi. Cùng một thời gian, nhưng gặp từng đạo lưu quang xẹt qua, song long viện các ngõ ngách bên trong, mọi người đều là theo bốn phương tám hướng hướng thông thiên các hội tụ, rất nhanh liền đều đến tới đó. Hai vị trí tôn đang ngồi phía trên, phía dưới chính vạt áo ngồi đấy là một đám trưởng lão, lại đằng sau thì là Sở Khuynh Thành chờ được mời đi vào song long viện huấn luyện các đệ tử. Còn có một số chấp sự tạp dịch, thì tại phía sau cùng, khom người nghe lấy. Thật sâu nhìn mọi người liếc một chút, gặp tất cả mọi người đi vào, hai vị trí tôn liếc nhìn nhau, đều là mặt ủ mày trao, mặt sắc mặt ngưng trọng thở dài một tiếng, lại là không biết như thế nào mở miệng. Hai vị trí tôn đại nhân, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, phải khẩn cấp kêu gọi ta chờ. Một tên trưởng lão khom người hướng về phía trước, xa xa bái nói. Mày nhíu lại thành một cái vấn đề, Hắc Nghiêm Chí Tôn lấy ra một tấm ngọc giản, tại trước mắt mọi người hơi hơi lắc lắc, thở dài, vừa mới phát tới tin tức, không qua trong vòng nửa năm, ta Tây Châu địa phương, Ngự Thú Tông, Ma Sách Tông còn có Huyền Thiên Tông, cái này Hạ Tam Tông, đều là trong vòng một đêm bị người diệt tông, không ai sống sót. Cái gì? Thân thể nhịn không được chấn động, mọi người đều là kinh hãi, riêng là các vị trưởng lão, tất cả đều châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán lên. Tây Châu Chín Tông, từ xuất hiện về sau, vẫn trật tự rành mạch, chưa từng có xuất hiện thảm liệt như vậy sự tình, nhưng lần này như thế nào? Tất cả mọi người đều có chút kinh hoàng, nhưng là Sở Khuynh Thành các nàng thì là sững sờ, liếc nhìn nhau, trên mặt đúng là ít có lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hại chết Trác Phàm thủ phạm, còn không đợi các nàng thực lực đại thành sau đó xuất thủ, thì bị người diệt, đây coi là trời phạt sao? Ha ha, coi là thật bị chết tốt. Diệp Lân cũng là con ngươi loạn chuyển, trong lòng nói thầm lấy, mẹ nó, sự kiện này sẽ không phải là lão đại làm được đi. Sư phụ để hắn bố trí đại trận, hắn thì tốt rồi, đi trước cho mình báo thù đi. Bất quá cái này cũng không có gì, dù sao không liên quan ta chuyện. Nhưng là có chút kỳ quái a, đối với mấy cái này tông môn, lão đại mạnh mẽ xông tới cũng chẳng có gì, nhưng muốn làm đến không còn một mống, không chừa mảnh giáp. Lại là có chút khó a, thật chẳng lẽ không có một người trốn tới. Nếu thật là như thế tới nói, cái kia lão đại thực lực chẳng phải lại tinh tiến không ít. Ta phải tranh thủ thời gian cố gắng nữa mới được a, không phải vậy bị lão đại rơi xuống quá nhiều. Nghĩ như vậy, Diệp Lân trong lòng đã là hạ quyết tâm. Hai vị trí tôn, không biết đây là chúng ta Tây Châu người làm, còn là hắn địa phương thế lực gây nên đâu. Đúng lúc này, Vũ Thanh Thu đột nhiên đứng lên. Khom người bái nói. Thật sâu liếc hắn một cái, Bạch Mi Chí Tôn khen ngợi gật đầu, đứa nhỏ này có tiền đồ, người khác còn đang thán phục thời điểm, hắn thì hỏi điểm bên trên, sau đó trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng, cái này trước mắt chúng ta còn không rõ lắm, bất quá phỏng đoán không lớn là Tây Châu bản địa thế lực làm. Dù sao có thể làm ra loại chuyện này thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, tra một cái nhất định có thể điều tra ra, lượng bọn họ không có lá gan này. Như vậy khả năng rất lớn tính, cũng là châu khác thế lực làm. Hơi hơi gật gật đầu, Vũ Thanh Thu cũng là trong lòng không sai, cho rằng như thế. Bởi vì chỉ có dạng này, mới là lớn nhất giải thích hợp lý. Thôi đi, cũng có thể là U Linh A. Thế mà đúng lúc này, một tiếng hừ nhẹ lại là đột nhiên truyền ra, mọi người không khỏi sững sờ, cùng nhau nhìn qua, lại chính gặp Diệp Lân mặt mũi tràn đầy khinh thường quệt miệng. Không khỏi khẽ giật mình. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, Vũ Thanh Thu càng là không hiểu ý, tiểu sư đệ, người cái này lại là có ý gì? Không có gì, ta chính là nhìn cái này Tam Tông có chút kỳ quái mà thôi. Bất giác thân thể trì trệ, Diệp Lân hai mắt trâu đi loanh quanh, đạm mạc lên tiếng, các ngươi nhìn a, cái này Tam Tông hợp lại cùng nhau là Hạ Tam Tông, nhưng là dứt bỏ Ngự Thú Tông không đề cập tới, còn lại hai tông còn liên lụy đến một năm trước một cọc án mạng a. Thân thể nhìn không được chấn động, hai vị trí tôn liếc nhìn nhau, nhất thời như trong mộng mới tỉnh giống như, kinh hãi nói, Trác Phàm. Trác Phàm. Sở Khuynh Thành cũng hơi hơi lắc lắc thân thể, trong mắt có chút mê mang, không khỏi vội vàng nhìn về phía Diệp Lân, vội la lên, ngươi. Ngươi đây là ý gì? Vốn là Diệp Lân cùng Trác Phàm tại song long hội lên có chút hút mắc,
cho nên Sở Khuynh Thành từ khi đi vào Song Long Viện về sau, đối với hắn cũng là thái độ lạnh lùng, bình thường cơ bản không nói một câu, lần này có thể chủ động hỏi thăm, quả nhiên là lần đầu tiên lần thứ nhất. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Diệp Lân trong lòng thầm than, tuy nhiên Trác Phàm căn dặn hắn không được tiết lộ hắn hành tung, nhưng là dù nói thế nào, hắn nhận Trác Phàm vì lão đại, trước mặt nữ tử này đều là hắn đại tẩu a, cái kia trấn an thời điểm, có phải hay không cái kia trấn an một chút. Nghĩ như vậy, lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, Diệp Lân suy nghĩ một chút, thăm thẳm lên tiếng, ta nói là, sẽ có hay không có như thế một loại khả năng. Có người tại thay Trác Phàm báo thù, hoặc là nói. Căn bản chính là vong linh báo thù tới. Nếu không, làm sao có thể một cái tông môn, không có người nào có thể trốn tới đây, đây cũng quá quỷ dị, bọn họ đều là hóa hư cường giả a. Thân thể hơi hơi lắc một cái, hai vị chí tôn cũng kịp phản ứng. Đúng a, bọn họ làm sao không nghĩ tới đây, vì một năm trước lần kia, bị Ma Sách Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Hành Tông cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông tứ tông hợp lực đè xuống thảm án báo thù. Mà Ngự Thú Tông, chỉ là cái chướng nhãn pháp mà thôi. Vậy nói như thế, cái kế tiếp tông môn, chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Hắc Nhiệm Chí Tôn một mặt hoảng hốt, Bạch Mi Chí Tôn lại là vội vã khoát khoát tay, trấn an nói, người khác quá lo lắng, Thiên Hành Tông cùng phía trước ba cái kia tông môn không giống nhau, tốt xấu là trung tam tông hàng ngũ, dung hồn cảnh cao thủ cũng không ít, yên tâm đi, không có việc gì. Bất quá sự kiện này, vẫn là muốn tốt dễ tra rõ sở mới được. Nếu không đối Tây Châu ổn định, là nhất đại tổn hại a. Nói, Bạch Mi Chí Tôn nhìn hướng phía dưới nói, hiện tại bổn tọa muốn tổ kiến điều tra tiểu tổ, đi cái này tam tông điều tra việc này. Từ trưởng lão dẫn đội, lại thêm mấy cái tên đệ tử thêm vào, coi như thí luyện, các ngươi người nào muốn đi trước. Ta đi. Chợt một tiếng khẽ kêu, Sở Khuynh Thành cái thứ nhất hô, trong mắt lóe hy vọng chi sắc. Diệp Lân vừa mới chỗ nói, cho nàng nhắc nhở. Nếu là có người làm Trác Phàm báo thù lời nói, nàng cái này quá phụ còn muốn gặp một lần đến tột cùng là ai đang vì nàng phu quân xuất sinh nhập tử, làm ra kinh thiên động địa như vậy đại thủ bút. Thế nhưng là nàng càng hy vọng thấy là, Diệp Lân trong miệng sở thuyết vong linh báo thù, có lẽ Trác Phàm hắn. Nghĩ tới đây, Sở Khuynh Thành trong lòng liền trở nên kích động. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Diệp Lân khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong. Lão đại! Ta nhưng là không nói gì a. Ngày xuân rực rỡ, ánh nắng tươi sáng, gió xuân ôn hòa thổi lất phất cái kia bình tĩnh mặt hồ, nổi lên từng tia dập dờn gợn sóng. Ấm áp khí thức nhẹ vỗ về bốn phía một mảnh hoa cỏ rừng cây, làm cho cái này tinh thần phấn chấn thực vật, cũng không nhịn được trở nên lười biếng. Eo thon nhẹ chỗ ngoặt, một trận vũ mị. Thế nhưng là, ngay tại cái này dịu dàng vắng vẻ cảnh đẹp bên trong, một đạo người áo đen ảnh lại là lộ ra phá lệ băng lãnh. Phảng phất là một cái địa ngục bên trong vừa mới bỏ ra ngoài như u linh, toàn thân tản ra làm cho người run rẩy hàn khí, đứng bình tĩnh tại hồ nước trung ương. Ông chậm rãi tay giơ lên, người kia tại hư không ở giữa nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời nổi lên một đạo như thực chất gợn sóng không gian, không ngừng mà hướng bốn phía lan truyền lái đi. Khóe miệng hơi hơi một phát, người kia không khỏi khẽ cười một tiếng, thì thào lên tiếng, nhìn tới đây chính là Thiên Hành Tông hộ tông kết giới. Tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này, nhưng mình tìm cái phương hướng này thật đúng là tìm đúng. Vừa dứt lời, nhưng nghe xì xì bạo hưởng mãnh liệt phát ra, người kia mắt trái bên trong vụt sáng qua một đạo đen nhánh lôi viêm. Sau một khắc, cái kia hư không bên trong lại cũng cháy hừng hực lên đen nhánh hỏa diễm đến, chỉ là trong nháy mắt, cái kia vô hình hư không liền nhất thời đốt lên một cái dài 3 mét rộng thùng thình động, cho thấy sau lưng một phen khác khác cảnh sắc. Bất giác suy cười một tiếng. Người kia chậm chậm mở ra tốc độ, khoan thai tự đắc đi vào bên trong. Đồng thời, từng đạo chói tai phong minh cũng cấp tốc truyền đi, trong nháy mắt ở ngoài ngàn dặm, trải rộng tông môn mỗi một góc. Địch tập, từng tiếng kêu sợ hãi ào ào vang lên, chỉ là giây lát công phu, người áo đen kia trước mặt liền đã là tập trung đầy người, ngăn lại hắn đường đi. Thả mắt nhìn đi, trọn vẹn mấy chục ngàn chi chúng, phần lớn là một số thần chiếu cảnh hai bên đệ tử. Chỉ có số ít, tại thần chiếu đỉnh phong, tới gần hóa hư cảnh. Người kia gặp này, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bĩu môi nói ai, Thiên Hành Tông dù sao cũng là trung tam tông, làm sao tông môn bị phá về sau, ra mặt đều là một số thần chiếu cảnh thằng nhóc con, liền thiên huyền cảnh đều xuất hiện. Làm sao,
các ngươi tông môn trưởng lão cùng cung phụng đều chết hết sao? Này, cuồng đồ phương nào, dám xông vào ta Thiên Hành Tông, không muốn sống. Thế mà, ngay tại lúc này, nhưng ngửi một tiếng tiếng xé gió vang, một đạo thân ảnh quen thuộc lại là nhất thời xuất hiện tại cái kia người trước mặt 100 mét có hơn, vẫn là giống trước kia kiêu ngạo như vậy kêu gào nói, ngươi không phải là muốn tìm hóa hư cảnh cao thủ a, bổn công tử cái này đến chơi với ngươi chơi. Hừ, muốn thấy chúng ta cung phụng trưởng lão, chỉ sợ ngươi hóa hư nhất trọng thực lực còn chưa xứng đi. Thân thể hơi chậm lại, người áo đen kia dừng thân ảnh, dương mắt liếc liếc người kia, lại là không khỏi bật cười lắc lắc đầu, nhưng cũng không lên tiếng. Bọn người người gặp, không khỏi đều là cao hứng bừng bừng, A-dua vỗ mông ngựa lên, thiếu chủ uy vũ, ngài vừa xuất hiện, người này cũng không dám lại kêu rầm rĩ, không hổ là chúng ta các đệ tử làm gương mẫu a. Đúng vậy a, dù nói thế nào, thiếu chủ cũng là tại Song Long hội lên rực rỡ hào quang anh kiệt, có ngài ở chỗ này tỏa chấn, không cần trưởng lão cung phụng ra mặt, không tới tấp chuông liền đem cái này ngoại địch đuổi tận giết tuyệt. Hắc hắc hắc, người chung quanh thổi phồng nối liền không dứt, thiếu chủ kia tựa hồ rất được lợi, đắc ý ngang cái đầu, liếc xéo lấy phía dưới hắc ảnh. Thế nhưng là người áo đen kia nghe đến, lại là phốc một tiếng, nhịn không được bật cười, bên trong khinh miệt xem thường chỉ, mặc cho ai đều có thể rõ ràng nhìn ra. Song đồng không khỏi chừng một cái, thiếu chủ kia không khỏi hét lớn lên tiếng, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngoài tường cẩu hùng bên trong tường ngang, cái gì Song Long hội anh kiệt, ngươi tại Song Long hội lên thật có cái gì nổi bật biểu hiện sao? Không khỏi im ắng suy cười một tiếng, người áo đen kia mở miệng yếu ớt, Nhậm Thông, ngươi là khinh ngươi những sư đệ này nhóm không có đi xem qua Song Long hội, ở chỗ này khoác lác thổi nhiệt đi. Thân thể nhìn không được chấn động, thiếu chủ kia nhất thời quá sợ hãi. Không sai, người này chính là Thiên Hành Tông tông chủ, Nhậm Khiếu Vân nhi tử, Nhậm Thông. Theo lý thuyết hắn cũng là thiên tài đệ tử, tuổi còn trẻ thì đạt đến hóa hư cảnh, bất quá tại Tây Châu cái này khu vực lên, vẫn còn chẳng phải nổi bật. Riêng là tại Song Long hội, nhân tài đông đúc dưới, hắn cái này Thiên Hành Tông đệ nhất thiên tài, tới đó cũng là bị sửa chữa phải nhiều thảm có nhiều thảm. Nhưng là chuyện này, hắn không thể trở về tới nói a, bằng không hắn mặt mũi đặt ở nơi nào. Cho nên đành phải đem chính mình chế tạo thành một cái bi tình anh hùng, cho nên các sư đệ đều tại ma đạo cao thủ quỷ kế bên trong bị hãm hại chết thảm, chỉ có hắn lực chiến đến cùng, đánh đến sau cùng. Đến tận đây, hắn tại tông môn danh vọng càng tăng lên, cũng càng thụ còn lại đệ tử nhóm sùng bái. Mà xem như tương lai tông môn người thừa kế, uy vọng trọng yếu nhất, biết nội tình tông môn trưởng lão cung phụng nhóm cũng không đi vạch trần. Nhưng là bây giờ, thì đột nhiên như vậy xuất hiện một cái quỷ dị như vậy người, đối với hắn tại Song Long hội lên trò hề tựa hồ tương đối rõ ràng, để hắn nhịn không được trong lòng đối phó, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, đến tột cùng là ai? Người nào, ha ha ha, không khỏi mỉa mai cười một tiếng, người áo đen kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra tấm kia khiến Nhậm Thông phát từ đáy lòng thống hận khuôn mặt, hí ngược nói, Nhậm đại thiếu gia, xin hỏi ngài hoa cúc còn tốt, hiện tại phải chăng còn ẩn ẩn đau đâu? Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, Nhậm Thông thân thể chấn động mạnh một cái, chợt cảm thấy phía sau cái mông thật có chút không thoải mái, một đất đầy mặt phẫn hận gầm nhẹ lên tiếng, Trác Phàm, lại là ngươi. Ngươi còn chưa có chết. Chết. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm lại là đột nhiên lộ ra một trận mỉa mai đến, ai biết được, có lẽ ta hiện tại đã chết. Bất quá xem các ngươi lũ khốn kiếp này sống thống khoái như vậy, ta thì không thoải mái a, thế tất yếu đem bọn ngươi cùng một chỗ kéo xuống địa ngục, trong lòng mới thoải mái. Thiếu mẹ hắn đánh rắm, giả thân giả quỷ, bỗng nhiên vung tay lên, Nhậm Thông mắng to lên tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái. Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, ta giả thần giả quỷ. Ha ha ha, có lẽ ta hiện tại cũng là một cái vong linh đây, một cái muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người kéo phía dưới địa ngục vong linh. Nói, Trác Phàm hai con ngươi nhỏ hư, đã là lộ ra trần trụi hàn mang. Nhậm Thông gặp này, bất giác thân thể lắc một cái, nhịn không được lui về phía sau một bước, lại là có chút khiếp đảm. Trác Phàm thực lực, hắn vẫn là giải, bằng hắn lực lượng một người. Căn bản không phải đối thủ, thế nhưng là tại nhiều như vậy sư đệ trước mặt, hắn cũng không thể nhận sợ a, cho nên đành phải nhắm mắt nói, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, bằng ngươi lực lượng một người, liền muốn kéo tất cả chúng ta xuống địa ngục, quả thực cũng là chuyện cười. Ngươi cuồng vọng như vậy chi đồ, căn bản không xứng bổn công tử tự mình xuất thủ,
người tới lên cho ta. Ách, thân thể không khỏi trì trệ, các đệ tử không khỏi sững sờ, tất cả đều một mặt không hiểu nhìn về phía Nhậm Thông, lại là chậm chạp không đi động thủ. Ta nói thiếu chủ, ngài giờ tính trẻ con không thể như thế đùa nghịch a. Là, chúng ta biết ngài quý giá, khinh thường cùng loại người này động thủ, nhưng ngài cũng phải nhìn nhìn, người bên cạnh đều là thực lực gì a. Mọi người nhiều lắm là thần chiếu cảnh, người ta tối thiểu là hóa hư cao thủ, coi như vừa đột phá, cũng là hóa hư cảnh a. Ngài để cho chúng ta tiến lên, không phải tương đương với để cho chúng ta chịu chết sao? Nơi này thì ngài một cái hóa hư cảnh, ngài còn nói lời vô dụng làm gì, mau tới đi. Mọi người toàn đều mang kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thông, Nhậm Thông cũng là thẳng như vậy thẳng mà nhìn xem bọn họ, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, rất là xấu hổ, trong lòng oán thầm không thôi. Một đám không biết nặng nhẹ tiểu tử, các ngươi coi là bổn công tử lên thì có thể thắng sao? Lão tử hiện tại cái mông còn tại đau đây, làm sao có thể cùng dạng này quái vật lại động thủ? Vẫn là chờ trưởng lão cung phụng bọn họ tới đi. Lại nói, bọn họ làm sao tới chậm như vậy a? Nhậm Thông lo lắng chờ đợi, chúng đệ tử thì là kỳ vọng mà nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời, mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ, cứ như vậy đóng lại, chàng diện dị thường quỷ dị. Trác Phàm nhìn hai bên một chút, đã là nhìn ra manh mối, không khỏi bật cười ra tiếng, đạp mạnh một bước, liền bỗng nhiên hướng Nhậm Thông phóng đi, đã không ai muốn lên, vậy ngươi liền lên a, Nhậm đại thiếu gia, ngươi không phải Song Long hội lên anh kiệt sao? Hiện tại liền để ngươi những sư đệ này xem thật kỹ một chút, bọn họ vị đại sư này huynh anh vĩ dáng người a, ha ha ha. Tốt, còn lại những đệ tử kia cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, một mặt hưng phấn mà hét to lớn tiếng. Tốt cái rằm a. Da mặt không khỏi bỗng nhiên co lại, Nhậm Thông hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, sắp khóc đi ra, hắn chỗ nào là Trác Phàm đối thủ a, cái này đi lên không có hai ba hội hợp bị đánh nằm xuống không nói, đoán chừng còn muốn mất mạng. Đám này không tâm can các tiểu tử, bình thường lão tử thổi cái trâu các ngươi còn thật tin, bây giờ người ta thật đánh tới cửa, các ngươi cứ như vậy đem lão tử đẩy đi ra, có thể đem lão tử hại chết. Kết quả là, Nhậm Thông một bên trong lòng thầm hận đám này đến giờ phút này liền bán lão đại huynh đệ nhóm, một bên vội vã hướng Trác Phàm khoát tay cổ tay, hét lớn, chờ một chút, khác, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Nhưng ta muốn theo ngươi động thủ, ha ha ha, cười to một tiếng. Trác Phàm không chút phật lòng, đã là trong nháy mắt vò tới Nhậm Thông trước mặt. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Nhậm Thông trong lòng hoảng hốt, vội vàng hướng sau liên tục lui bước, đã là giật mình không biết nên làm sao động tác, liền nguyên lực phòng ngự đều không có. Thế mà, ngay tại lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, đừng tổn thương con ta. Hiu! Một đạo tiếng xé gió lên, nương theo lấy cuồn cuộn uy áp mạnh mẽ buông xuống. Một đạo thân hình dị thường khôi ngô bóng người bỗng dưng liền xuất hiện tại Nhậm Thông trước người, sau đó nhất quyền hướng Trác Phàm đánh ra. Mí mắt hơi hơi nhảy một cái, Trác Phàm đồng dạng kỳ lân tí, chớp động lên đỏ thẫm ánh sáng, nhất quyền đối lên. Đụng! Một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm lui về bay trở về, lại trở lại tại chỗ. Mà người kia thì là soạt kéo sát mặt đất, thẳng tắp lui về phía sau 10 mét, mới vừa vặn dừng thân lại. Dưới chân địa mặt đã vạch ra một đạo rõ ràng dấu vết, cái kia vung đầu nắm đấm lên, cũng đang không ngừng khẽ run. Tông chủ! Từng tiếng hét lớn vang lên, lại là mấy chục đạo tiếng xé gió truyền đến, mười mấy tên lão giả đi vào người kia trước người, gấp vội kêu lên, trên thân đều là tản ra khí thế cường hãn. Chậm rãi khoát khoát tay, Nhậm Khiếu Vân sắc mặt ngưng trọng dị thường, hung hăng nhìn chăm chú về phía nơi xa Trác Phàm bóng người, lạnh lùng nói các hạ đến tột cùng người nào. Muốn tự tiện xông vào ta Thiên Hành tông môn. Phụ thân, hắn cũng là Trác Phàm, đến báo thù. Trác Phàm vẫn chưa trả lời, một bên Nhậm Thông đã là không kịp chờ đợi đánh tới tiểu báo cáo, trong mắt đột nhiên lộ ra phẫn hận cùng vẻ đắc ý. Hiện tại lão tử trợ thủ đến, Trác Phàm, người chết chắc, ha ha ha. Thế nhưng là nghe được lời này, Nhậm Khiếu Vân lại là trong mắt co rụt lại, bất khả tư nghị nói, cái gì, người chính là Trác Phàm, người còn chưa có chết. Ha ha ha, ta có chết hay không không trọng yếu, mấu chốt là, hôm nay người ở đây đều đáng chết. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng. Thân thể hơi hơi lắc một cái, Nhậm Khiếu Vân nhìn chằm chằm hắn, lại là đột nhiên cười to một tiếng, ha ha ha. Tốt một cái không chết vong linh,
thế mà còn tới báo thủ đến, chắc hẳn vài ngày trước, Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông thảm án cũng là ngươi làm đi. Bất quá ngươi nhưng chớ đem chúng ta Thiên Hành Tông cùng cái kia hai tông so sánh, đã ngươi hôm nay đi tới nơi này, cái kia bản tông thì lại đem ngươi mang đến địa ngục một lần đi. Mà lại lần này, bản tông sẽ để cho ngươi hoàn toàn chết hẳn, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Há, khẳng định như vậy, Nhi Đầu không khỏi vẩy một cái, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, suỵ cười ra tiếng. Đụng, một tiếng bạo hưởng, Nhậm Khiếu Vân mạnh mẽ dậm chân, đã là hung hăng hướng Trác Phàm phóng đi, mãnh liệt khí thế ngưng tụ thành một bộ thiết quyền, mang theo hung mãnh sát khí, trong nháy mắt liền tới đến hắn mặt. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm kỳ lân tí bỗng nhiên chặn lại, ầm ầm tiếng vang dưới, quyền cánh tay tương giao, Trác Phàm thân thể đúng là trong nháy mắt bị Nhậm Khiếu Vân một quyền kia mang theo hướng, về sau bay đi, mặc cho kỳ lân tí dùng lực như thế nào đều khó mà đỡ được. Ào 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 đá vụn nứt gãy thanh âm liên tiếp, Trác Phàm cứ như vậy bị Nhậm Khiếu Vân quyền đầu đè ép trượt ra ngoài, thoáng qua ngoài ngàn mét. Nghi Đầu hơi nhíu nhăn, Trác Phàm đỏ thấm cánh tay khẽ run lên. Nhậm Khiếu Vân gặp này lại là nhịn không được cười to lên, hưng phấn liên tục, ha ha ha. Thật không hổ là Trác Phàm, người người đều nói ngươi là quái vật, lão phu còn chưa tin, nhưng hôm nay gặp mặt, quả là thế. Phải biết, lão phu thần hồn chính là Hàn Thiết Kiếm Phách, cứng rắn không gì sánh được. Dung hồn cảnh dưới, càng là thân thể như huyền thiết, vạn phu mạc đáng. Thật không nghĩ đến hôm nay thế mà bị ngươi một cái vừa mới đột phá hóa hư cảnh tiểu quỷ đỡ được. Người quả nhiên không phải người a. Người đây coi là khen ta, vẫn là châm chọc. Thân thể vẫn tại hướng về sau kéo lê, cánh tay bởi vì một quyền kia cự lực, đã là đang không ngừng run rẩy, Trác Phàm dương mắt lạnh lùng liếc hắn liếc một chút, đạm mạc lên tiếng. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Nhậm Khiếu Vân trong mắt lóe lên đỏ thẫm ánh sáng, hưng phấn hét lớn, đương nhiên là khen ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là từ trước tới nay. Cái thứ nhất lấy hóa hư cảnh thân phận ngăn lại dung hồn cao thủ nhất quyền người. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Vừa dứt lời, Nhậm Khiếu Vân đột nhiên trong mắt ngưng tụ, chống đi cái tay kia, lại cũng là hô một tiếng, như một cái thiết chùy giống như, bỗng nhiên theo mặt bên thẳng tắp hướng Trác Phàm đầu đập tới. Quyền chưa tới, thế đã tới. Trác Phàm nhưng cảm giác một đạo khủng bố ức hiếp đối diện đè xuống, làm cho hắn nhịn không được khí tức trì trệ. Toàn bộ da mặt đều nhanh muốn bị đè nát giống như. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Trác Phàm quyết định thật nhanh, lập tức tâm niệm nhất động, nhưng nghe một tiếng long ngâm lớn lên giống, một đầu màu đỏ thắm long đuôi đã là theo hắn sau lưng thoát ra, hung hăng hướng cái kia một cái khác quyền quất tới. Đây chính là người Thiên Long Hồn, đại lực Xích Long Vương. Trước mắt bất giác sáng lên, Nhậm Khiếu Vân lại là cười to liên tục, không chút phật lòng. Thậm chí khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo hí ngược đường cong, đáng tiếc, mạnh hơn thần hồn, tại dung hồn cảnh cao thủ toàn lực nhất kích dưới, cũng căn bản không có bất luận cái gì chứng dùng. Oanh! Cường đại nhất quyền, cuối cùng cùng cái kia cường lực một đuôi hung hăng hướng cùng một chỗ. Nhưng ngửi một đạo long ngâm tiếng kêu gào vang lên, cái kia đỏ thẫm long đuôi đúng là tại cái kia thiết quyền phía dưới, nhất thời bị đánh lui trở về. Ngay sau đó, hung hăng đụng vào Trác Phàm hai gò má. Một tiếng ầm vang liền liền mang theo Trác Phàm cả người bị đánh bay ra ngoài, đảo mắt đếm ngoài ngàn mét, chỗ đi qua, rầm 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 một chuỗi dài bạo hưởng, Thiên Hành Tông ốc xá kiến trúc, phút chốc bị đụng vào một mảnh. T. Nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tại chỗ tất cả mọi người vây xem người không khỏi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là tông chủ thực lực, thật mạnh. Nhất quyền liền đem người kia miểu sát. Tốt, phụ thân uy vũ, tông chủ uy vũ. Nhậm Thông nhìn lấy đây hết thảy, cũng không khỏi đến ngơ ngác, sau đó liền một trận hưng phấn mà hét lớn lên tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn người người nghe, cũng gấp gấp khom người bái nói, tông chủ uy vũ, tông chủ uy vũ. Khí thế chấn sơn hà, hô quát truyền cửu châu. Phạch một cái, một tên trưởng lão trong nháy mắt đi vào Nhậm Khiếu Vân trước mặt, ý cười đầy mặt khom người bái nói, tông chủ tiến đến công lực càng thêm tinh tiến, chắc hẳn lại muốn đột phá a. Thực sự thật đáng mừng. Bản tông cũng cảm thấy nhanh, ha ha ha. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Nhậm Khiếu Vân đưa tay chỉ Trác Phàm bị đánh bay phương hướng, sâu xa nói, khiến người ta đi xem một chút, tiểu tử kia chết không có. Ha ha ha, làm sao có thể không chết? Từ chối cho ý kiến lắc đầu, trưởng lão kia nhạt cười một tiếng nói, tông chủ tự mình xuất thủ,
tiểu tử kia có thể tiếp chiêu tiếp theo đã tính toán may mắn, chính diện chịu tông chủ nhất quyền, lại có thể không chết. Ai, còn là cẩn thận điểm tốt, tiểu tử này thế nhưng là mệnh rất lớn a, ha ha ha. Từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, Nhậm Khiếu Vân cười to một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tự đắc. Thực hắn cũng cho rằng một quyền này tất nhưng đã đem cái kia Trác Phàm đánh giết, chỉ bất quá vì lý do an toàn, lại nhìn một chút mà thôi. Nếu là hắn còn chưa có chết, cái kia cũng chỉ là một hơi sự tình, lại bổ một đao chính là. Thật sâu hướng Nhậm Khiếu Vân cúi đầu, trưởng lão kia mặt mũi tràn đầy tán phục, mông ngựa nhẹ nhàng vỗ, tông chủ thật sự là cẩn thận a, quả thật ta Thiên Hành Tông chi phúc, lão hủ cái này đi xuống an bài. Nhậm Khiếu Vân hài lòng gật đầu, trưởng lão kia thuận thế vẫy tay, gọi hai người đệ tử đi xem Trác Phàm thi thể. Nhưng là như vậy chuyện tốt, tận mắt nhìn thấy địch nhân sau khi chết cảnh tượng thê thảm, Nhậm đại thiếu gia lại có thể nhường cho người khác, sau đó quát to một tiếng, vội vàng nói, phụ thân, vẫn là để hài nhi đi xem a, vạn nhất tiểu tử kia không chết, trước khi chết kéo cái đệm lưng, các sư đệ không phải gặp nạn a, vẫn là để ta người sư huynh này đi xem đi. Nếu là có cái gì đột phát tình huống, cũng tốt tùy cơ ứng biến. Sư huynh, người quả nhiên thật anh hùng. Nghe được lời này, chúng đệ tử một hồi cảm động, ào ào một mặt sùng bái nhìn về phía Nhậm Thông. Thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ một chút, như nhìn cái thi thể đều nguy hiểm như vậy lời nói, vì sao không phái cái trưởng lão tiến đến, nhất định phải phái đệ tử đi dò xét đâu. Đây rõ ràng là tông chủ bọn họ đã xác định, Trác Phàm không có khả năng lại đứng lên, an toàn cực kỳ. Nhậm Thông hiện đang chủ động xin đi giết giặc, cũng bất quá giả vờ giả vịt mà thôi. Thế nhưng là, Nhậm Khiếu Vân cũng là thưởng thức hắn nhi tử điểm ấy, lúc nào cái kia giả vờ giả vịt, lúc nào cái kia co lại đầu, cái này gọi biết rõ tiến thối. Tông chủ, thiếu chủ quả nhiên can đảm lắm, mọi chuyện đều vì tông môn đệ tử cân nhắc, trùng phong phía trước, thật là tông môn chi phúc a. Lúc này, trưởng lão kia cũng rất kịp thời lại tiến cho cái này hai cha con một trận mông ngựa, thẳng đem Nhậm Khiếu Vân đập đến tâm hoa nộ phóng, liên tục gật đầu. Ha ha ha, ta cái này hài nhi, luôn luôn như thế mạo hiểm, làm vì phụ thân, thật sự là thay hắn cầm không ít tâm tư a. Tông chủ nói cũng phải, thiếu chủ dũng mãnh, khác hẳn với thường nhân, tuy là ta tông môn chi bức, nhưng cũng cực khổ đến tông chủ thường xuyên lo lắng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Trưởng lão kia hơi hơi cúi đầu, lần nữa một trận không biết xấu hổ thổi phồng. Nhậm Khiếu Vân thật sâu liếc hắn một cái về sau, lại là liên tục cười to. Ai, vị trưởng lão này, thực lực không kém a, cái kia thăng cung phụng a, ha ha ha. Ngay sau đó, hắn liền phất phất tay, để Nhậm Thông đi xem. Mà Nhậm Thông cũng là một trận mừng rỡ, rất là vui vẻ nhi liền chạy tới cái kia phế tích bên cạnh, Trác Phàm chỗ chôn chỗ, khóe miệng xẹt qua một đạo cười lạnh, hừ hừ, Trác Phàm ngươi cũng có hôm nay. Bổn công tử hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, người tiểu tử này sau cùng kiểu chết, đến cỡ nào thê thảm. Là đầu nát, vẫn là ngũ mã phanh thây, phân mảnh, hắc hắc hắc. Nói, cái kia Nhậm Thông liền vung tay lên, hướng phía dưới chộp tới, muốn đem Trác Phàm thi thể bắt lại. Thế nhưng là đúng lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn tay còn chưa bắt vào cái kia phế tích bên trong, một cái đỏ thẫm móng vuốt đã là bỗng dưng theo cái kia đất đá ở giữa bỗng nhiên lao ra. Nhất chảo thì bắt đến Nhậm Thông trên đầu. A! À, rít lên một tiếng, vang vọng cả cái tông môn. Mọi người nhìn không được thân thể chấn động, cùng nhau lắc một cái, lại chính gặp chẳng biết lúc nào, cái kia phế tích chỗ sâu đúng là đột nhiên ở giữa bò ra ngoài một cái đầy người cho bụi người đến, quần áo tả tơi, rách mướp. Mà tay phải hắn lên, lại chính là nắm lấy một cái quen thuộc bóng người, đúng là bọn họ Thiên Hành Tông thiếu chủ, Nhậm Thông. Thông nhi! Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, Nhậm Khiếu Vân bất giác hét to lớn tiếng, tiếp lấy lại nhìn về phía cái kia phế tích bên trong bóng người, lại càng là trong lòng giật mình, bất khả tư nghị nói cao. Trác Phàm, người thụ lão phu nhất quyền, lại còn không chết. Chậm rãi chuyển qua đầu, Trác Phàm lạnh lùng nhìn về phía chỗ của hắn, phốc một tiếng, không khỏi phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi về sau, lại là từ chối cho ý kiến sủi cười rộ lên, chết. Ta một cái vong linh. Ngươi còn có thể lại giết ta một lần hay sao? Nói, nhưng nghe một tiếng long ngâm vang lên, một cái huyết hồng long đầu, nhất thời xuất hiện tại Trác Phàm bên người. Cái này sao có thể? Thân thể hơi chấn động một chút, Nhậm Khiếu Vân khó có thể tin nói, thụ ta dung hồn cảnh cao thủ nhất quyền,
cái này thần hồn vậy mà bình yên vô sự. Thần hồn làm sao có thể mạnh đến trình độ như vậy, tuyệt không có khả năng này. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, hiếm thấy vô cùng, thần hồn mạnh bao nhiêu, hoàn toàn nhìn tu luyện thủ đoạn còn cái này long hồn a. Hắn dị biến nhưng là có thể không phát huy ra thiên long hồn uy lực chân chính, cũng chỉ có bản nguyên dị biến, mới hiển lộ ra uy đi. Nói, phạch một cái kia đỏ thẫm long đầu lắc mình biến hóa, đã là hóa vì một con kim sắc long đầu, cuồn cuộn liệt diễm ngăn không được phun ra tới. Mà lại, cái kia toàn thân khí thế, đúng là so lúc trước còn cường đại hơn đếm không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí, cỗ khí thế này, ép thẳng tới dung hồn cảnh cao thủ. Phần thiên kim long vương, mới là thiên long hồn chính thức mạnh nhất hình thái, giữa thiên địa duy nhất có thể cùng dung hồn cảnh cao thủ chống đỡ thú hồn dị biến. Thấy tình cảnh này, Nhậm Khiếu Vân bọn người không khỏi triệt để ngây người. Có thể ngăn lại dung hồn cảnh cao thủ toàn lực nhất kích, còn bình yên vô sự thần hồn, bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo lý thuyết, dung hồn cảnh thế nhưng là thần hồn khắc tinh a, nhưng bây giờ, cái này thần hồn dĩ nhiên đã quá mạnh. Ô ô ô. Nhậm Thông trong tay Trác Phàm càng không ngừng giãy giụa lấy, phát ra than nhẹ tiếng giống như kêu cứu, giống như kêu gào. Nhậm Khiếu Vân nghe đến, lúc này mới lại kịp phản ứng, hắn nhi tử còn trong tay người ta đây, không khỏi lớn tiếng hô quát nói, Trác Phàm, mau thả nhi tử ta, không phải vậy lời nói. Ba. Thế mà, không chờ hắn nói tiếp, Trác Phàm đã là hơi vung tay, đem Nhậm Thông ném cho sau lưng Kim Long Vương. Mà cái kia to lớn long đầu cũng là một cái miệng khổng lồ, trong nháy mắt đem Nhậm Thông thân thể hoàn toàn nuốt vào đi, sắc nhọn chảo cắn răng một cái, nhất thời máu tươi bão tố bay, tứ tán vẩy ra, có thậm chí tung tóe đến Trác Phàm trên mặt. Bất quá Trác Phàm cũng không để ý, thậm chí ngay cả xoa đều không xoa, chỉ là lạnh lùng cười, lộ ra là như vậy quỷ dị tà mị, khiến người ta nhìn, không rét mà run. Nhậm Thông thân thể, cũng là run rẩy vài cái về sau. Triệt để không động đậy được nữa. Bởi vì là trực tiếp bị Kim Long Vương cắn chết, Nhậm Thông thần hồn cũng không thể đào thoát, đã là theo chân bị Kim Long Vương cắn xé hầu như không còn. Nhìn con mình cái kia đỏ thẫm máu tươi, theo cự long khóe miệng chậm rãi trượt xuống, Nhậm Khiếu Vân không khỏi thân thể lắc một cái, triệt để ngây người. Chỉ là qua một chút về sau, mới xong quyền nhìn không được nắm tiến, hai mắt biến đến đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi hô lên Trác Phàm tên. Trác Phàm, thê lương gọi tiếng, vang vọng khắp nơi, không nói ra oán hận cùng bi thương. Tại chỗ các đệ tử nghe, cũng không khỏi đến thân thể lắc một cái, co rúm lại lấy lui về phía sau lấy tốc độ, nội tâm không khỏi có chút e ngại lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy đoan trang uy nghiêm tông chủ, lộ ra như thế bạo lệ khát máu biểu lộ. Thế nhưng là Trác Phàm lại không có chút nào thèm quan tâm, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lấy hắn, thậm chí còn lộ ra một tia tà dị tiếu dung, phát ra khiêu khích chi sắc. Đụng! Đã lửa giận công tâm, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, Nhậm Khiếu Vân lại cũng không đoái hoài tới suy tính Trác Phàm thực lực đến tột cùng như thế nào, vì sao có thể tại đón lấy hắn nhất quyền về sau, còn bình yên vô sự đứng lên, liền bỗng nhiên một bước cước bộ, hung hăng hướng Trác Phàm phóng đi. Tràn ngập phẫn nộ nhất quyền. Như lúc trước một dạng, không, hẳn là so lúc trước càng mạnh mấy lần lực lượng, hung hăng hướng Trác Phàm chán đập tới, tựa hồ dưới một chiêu này, liền muốn đem toàn bộ đại lục đều đục xuyên một dạng. Nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ không tránh không né, mà chính là nhìn chằm chằm cái kia quyền đến, sau đó đồng dạng duỗi ra kỳ lân tí, hướng về phía trước lấy cản. Đụng, ao ao ao, một tiếng vang trầm truyền ra, quyền cánh tay lần nữa tương giao. Trác Phàm tại cái kia không gì sánh kịp đại lực dưới, lại một lần bị đối phương đỉnh lấy hướng, về sau trượt 100 mét có hơn. Thế nhưng là còn không đợi hắn tiếp tục trượt đi xuống, Trác Phàm đã là thân thể bỗng nhiên lắc một cái, toàn thân cao thấp ngọn lửa màu vàng óng đột nhiên tán phát ra, cuồn cuộn ngập trời khí thế ngăn không được phóng hướng chân trời, khối khối lớp phải màu vàng óng, cũng hiển hiện tại trên thân các ngõ ngách. Kít! Bỗng dưng, Trác Phàm thân thể dừng lại, Nhậm Khiếu Vân cái kia nén giận xuất kích, không gì sánh kịp nhất quyền, quả thực là bị Trác Phàm một tay hung hăng đỡ được, khó tiến thêm nữa mảy may. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, cho dù là nổi giận bên trong Nhậm Khiếu Vân, cũng không khỏi giật nảy cả mình, khó có thể tin nói, làm sao có thể, một cái hóa hư cảnh. Đúng a, làm sao có thể.
Vây xem những trưởng lão kia cung phụng cùng các đệ tử, cũng không khỏi tất cả đều ngây người, bất khả tư nghị thì thào lên tiếng. Khóe miệng xẹt qua một đạo khinh miệt đường cong, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, cái gọi là dung hồn cảnh, nói trắng ra, cũng là mượn thần hồn lực lượng, cường hóa nhục thân chi pháp. Ngưng luyện kiếm hồn, liền thể như thân kiếm, kim cương bất hoại, ngưng luyện thú hồn, thì thân thể hóa dã thú, lực lớn vô cùng. Thế nhưng là, thân thể như vốn là đạt đến mạnh như vậy độ, vậy có phải hay không dung hồn cảnh, cũng không có lớn như vậy quan hệ đi. Cái kia làm sao có thể, không ai có thể đem thân thể luyện đến cường độ như thế, người cũng không phải là dụng cụ, cũng không phải dã thú. Cưỡng ép luyện thể đến tận đây, thân người thân thể nhất định sẽ đổ, cho nên mới có dung hồn cảnh nói chuyện. Đã khắc thần hồn, lại cường thân tâm, mí mắt khẽ run, Nhậm Khiếu Vân cắn răng nói. Không khỏi bật cười gật gật đầu, Trác Phàm tán thưởng lối ra, không tệ, Nhậm tông chủ lại lĩnh ngộ được dung hồn cảnh tinh túy, thực sự đáng quý. Thực dung hồn cảnh bản chất, cũng là đem thân thể người phách cường hóa đến cùng linh thú chống đỡ cấp độ, đây đại khái là theo thượng cổ truyền thừa, nếu không phải ta từng nghe qua một số thượng cổ nghe đồn, đại khái cũng sẽ không nghĩ tới nơi này. Nguyên lai chỗ có công pháp vũ kỹ cùng tu luyện cảnh giới, đều là vì cùng linh thú chống đỡ mà sáng tạo. Nhậm tông chủ có thể chính mình ngộ ra, coi là thật ngộ tính không thấp. Người đang nói cái gì, lão phu không hiểu. Trong mắt hơi hơi run run, Nhậm Khiếu Vân hét lớn lên tiếng. Từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, mở miệng yếu ớt, ngươi không cần minh bạch, ngươi chỉ cần biết rằng, hiện tại ngươi tuy là dung hồn cảnh cao thủ, nhưng ta là một đầu tránh thức dã thú. Ngươi cùng thú chiến tranh, từ xưa thì có, nhưng ai mạnh ai yếu, lại là tùy từng người mà khác nhau. Người khác cho là mình dung hồn cảnh, thì nhất định so với ta mạnh hơn. Vừa dứt lời, Trác Phàm Kỳ Lân Tý đột nhiên chấn động, đụng đến một tiếng, liền đem Nhậm Khiếu Vân nhất thời đánh bay ra ngoài. Trong mắt không khỏi hung hăng co lại, Nhậm Khiếu Vân lúc này giật nảy cả mình, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là có chuyện gì, hắn đường đường một cái dung hồn cao thủ, lại bị một cái hóa hư cảnh tay không tấc sắt cho đánh bay. Tuyệt không có khả năng này. Nhậm Khiếu Vân không tin, vây xem mọi người cũng là lộ ra khó có thể tin khuôn mặt, tất cả đều ngơ ngác nhìn cái kia không thể tưởng tượng một màn. Thế nhưng là đúng lúc này, hưu một tiếng phá bầu trời vang lên, Trác Phàm cái bóng đúng là trong nháy mắt lấn lên, Kỳ Lân Tý mãnh liệt nhất quyền, nhất thời hướng Nhậm Khiếu Vân ở ngực đập tới. Tông chủ cẩn thận, vây xem mọi người gặp này, không khỏi vội vã kêu to, Nhậm Khiếu Vân nghe đến. Cũng là trong lòng cả kinh, vội vàng nâng lên hai tay chặn lại. Đụng, giống như chín tòa cao trăm trượng núi đồng thời nện đến cánh tay hắn lên giống như, Nhậm Khiếu Vân tại tiếp vào Trác Phàm cái kia đỏ thẫm ánh sáng nhất quyền về sau, nhất thời như khỏa như lưu tinh bị đập xuống, một tiếng ầm vang đập xuống đất, mạnh chấn động mạnh sóng trong nháy mắt truyền ra, nhất thời liền đem nơi này 10 dặm phạm vi bên trong nháy mắt san thành bình địa. Từng tiếng kêu sợ hãi vang lên. Những cái kia thượng không đủ hóa hư cảnh các đệ tử, bị cái này khí thế cường đại giật mình ào ào tránh né, cho dù là những cái kia hóa hư cường giả, cùng dung hồn cao thủ, cũng bị một màn trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt nhịn không được ngưng trọng lên. Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy, lại có thể cấp cho tông chủ mạnh như vậy cự lực. Cái này, vẫn là hóa hư cảnh sao? Cho dù là dung hồn cao thủ, cũng không gì hơn cái này đi. Soạt. Một tiếng vang nhỏ, tại bụi mù tiêu tán trước đó, Nhậm Khiếu Vân tại phế tích bên trong bỗng nhiên đứng lên, khóe miệng đã trượt ra một đạo đỏ tươi chi sắc. Nhưng là hắn lại không để ý tới đi lau, mà chính là ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, bốn phía dò xét lấy Trác Phàm bóng người. Hắn thực sự tuyệt đối không ngờ rằng, truyền thuyết bên trong Trác Phàm vậy mà mạnh đến tình cảnh như vậy, liền hắn Trung Tam Tông Tông chủ cũng không là đối thủ. Phải biết, hắn nhưng là Tây Châu cực kỳ thưa thất dung hồn cảnh. Rất nhiều người cùng cực suốt đời đều không đạt được thực lực A. Nhưng hôm nay, lại bị một tên tiểu tử, áp chế đến tình cảnh như vậy. Mi đầu hung hăng run run lấy, Nhậm Khiếu Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hưu, thế mà, còn không đợi hắn đem cái này lòng tràn đầy phẫn nộ tất cả đều phát tiết tại Trác Phàm trên thân, một đạo kêu khẽ vang lên, nương theo lấy kim sắc lưu quang thoáng hiện, Trác Phàm bóng người, đã là bỗng dưng đi vào Nhậm Khiếu Vân sau lưng. Cường đại Kỳ Lân Tý lại đấm một quyền đánh ra. Nhậm tông chủ, người đến tột cùng đang nhìn chỗ nào? Trong mắt nhìn không được lắc một cái, Nhậm Khiếu Vân đuổi vội vàng xoay người,
lại chính gặp một quyền kia đã đi vào. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lần nữa hai tay giao nhau, tụ lên lực lượng toàn thân, hung hăng chặn lại. Đụng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Nhậm Khiếu Vân lần nữa bị Trác Phàm nhất quyền đánh bay không trung. Thế nhưng là, còn không đợi hắn dừng thân, lại là một vệt kim quang chảy qua, Trác Phàm bóng người đúng là tại hắn trước đó, tới trước đến không trung, hắn sau lưng phương hướng, sau đó lại đấm một quyền, oanh một tiếng, thẳng tắp đánh tới hướng hắn lưng. Phốc! Rốt cục, cường đại lực đạo thẳng xuyên tim phổi, Nhậm Khiếu Vân cuối cùng nhìn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt uể oải đi xuống, sau đó thân thể cũng lần nữa hướng mặt đất đập tới. Nhưng là, ngay tại lúc này, lại là một vệt kim quang lóe qua, Trác Phàm bóng người lần thứ ba tại Nhậm Khiếu Vân đến trước đó, đi vào hắn sắp rơi phương hướng, sau đó lại đấm một quyền đập ra, đụng. Kết quả là, Nhậm Khiếu Vân như quả bóng cao su đồng dạng, trong hư không, bị Trác Phàm đập tới, lại không còn có nện xuống mặt đất thời điểm. Như là biết phân thân thuật giống như, Trác Phàm bóng người tại mỗi khắp ngõ ngách xuất hiện, cho rơi đến nơi đây Nhậm Khiếu Vân, lớn nhất trầm trọng đả kích. Tại mặt đất quan sát đây hết thảy mọi người, giờ này khắc này, dĩ nhiên đã mắt trợn tròn. Nhanh, quá nhanh, thật nhanh, biến thái giống như nhanh, quỷ thần một dạng nhanh. Tất cả mọi người biết, đây không phải phân thân thuật, mà chính là hành động tốc độ đạt đến làm cho người giận sôi cấp độ, cho dù là dung hồn cảnh cao thủ, cũng vạn vạn khó có thể với tới cấp độ. Bọn họ làm sao lại tin tưởng, một cái hóa hư cảnh tiểu tử, có như thế biến thái thân thủ. Thế nhưng là, nếu là cái kia Nhậm Thông không chết lời nói, nhìn thấy cái này quen thuộc tràng diện, nhất định sẽ rất là giật mình. Cái này không phải liền là Diệp Lân lúc đó cùng Trác Phàm giao chiến lúc trạng thái sao? Chỉ bất quá bây giờ Trác Phàm, so với lúc đó Diệp Lân, lại là càng kinh khủng hơn nhiều. Dù sao, hai người tuy nhiên đều được Long Tổ Kim Viêm truyền thừa cùng thân rồng luyện thể, nhưng phải biết, Trác Phàm kỳ lân tí, thế nhưng là hàng thật giá thật thánh thú thân thể. Hiện tại hoàn toàn bị tổng thể từng cường hóa Trác Phàm, vận dụng lên kỳ lân tí, còn có kim viêm bạo phát lực, coi là thật không phải bình thường biến thái, cho dù coi như hắn nửa cái thánh thú cũng hoàn toàn không đủ. Phanh phanh phanh, chấn động màng nhĩ tiếng vang trên không trung vẫn như cũ bên tai không dứt, Nhậm Khiếu Vân bị Trác Phàm trong nháy mắt liên kích mười mấy quyền, cho dù là dung hồn cảnh, cũng có chút ngăn không được, trong miệng cuồng thổ máu tươi, cơ bản thì không ngừng qua. Hắn sắc mặt cũng là càng ngày càng đồ ăn, đoán chừng không lâu sau, liền muốn triệt để chơi xong. Vừa nghĩ đến đây, Nhậm Khiếu Vân trong lòng đều có chút biệt khuất, đường đường nhất tông chi chủ, thế mà hai cha con tại tông môn của mình, đều chết tại một cái đến đây phá quán hóa hư tu giả trong tay, cũng thật không có mặt mũi. Tông chủ! Lúc này, từng tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, tựa hồ mới nhớ tới, bây giờ không phải là đơn đả độc đấu thời điểm, chính mình lão đại đều sắp bị đánh chết, các huynh đệ cùng lên đi. Hơn 10 vị nhìn nửa ngày náo nhiệt, vừa mới lấy lại tinh thần tông môn dung hồn cảnh cung phụng, hét lớn một tiếng, cùng nhau hướng Trác Phàm phóng đi. Thấy tình cảnh này, Nhậm Khiếu Vân nhất thời bụng mừng rỡ, kích động sắp khóc đi ra. Hắn nãi nãi, các người mấy lão già này, cuối cùng nghĩ đến xuất thủ, để lão tử đợi thật lâu à. Chỉ cần có cái này hơn 10 vị dung hồn cao thủ cùng tiến lên, coi như tiểu tử này lại biến thái, cũng nhất định không phải là đối thủ. Dù sao, hắn vẫn chưa tới dung hồn cảnh a. Thế nhưng là, Trác Phàm nhìn đến mười mấy người này, lại là trong mắt lạnh lẽo, không còn đi quản cái kia Nhậm Khiếu Vân, nhất thời hướng bọn họ phóng đi. Hảo tiểu tử, dám hướng chúng ta vọt tới, xem chúng ta không giết chết ngươi. Hừ hừ, tiểu tử ngươi dám giết chúng ta thiếu tông chủ, nặng làm chúng ta bị tổn thất tông chủ, đã tội không thể xá, ngoan ngoãn nạp mạng đi a. Ha ha ha. Thiên hành tông người tựa hồ cũng một cái đức hạnh, còn chưa giao thủ trước, khẩu hiệu kêu một cái so một cái vang, dường như đám người bọn họ vây công, thì ăn chắc Trác Phàm giống như. Thế nhưng là, hiu hiu hiu, từng đạo bóng người vàng óng xẹt qua, Trác Phàm nhất thời cùng cái này 10 cái dung hồn cường giả trong nháy mắt giao thoa. Chờ sau một khắc, nhưng người từng trận ai hô vang lên, cái này mười mấy người cao thủ đã là bỗng dưng thân thể lắc một cái. Trong nháy mắt làm hai nửa, bay xuống không trung. Đỏ thẫm máu tươi, như dáng chiều giống như vẩy xuống chân trời. Mà Trác Phàm trong tay, một thanh đen nhánh kiếm mang, tản mát ra quỷ dị huyết quang. Ách! Trong lòng bất giác trì trệ, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy hy vọng Nhậm Khiếu Vân,
nhất thời ngây người, gương mặt nhịn không được bỗng nhiên ngoan quất. Một kiếm chém giết hơn 10 tên dung hồn cao thủ, tiểu tử này thực lực lại nhưng đã mạnh như thế sao? Thế nhưng là, vì sao hắn giết cái này mười mấy lão già thì một kiếm giải quyết, đối với ta thì quyền đấm cước đá đâu? Trong lúc nhất thời, hy vọng biến thành thất vọng biến thành tuyệt vọng, lại thêm nhìn ra Trác Phàm đối với mình đặc thù chiếu cố, Nhậm Khiếu Vân ra mặt co lại, sắp khóc đi ra. Phía dưới quan sát cái này tất cả mọi thứ trưởng lão, đệ tử, cung phụng nhóm, giờ này khắc này, cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hít sâu một hơi, một trệ tại nguyên chỗ, không thể tin được đây là thật. Tông môn chỉ có hơn 10 người dung hồn cao thủ, vậy mà một chiêu tuyệt sát, không có một cái nào người sống. Nhìn lấy những cái kia máu tươi tung bay, khối khối toái thi rơi xuống tràng cảnh, mọi người tại đây, tất cả đều trong nháy mắt, hoàn toàn bị ngơ ngẩn. Chung quanh tất cả mọi thứ đều không phát ra được một chút thanh âm, chỉ có cái kia vô tận tĩnh mịch. Không có để ý mọi người kinh hãi, Trác Phàm thu kiếm nhập thể, chậm chậm quay đầu lại, lại là lại một lần nữa nhìn về phía cái kia không trung bị làm thành đống cát đánh mười mấy quyền Nhậm Khiếu Vân, khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Nhậm Khiếu Vân lúc này trong lòng chấn động, sắc mặt bỗng dưng thì khổ xuống tới. Làm sao, còn tới a, ngươi làm sao lão nhìn ta chằm chằm đâu? Ta đã thật nhanh không được a, lại chịu hai lần, thì thật muốn treo. Còn có những trưởng lão kia cung phụng nhóm, các ngươi cũng đừng nhìn lấy, lên mau giúp đỡ a. Thế nhưng là, những lão gia hỏa kia nhưng như cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó, không có một cái nào tiến lên. Không biết là thật còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vẫn là giả vờ ngây ngốc, không muốn tự tìm suối quẩy, đi gây cái này sát tinh. Đem hết thảy thu hết vào mắt, Nhậm Khiếu Vân quả thực muốn chửi mẹ. Bình thường từng cái vỗ mông ngựa chuồn mất dâu. Một cái không rơi, hiện ở lúc mấu chốt, để cho các ngươi cứu mạng thời điểm, thì như xe bị tuột xích. Đám lão gia này, cũng quá không trượng nghĩa. Nhưng là trong lòng của hắn lo lắng, đám kia lão gia hỏa trong lòng cũng có chỗ khó a. Liền tông môn hơn 10 vị dung hồn cao thủ đều bị tiểu tử kia một chiêu xử lý, bọn họ những thứ này hóa hư cảnh đi lên, không phải liền là pháo hôi sao. Tông chủ, người cũng muốn thông cảm chúng ta, vì tông môn bảo trì thực lực chi tâm a. Trong lòng một trận đắng chát, Nhậm Khiếu Vân trên mặt dần dần lộ ra cho tàn chi sắc. Xong, hắn đã không có cứu, nơi này ai còn có thể cứu hắn a? Trác Phàm nhìn thấy, lại là nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa một bước tốc độ, bỗng nhiên hướng hắn tiến lên, ha ha ha. Nhậm tông chủ, Thiên Hành Tông đường đường trung tam tông, cũng không gì hơn cái này a. Trưởng lão cung phụng đều là nhát gan bọn chuột nhát, trong lúc nguy cấp, không có một nguyện ý đứng ra. Ngài người tông chủ này giờ cũng thật là thất bại a. Da mặt có chút co lại, Nhậm Khiếu Vân trong lòng phiền muộn, lại là bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Tông chủ. Lúc này, đám kia lão gia hỏa dường như mới phản ứng được một dạng, vội vã kêu lên, hai mắt khóe mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lại là vẫn như cũ không có một người tiến lên giúp đỡ. Ai, thôi thôi, các người đám này lão già kia tâm tư lão tử xem sớm thấu. Lão tử đều nhanh muốn treo. Các người còn diễn cái này ra tuyệt hảo kịch làm gì, cho lão tử một điểm cuối cùng an ủi sao? Hừ, dối trá. Dương mắt liếc những người kia liếc một chút, Nhậm Khiếu Vân không khỏi nhẹ hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi, trong lòng lại là một trận bi thương. Hắn hiện tại đều đã không phân rõ, đám lão gia này có phải hay không gần thật cho hắn một cái an ủi, vẫn là nói bình thường dối trá mặt nạ mang đến thời gian quá dài, đã hái không xuống. Tóm lại. Hắn có thể xác định là, đám này bình thường ở bên cạnh hắn a rua nỉnh hót lão gia hỏa, thời khắc mấu chốt, toàn mẹ hắn không đáng tin cậy. Sớm biết như thế, hắn thì cần phải để nhóm này lão già kia xung phong, hắn như vậy sớm đi ra ngoài cùng Trác Phàm quái vật kia làm gì. Trong lòng một trận oán thầm, Nhậm Khiếu Vân lòng tràn đầy hối tiếc không thôi. Đáng tiếc, hết thảy đã không kịp, bá một tiếng, Trác Phàm thân thể đã là trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên cạnh. Khí thế dồi dào nhất quyền, cũng hung hăng hướng đầu hắn đập tới. Lần này, cùng lúc trước cái kia một chuỗi dài đập trêu đùa khác biệt, là thật nhắm chuẩn muốn hại sát chiêu. Cái này hí ngược trò chơi, Trác Phàm đã không muốn lại chơi tiếp tục. Trong lòng bất giác trầm xuống, Nhậm Khiếu Vân thật sâu nhắm mắt lại, bất đắc dĩ ai thán lên tiếng. Lần này thật chọc tới một cái, không nên dây vào tiểu quái vật a. Hưu, thế mà,
ngay tại Trác Phàm cái kia mãnh liệt túc sát nhất quyền còn chưa nện đến đầu hắn thời điểm, nhưng ngửi một tiếng tiếng xé gió vang, một đạo bén nhọn phong minh đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong tai. Sau một khắc, Trác Phàm nện xuống quyền đầu bỗng nhiên trì trệ, lại là bỗng nhiên hướng về sau vội vã một bước bước, bỗng dưng liền ngửa đầu cấp tốc sau bay ra ngoài. Cùng một thời gian, một đạo sắc bén kiếm mang thẳng tắp theo hắn chóp mũi xẹt qua, cái kia cỗ dường như có thể đâm xuyên hết thảy duệ kim chi khí, đúng là để hắn cảm thấy da mặt đều có một ít kim châm giống như đau đớn. Oanh! Đạo kiếm quang kia theo hắn hai gò má xẹt qua, thẳng tắp rơi vào sau lưng một mảnh giữa rừng núi, nhất thời một trận chấn thiên triệt địa bạo hưởng về sau, ánh lửa ngút trời, bụi mù tỏa khắp, đếm 10 km địa vực, trong nháy mắt san thành bình địa. Kiếm thế chi uy, đúng là so vừa mới cái kia mãnh liệt nhất quyền, còn phải mạnh hơn không chỉ một lần. Có thể tưởng tượng, vừa mới một kiếm kia nếu là đâm ở trên người hắn, hội có đáng sợ đến bực nào kết quả. Kít một tiếng, Trác Phàm cưỡng ép sau khi dừng lại phi thân tử, đứng dậy, trên trán cũng đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong hư không, đang đứng một đạo cao to bóng người, áo trắng, diện mạo rất là tuổi trẻ. Trong tay hắn chính chậm rãi nâng trọng thương Nhậm Khiếu Vân, lại là một mặt lạnh nhạt nhìn mình nơi này. Đại cung phụng, phía dưới quan sát mọi người gặp, không khỏi cùng nhau giật mình, sau đó liền dường như nhìn đến cứu tinh giống như, một mặt mừng rỡ khom người bái nói. Nhậm Khiếu Vân cũng là khóe miệng xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, khàn khàn tiếng nói, đại cung phụng, ngài xuất quan. Ta như lại không xuất quan, ngươi liền nên bị người đánh chết. Không khỏi bất đắc dĩ, khẽ cười một tiếng, cái kia đại cung phụng vung tay lên, liền đem Nhậm Khiếu Vân thân thể hướng phía dưới ném đi. Những cái kia một mực quan chiến trưởng lão cung phụng nhóm, lúc này mới đuổi bước lên phía trước tiếp được, lần nữa một đường ân cần hướng Nhậm Khiếu Vân quan tâm đầy đủ, hỏi han, bất quá bây giờ Nhậm Khiếu Vân đối bọn hắn đã là không có gì hảo sắc mặt nhìn. Vừa mới có đưa than khi có tuyết đại thời cơ tốt, các ngươi không trân quý, bây giờ muốn dệt hoa trên gấm. Hừ hừ, muộn. Nhậm Khiếu Vân một mặt âm trầm, đối mặt bốn phía một trận quan tâm thăm hỏi, không nói lời nào. Cái kia đại cung phụng gặp, lại là không khỏi bật cười một tiếng, sau đó ngược lại nhìn về phía Trác Phàm nơi này, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết các hạ cùng ta Thiên Hành Tông có gì qua kết, lại muốn ồn ào ra lớn như vậy động tĩnh. Một kiếm hành thiên kiếm, Tiếu Vân Sơn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm không có trả lời hắn vấn đề, lại là suy cười một tiếng, mở miệng yếu ớt, người rốt cục xuất hiện, ta là Ma Sách Tông đại cung phụng Viên Hưng Cương đệ tử, Trác Phàm. Thân thể không khỏi chấn động mạnh một cái, Tiếu Vân Sơn thật sâu liếc hắn một cái, mới bừng tỉnh đại ngộ địa vị nhỏ gật gật đầu, tiện hóa nói, thì ra là thế, ngươi chính là trong miệng hắn nâng lên cái kia đệ tử a. Sư phụ ngươi tại trước khi lâm chung đối ngươi thế nhưng là tôn sùng đầy đủ, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, ta còn chưa bao giờ nhìn qua hắn lộ ra qua dạng này tự đắc khuôn mặt. Không khỏi, ngay cả ta đều muốn hôn gặp ngươi một mặt, chỉ là về sau nghe nói. Người bị Thiên Địa Chính Nghĩa Tông người để mắt tới, nghĩ đến không có cơ hội. Không nghĩ tới ta còn sống, tìm tới các ngươi trước. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đến, Trác Phàm trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo trần trụi hàn mang, lạnh lùng nói, Tiếu Vân Sơn, ta đã nghe qua, sư phụ ta là ngươi đưa giết chết. Cho nên ta hôm nay hàng đầu mục tiêu, cũng là ngươi. Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng. Tiếu Vân Sơn cứ như vậy lăng không yên tĩnh mà nhìn xem hắn, sau đó quay đầu lại nhìn xem phía dưới trọng thương tại thân Nhậm Khiếu Vân liếc một chút, đạm mạc gật đầu, thì ra là thế, ngươi lưu mạng hắn đến bây giờ, là vì dẫn ta đi ra a? Đúng vậy a, bất quá ngươi đi ra quá muộn, không phải vậy quý tông cái kia hơn 10 người dung hồn cung phụng còn không cần sớm như vậy chết. Ha ha ha, xin lỗi, lão phu một mực bế quan, không thể tới lúc nghe đến đó động tĩnh. Xác thực tới chậm rất nhiều. Bất giác khẽ cười một tiếng, Tiếu Vân Sơn vẫn như cũ bình tĩnh như thường, tựa hồ không chút phật lòng tông môn của mình cao thủ bị chém giết sự thật. Điều này không khỏi làm Trác Phàm trong lòng một trận kỳ quái, vị này Thiên Hành Tông đại cung phụng cùng tông môn mấy cái kia lão đầu không hợp nhau à, vẫn là tâm cảnh đã đạt đến không quan tâm hơn thua chi cảnh. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Tiếu Vân Sơn nói tiếp, người hôm nay lần này đến, chắc là vì sư báo thù. Như vậy trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi, chẳng biết có được không trả lời. Đối với chết người lâm chung nguyện vọng, ta vẫn vui lòng thành toàn. Ha ha ha,
thật sự là cuồng vọng a, bất quá. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Tiếu Vân Sơn nhìn xem chung quanh tình cảnh, lại là khen ngợi gật đầu, có điều, thật có cuồng vọng tư bản. Khó trách lão gia hỏa kia sẽ như thế đắc ý ngươi cái này quan môn đệ tử, xác thực thiên phú dị bẩm, không tệ. Chỉ là, lão phu nghe nói trước đó không lâu Ma Sách Tông bị đổ diệt, đây là ngươi làm gì? Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, không sai. Cái kia ngươi cũng đã biết, Ma Sách Tông là lão gia hỏa kia cả đời tâm huyết. Cho dù những người kia phản bội lão gia hỏa, là giết lão gia hỏa kia hung thủ, nhưng cũng đồng dạng là Ma Sách Tông căn cơ, bọn họ chết, Ma Sách Tông thì hủy, lão gia hỏa suốt đời tâm huyết cũng liền hủy. Ngươi như thế báo thù cho hắn, đến tột cùng là tôn sư, vẫn là diệt đạo đâu. Tiếu Vân Sơn thật sâu nhìn lấy hắn, ánh mắt nghiêm túc, chờ lấy hắn trả lời. Trác Phàm sắc mặt bình tĩnh, cũng chăm chú chằm chằm trở về, không có nửa phần vẻ áy náy, chốc lát, lại là bất chợt tới đến cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu nói, ai nói ta tại vì sư báo thù. Không khỏi sững sờ, Tiếu Vân Sơn không rõ ý. Nói cho cùng, sư phụ đã chết, báo thù lại như thế nào, không báo thù lại như thế nào, lão nhân gia ông ta đều không sống được. Trong mắt lóe lên một đạo cơ trí tinh mang, Trác Phàm mở miệng yếu ớt, người đều là tại cho mình báo thù, ta cũng giống vậy. Ma Sách Tông thật là sư phụ tâm huyết, nhưng lại không phải ta. Ta chỉ nhận sư phụ ta, cũng không nhận Ma Sách Tông. Trước kia ta thì nói với sư phụ qua, hắn tại Ma Sách Tông một ngày, ta coi Ma Sách Tông là nhà, nếu không mà nói. Ha ha ha, thân không tại, không là nhà. Sư phụ lão nhân gia ông ta có chính mình đạo, ta cũng có chính mình đạo. Sư phụ bị người hại chết, lòng hắn nguyện có lẽ cũng không muốn đem cả cái tông môn hủy. Thế nhưng là trong mắt của ta, cả cái tông môn đều là giết sư hung thủ, ta nếu không đem cái này một tông hỗn đản hủy diệt, thật xin lỗi không phải sư phụ ta, là chính ta tâm cùng chính mình nói. Tiếu Vân Sơn, người có thể hiểu. Thân thể nhịn không được hung hăng run run, Tiếu Vân Sơn mí mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút, ngửa đầu nhìn lên trời. Viên lão lúc trước khi chết, tê tâm liệt phế hô lên lời nói, lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tà Vô Nguyệt, ngươi sẽ để cho tông môn vạn kiếp bất phục. Nguyên lai, hắn chỉ là ý tứ này a. Thật sâu hít một hơi, lại chăm chú chằm chằm Trác Phàm liếc một chút, Tiếu Vân Sơn lại là không khỏi cười to lên, ha ha ha. Thì ra là thế, lão gia hỏa, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì sao như thế đắc ý cái này đệ tử. Quả nhiên, tốt, tốt rất a, ha ha ha. Tiếu Vân Sơn cười to tại tất cả mọi người bên tai truyền vang, lại là để mọi người không rõ ràng cho lắm, cho dù là Trác Phàm, trong mắt cũng là lộ ra từng tia mê mang. Lão gia hỏa này làm sao, có cái gì tốt cười? Chẳng lẽ bị lão tử đề điểm, đốn ngộ? Không có để ý mọi người kỳ quái ánh mắt, Tiếu Vân Sơn ngưng cười về sau, lại là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt vẻ tán thành càng sâu, tốt một cái khiến lão gia hỏa kia đệ tử đắc ý nhất. Quả nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Bất quá, ta cái này chỉ cũng không phải thực lực ngươi, mà chính là ngươi tâm niệm. Lão gia hỏa kia vì tông môn kiên trì cả một đời, sau cùng lại toàn hủy trong tay ngươi. Nhìn như làm trái sư tôn, nhưng lại chân chính được đến truyền thừa. Lão gia hỏa kia có chính mình đạo, đang một mực kiên trì. Ngươi cũng có chính mình đạo, cũng đang kiên trì, mà lại không nhận ngoại vật quấy nhiễu, không có bởi vì hắn là sư phụ ngươi. Thì có bất kỳ trách đi do dự. Ha ha ha, đây mới là bản chất nhất truyền thừa, đi ra thuộc về mình đạo đường tới. Lão gia hỏa, tuy nói người cả đời kiên trì hủy, nhưng có dạng này đệ tử lưu thế, cũng có thể an lòng. Tiếu Vân Sơn ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng tựa hồ cũng tại vì viên lão vui mừng. Nhưng là sau một khắc, hắn lại là trong mắt tinh mang lóe lên, một lộ ra trần trụi sát ý đến, hung hăng nhìn chăm chú về phía đối diện Trác Phàm. Toàn thân khí thế đột ngột đến đại phóng, cuồn cuộn sắc bén kiếm mang ở xung quanh người xuyên thẳng qua. Có điều, lão phu cũng có lão phu đạo muốn thủ vững. Chậm rãi tay giơ lên, khép lại thành kiếm chỉ, từng trận chói tai phong minh không ngừng truyền vang, Tiếu Vân Sơn lạnh lùng nhìn về phía Trác Phàm nói, ta biết rõ ngươi hôm nay đến đây, tất yếu hủy ta tông môn, nhưng lão phu cùng sư phụ ngươi đồng dạng, đều là bản tông sau cùng nhất đạo bình chướng. Cho nên vô luận như thế nào, cho dù ngươi là tiểu bối, lão phu cùng sư phụ ngươi cũng có rất thâm giao tình, nhưng việc quan hệ tông môn tồn vong, hôm nay cũng tất yếu đưa ngươi chém ở nơi đây không thể.
khóe miệng không khỏi xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, ít đến kết giao tình, động thủ đi. Tốt, có gan. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Tiếu Vân Sơn nhất thời vung cánh tay bàng, hai ngón khép lại, hòa thành kiếm hình, lăng không hung hăng liền hướng Trác Phàm chán bổ tới. Chỉ một thoáng, giống như thiên kiếm buông xuống, khủng bố uy áp từ trên 9 tầng trời rơi xuống, sắc bén phong mang xuyên qua trùng điệp không trung, bỗng dưng liền nện đến Trác Phàm mặt trước. Cảm thụ lấy cái kia không gì sánh kịp uy áp, phảng phất muốn đem cả vùng đều bổ ra kiếm uy, Trác Phàm không khỏi mí mắt khẽ run, khí tức trì trệ, thân thể đúng là không tự chủ hướng rơi xuống. Dường như một kiếm này xuống tới, còn chưa đụng phải, bằng vào kiếm áp, liền đã để hắn khó nhận nặng. Thật mạnh, không hổ là tam tông đệ nhất kiếm. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trong lòng thầm nghĩ. Bọn người người gặp, cũng là mặt hiện kinh ngạc, tiếp lấy chính là ngăn không được địa cuồng vui, trong lòng một trận tán thưởng. Không hổ là đại cung phụng A, một chiêu này vừa ra tay, coi là thật có kinh thiên động địa chi khí thế. Cho dù là cái kia trọng thương tại thân Nhậm Khiếu Vân, cũng là liên tục không ngừng gật đầu, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Hắn còn là lần đầu tiên gặp đại cung phụng vừa ra tay, liền sử xuất nhất kiếm hành thiên tuyệt học, như vậy toàn lực ứng phó đây. Có thể thấy được, Tiếu Vân Sơn đối Trác Phàm cũng là tương đương coi trọng. Đại cung phụng một chiêu này phía dưới, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc. Đúng vậy a, đại cung phụng cùng còn lại những cái kia dung hồn cao thủ cũng không đồng dạng, cho dù tại Tây Châu dung hồn cảnh trong cao thủ, cũng là phần độc nhất tồn tại. Không sai, tiểu tử này đoán chừng nằm mơ đều không nghĩ tới, mặc dù nói chúng ta Thiên Hành Tông là trung tam tông chi mạt. Nhưng là chúng ta đại cung phụng thực lực, thế nhưng là có thể so với trung tam tông đứng đầu chấn tông cung phụng a. Cái này, tiểu tử này nhưng là muốn ăn quả đắng, ha ha ha. Phía dưới quát tiếng ồn vang lên lần nữa, thế nhưng là trong chiến trường hai người lại là vẫn như cũ nghiêm túc, không nhận ảnh hưởng chút nào. Tiếu Vân Sơn không có bởi vì cái này vài câu tục người mông ngựa, thì lộ ra kiêu ngạo vẻ tự đắc, Trác Phàm cũng không có bởi vì những thứ này đe dọa chi từ, thì lộ ra thất kinh lên. Hai người đều là đối chiến trăm ngàn lần lão thủ, tâm cảnh sớm đã bình tĩnh giống như kính, trong mắt chỉ có lẫn nhau, lại không ai trả lời. Ầm ầm. Tràn ngập uy áp cự kiếm rốt cục trước mắt, tản mát ra sét đánh giống như tiếng oanh minh. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, cánh tay phải kỳ lân tí tản mát ra quỷ dị hồng mang, toàn thân cao thấp ngọn lửa màu vàng cũng cuồn cuộn thiêu đốt, đúng là phải dùng toàn bộ nửa thú chi lấy, ngạnh kháng phía dưới cái này hủy thiên diệt địa một kiếm. Giống. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm nhất quyền đánh ra, đụng một tiếng thì cùng khí áp cự kiếm hung hăng đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra oanh minh tiếng vang. Cuồn cuộn cường hãn ba động, cũng tại ngăn không được hướng bốn phía tác động đến lái đi, như từng nhánh vô hình kiếm khí giống như, nhất thời liền bắn phá hướng vây xem mọi người chỗ đó. Trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, Nhậm Khiếu Vân không khỏi hoảng hốt, gấp vội kêu lên, tranh thủ thời gian rút lui, đó là dung hồn cảnh cao thủ đập vào ba động, hóa hư cảnh tu giả tuyệt đối không thể đụng phải. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác kinh hãi. Tất cả trưởng lão cung phụng cùng nhau mang theo Nhậm Khiếu Vân thì xa xa bay đi, tránh đi chỗ thị phi này. Thế nhưng là nơi này còn có thật nhiều hóa dưới hư cảnh các đệ tử, tốc độ không có bọn họ nhanh, căn bản không kịp bao nhiêu, thì đột nhiên mà xa vào kiếm khí này bay tứ tung trong tai nạn. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí, như là từng viên như lưu tinh không ngừng nện xuống, nhất thời liền đem cả cái tông môn rơi vào một trận xưa nay chưa từng có đại nạn bên trong. Chỉ thấy kiếm khí kia đụng một tiếng, xuyên qua một tên đệ tử thân thể, nhất thời liền đem người kia đánh thành phấn vụn, kiếm khí rơi xuống mặt đất, bỗng dưng thì đập ra một cái một dặm đường kính hố lớn đến, bốn phía mọi người tất cả đều bị kiếm khí này ba động chỗ đánh chết. Kết quả là, tiếng kêu gào, tiếng la khóc bên tai không dứt, chỉ là trong nháy mắt, phía dưới chính là một mảnh thê thảm cảnh tượng, giống như ngày tận thế buông xuống, không đến một khắc công phu, mấy chục ngàn đệ tử đã là lâm nạn, thương vong rất nhiều. Thấy tình cảnh này, Nhậm Khiếu Vân chờ sớm đã tránh né đến nơi xa tông môn cao tầng, một trận đau lòng, nhưng cũng không dám trở về nghĩ cách cứu viện. Mà Tiếu Vân Sơn lại là hoàn toàn không thể chú ý đến nơi đây, hắn hiện tại toàn bộ thể xác tinh thần đã đặt ở Trác Phàm trên thân, hai ngón run nhẹ nhẹ, tại hung hăng hướng phía dưới đè ép Trác Phàm. Trác Phàm cái kia đỏ thấm cánh tay cũng là tản ra nóng rực ánh sáng, tại hướng lên hung hăng đỉnh lấy. Kết quả là... Hai người tạm thời rằng co cùng một chỗ, nhưng là hai người đánh nhau,
trung gian cái kia không ngừng tung tóe bắn ra ba động, lại là tại thời khắc khắc tạo thành thiên hành tông sinh linh đồ thán. Nghĩ không ra tiểu xúc sinh này mạnh như thế, liền đại cung phụng toàn lực xuất thủ đều có thể cản đến trình độ như vậy, còn hại ta tông đệ tử bị liên lụy. Thật sâu nhìn hư không bên trong hai người cái kia rằng co chàng diện liếc một chút, Nhậm Khiếu Vân mí mắt lắc một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, tiểu tử này, nhưng là ngàn vạn không thể để hắn chạy, nếu không hẳn là ta tông môn họa lớn. Còn lại trưởng lão cung phụng nghe đến, đều là nhẫn gật đầu không ngừng, sắc mặt nặng nề. Hảo tiểu tử, lão phu cái này nhất kiếm hành thiên, chính là mượn thiên địa lực lượng kiếm khí, tựa như có thể đem thiên địa bổ ra một kiếm buông xuống. Cho dù là dung hồn cảnh cao thủ, cũng tươi ít có người có thể đầy đủ đứng vững, nghĩ không ra ngươi lại sống đến bây giờ. Hư không bên trong, Tiếu Vân Sơn nhìn phía dưới như cột trống trời đồng dạng đem cự kiếm thẳng tắp nhô lên Trác Phàm, cũng là nhìn không được kinh tán lên tiếng, viên hưng cương lão gia hỏa này, đến tột cùng thu cái gì đồ đệ a, đây cũng không phải bình thường thiên phú có thể bằng. Khóe miệng hơi hơi một phát, Trác Phàm lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo, chỉ là đứng vững. Ha ha ha, vậy ngươi nhưng là quá coi thường ta. Vừa dứt lời, Trác Phàm mắt trái bên trong bỗng dưng chớp động ra màu đen lôi viêm, phải đồng tử bên trong lại là đột nhiên xuất hiện hai đạo màu vàng vầng sáng. Chính là không minh thần đồng cùng diệt thế lôi viêm đồng cùng một chỗ sử dụng hợp thể kỹ, đây cũng là Trác Phàm lần thứ nhất đem hai cái đôi mắt như thế sử dụng. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không lôi viêm. Oanh! Giống như thiên lôi câu lên địa hỏa, tại một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang dưới, một đạo màu đen viêm trụ liền đột ngột đến hướng về phía trước bắn đi ra, khủng bố uy áp nhất thời tràn ngập thiên địa. Chỉ là trong chốc lát, cái này viêm trụ liền thẳng tắp xuyên qua kiếm mang kia, thẳng trên 9 tầng trời mây trời. Răng rắc, dường như là cái gì vỡ vụn giống như, tại Tiếu Vân Sơn cái kia thật không thể tin trong ánh mắt, cái kia lớn nhất lấy làm tự hào nhất kiếm hành thiên cự kiếm, đúng là nhất thời từ giữa đó thẳng tắp đứt gãy. Mà hắn sử xuất toàn lực ngưng tụ lại toàn thân khí thế, cũng tại cái này trong chớp mắt, nhất thời tiêu tán ở hư vô. Thừa dịp này thời cơ, Trác Phàm nắm tay phải lại một sử dụng lực, một tiếng ầm vang, toàn bộ cự kiếm nhất thời sụp đổ, hóa thành một chút linh khí, lần nữa trở về bên trong thiên địa. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Tiếu Vân Sơn trong lòng hoảng hốt, cái này. Làm sao có thể? Thế mà trong nháy mắt, thì phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, nhất kiếm hành thiên. Phía dưới quan chiến Nhậm Khiếu Vân bọn người, giờ này khắc này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cái này nhất kiếm hành thiên lực lượng bọn họ thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được, thiên địa lực lượng, cùng thiên địa tương liên, có thể xưng hoàn mỹ nhất chiêu, nếu không phải thực lực đối phương tuyệt đối mạnh hơn đại cung phụng lời nói, là không thể nào tìm đến bất kỳ sơ hở, phá giải chiêu này a, sao lại thế? Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, Trác Phàm phá không thần uy tăng thêm lôi viêm tăng thêm, lại chính là phá vỡ kim đoạn ngọc thần kỹ. Thiên hạ không có bất kỳ cái gì sự vật có thể tại cái này diệt thế lôi viêm thiêu đốt phía dưới còn có thể yên ổn chỗ chi, huống chi là cái này ngưng tụ một đạo khí kiếm. Siêu. Không có để ý bọn họ kinh dị, Trác Phàm thừa dịp này thời cơ, dưới chân đạp mạnh, nhất thời liền hướng Tiếu Vân Sơn trước người tiến lên. Đỏ thẫm ánh quyền, đã là tản mát ra khát máu ánh sáng. Không khỏi trong lòng cả kinh, Tiếu Vân Sơn vội vàng vội vã lui lại, kiếm trong tay quyết đường thẳng, từng đạo xuyên kim đá vụn kiếm khí. Liền thẳng tắp hướng Trác Phàm chỗ đó bắn tới. Được chứng kiến hắn kiếm khí lợi hại, Trác Phàm minh bạch, nếu là bị lão gia hỏa này kiếm khí ngăn lại, kéo dài khoảng cách, liền sẽ rơi vào bị động bị đánh bất lợi cục diện. Sau đó, Trác Phàm đối mặt cái này trùng điệp kiếm khí, cũng không ngạnh kháng, ỷ vào chính mình thân thể bị cải tạo qua, phần thiên kim viêm mạnh đại bạo phát lực, còn có không minh thần đồng đệ nhất trọng uy năng, dưới chân đạp nhẹ, tựa như một cái linh hoạt thỏ, nhún nhảy một cái, giây lát ở giữa liền cấp tốc lấn đến gần Tiếu Vân Sơn trước người, tràn ngập lệ khí nhất quyền, hung hăng đập tới. Trong mắt nhịn không được lắc một cái, Tiếu Vân Sơn cảm thụ lấy cái kia khủng bố uy áp lên, lui không thể lui, đành phải lần nữa ngón tay khép lại, cường đại kiếm áp thẳng tắp chỉ ra đi, không ngờ là một chiêu nhất kiếm hành thiên. Đột nhiên ở giữa, cùng lúc trước một dạng, dường như thiên địa nện xuống thần kiếm, lần nữa đánh về phía Trác Phàm mặt. Chỉ bất quá lần này, cách lại là như thế chi gần. Trác Phàm nếu là né tránh, như vậy hai người lần nữa kéo dài khoảng cách, nhưng là Trác Phàm nếu là ngạnh kháng lời nói,
liền sẽ tái hiện vừa mới hai người giằng co, Tiếu Vân Sơn lại có thể thối lui. Tóm lại, vô luận hắn tiếp cùng không tiếp, kết quả đều là đối Tiếu Vân Sơn có lợi. Trong lúc nhất thời, cái này lưỡng nan lựa chọn, lần nữa ném tới Trác Phàm trước mặt. Dưới chân bỗng nhiên một bước, đã biết kết quả, Tiếu Vân Sơn đã là chuẩn bị xa xa kéo dài khoảng cách. Dù sao mặc kệ Trác Phàm ứng đối ra sao, đều là như vậy bộ dáng. Hắn lại có thể xa xa rời đi tiểu gia hỏa kia, sau đó dựa vào cự ly xa kiếm khí công kích, nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, để hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trác Phàm mãnh liệt nắm tay phải đã là lần nữa đánh ra, dường như đã quyết định muốn ngăn lại một kiếm này giống như. Nhưng là khóe miệng của hắn, lại là bỗng dưng xẹt qua một đạo tà dị đường cong. Trong lòng nhịn không được giật mình, Tiếu Vân Sơn nhất thời có chút bất an lên, thế nhưng là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng điểm này, hô một tiếng, kiếm khí kia đã là bỗng dưng đụng vào Trác Phàm trên cánh tay phải, sau đó thẳng tắp xuyên qua, trong khoảnh khắc xuyên thủng Trác Phàm thân thể, cường đại kiếm khí, chỉ là giây lát thời gian, liền đem Trác Phàm thân thể xé nát thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi khẽ giật mình, Tiếu Vân Sơn vội vã lui lại thân thể ngột đến dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Cái này, đây là có chuyện gì? Vừa mới tiểu tử này nhất quyền hẳn là có thể ngăn trở lão phu nhất kiếm hành thiên, làm sao hiện tại chẳng những ngăn không được, thậm chí ngay cả mảy may trì trệ đều không có, liền bị một kiếm này xé nát. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới cái kia một chút, hao hết khí lực, xem ra cũng không giống a. Tiếu Vân Sơn trong lòng không hiểu, phía dưới quan chiến mọi người cũng đã hưng phấn mà hoa chân múa tay, lớn tiếng hô uống. Đại cung phụng uy vũ. Trong nháy mắt liền đem tiểu tử này làm thịt đến không còn sót lại một chút cặn, không hổ là chúng ta Thiên Hành Tông chấn tông cung phụng a. Đúng vậy a, chỉ cần có đại cung phụng tại, chúng ta Thiên Hành Tông thì người nào cũng không sợ. Đại cung phụng thực lực càng thêm tinh tiến, là chúng ta cả cái tông môn phúc phận a, ha ha ha. Nhậm Khiếu Vân cũng là liên tục gật đầu, một mặt mừng rỡ. Hắn thấy, vừa mới lần này, trong nháy mắt đem Trác Phàm cái này tiểu quái vật đánh giết. Tuy nhiên cũng có chút kỳ quặc, nhưng cũng là hợp tình lý sự tình. Người muốn a, Trác Phàm lúc trước ngăn lại đại cung phụng chiêu kia, là ngăn cách thật xa, đã là theo gió thổi cỏ lay điều tra dưới, có chuẩn bị. Nhưng vừa vặn đó là đại cung phụng lâm thời ra chiêu, vẫn là như thế một cái hủy thiên diệt địa đại chiêu, người có thất thủ, ngựa có mất cương, vừa không cẩn thận dưới, hắn chưa kịp đề phòng, bị một chiêu diệt sát, không phải rất bình thường sự tình sao. Cao thủ so chiêu. Sinh tử thắng bại cũng liền tại cái này chỉ trong một chiêu. Thế nhưng là hắn nghĩ như vậy, Tiếu Vân Sơn lại là cũng không cho là như vậy, làm người trong cuộc hắn, lúc trước thế nhưng là quả thật nhìn đến Trác Phàm cái kia lạnh nhạt khuôn mặt cùng quỷ dị mỉm cười, làm sao có thể sẽ vừa không cẩn thận bị oanh giết đâu. Tiếu Vân Sơn trong lòng không hiểu, mi đầu một mực gấp khóa chặt, mà lại hồi tưởng đến Trác Phàm khi đó cái kia tia nụ cười quỷ quyệt, trong lòng một mực ẩn ẩn bất an. Mà lại phần này bất an còn càng ngày càng cái gì. Đại cung phụng uy vũ, lần này tiêu diệt đến đây phạm tông tặc người, thủ đương công, xin nhận bản tông cùng một đám trưởng lão cung phụng cúi đầu. Khó khăn chống lên trọng thương thân thể, Nhậm Khiếu Vân sắc mặt nghiêm túc, xa xa hướng trong hư không Tiếu Vân Sơn thật sâu bái hạ, lấy đó cảm kích, bọn người người cũng vội vàng bái hạ, trên mặt một trận khâm phục. Không kiên nhẫn hướng phía dưới khoát khoát tay, Tiếu Vân Sơn trong lòng một trận bực bội. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trong này có cái gì kỳ quặc. Hưu. Thế mà, còn không đợi hắn nghĩ thông suốt điểm này, một đạo bén nhọn phong minh lại là bỗng dưng từ phía sau vang lên, cuồn cuộn sát khí lạnh lẽo, thẳng tắp đâm về lòng hắn phổi, để hắn nhịn không được giật mình, vội vàng quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một đạo đen nhánh phong mang hướng hắn đánh tới. Đã là không kịp làm tiếp phán đoán, Tiếu Vân Sơn bản năng cùng nổi lên hai ngón tay. Vận khởi toàn thân nguyên lực hướng về phía trước đâm một cái. Phốc! Một đạo huyết mang thoáng hiện, hai cái đầu ngón tay nhất thời bay đến Tiếu Vân Sơn trước mắt, đồng dạng ra hiện ra tại đó, còn có Trác Phàm cái kia tà dị khuôn mặt, cười lạnh nói Tiếu Vân Sơn, người thư giãn. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Tiếu Vân Sơn chợt cảm thấy chính mình dưới bụng một trận đau đớn, nhịn không được nhìn xuống dưới, lại là nhất thời nheo mắt, sau đó bất đắc dĩ thở dài lên tiếng. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã cùng lúc trước những cái kia dung hồn cao thủ đồng dạng, thân thể hóa vì làm hai nửa. Đen nhánh kiếm mang theo hắn giữa bụng một chảm mà qua,
liền thân thể mang thần hồn, triệt để đánh tan. Đây là, Song Long Viện thần binh, Kình Thiên kiếm đi. Trong mắt chớp động lên nhỏ mang, Tiếu Vân Sơn khóe miệng chảy ra cuồn cuộn máu tươi, lại là sắc mặt bình tĩnh, thăm thẳm lên tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm khẽ gật đầu, đều đã chết, còn quan tâm giết người binh khí sao? Ha ha ha, đương nhiên, lão phu cái này nhất kiếm hành thiên tuyệt học, cũng là tại Song Long Viện bồi dưỡng lúc ngộ được. Mà cơ hội, cũng là tại cái này thần binh trong vòng trăm thước, cảm thụ lấy nó khí tức sở ngộ. Cho nên nó khí tức, ta sẽ không nhận lầm, mặc dù bây giờ như trước kia bộ dáng, có chút không giống. Trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, Tiếu Vân Sơn không khỏi cười khẽ một tiếng, ta một chiêu này, từ hỏi thiên hạ linh binh, cũng có thể ngăn lại một hai, duy chỉ có đối cái này thần binh, ngăn không được a. Nhìn chằm chằm hắn, Trác Phàm trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, thực lực ngươi cùng tâm cảnh cũng rất cao, như không dở trò lừa bịp, ta đối với ngươi xác thực rất khó giải quyết, ngươi không phải bình thường dung hồn cao thủ, ta cũng chẳng phải muốn giết ngươi. Chỉ tiếc, ngươi là thiên hành tông tuẫn bài, lại dính ra sư máu, không giết ngươi, ta cửa này không qua được. Ha ha ha, đúng vậy a, điểm ấy ta vô cùng rõ ràng. Hơi nhếch khóe môi lên một cái đạm mạc đường cong, Tiếu Vân Sơn sâu xa nói. Vốn là ngươi là bạn cũ đệ tử, ta vốn không nên động tới ngươi một sợi lông. Đáng tiếc ngươi thực lực như vậy, lại đối địch với ta tông, không giết ngươi, sợ ngày sau trở thành tông môn đại họa. Chúng ta hai cái đều có tất sát đối phương lý do, chỉ bất quá cuối cùng là ngươi thắng, lão phu thua, chỉ thế thôi. Chỉ bất quá, lão phu còn muốn biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thật sâu nhìn lấy hắn, nhìn hắn khí tức đã yếu ớt, Trác Phàm tiện thể bật thốt lên. Ta có rất nhiều tuyệt học kể bên người, bên trong có một hạng là tại hư không khai mở một cái lĩnh vực, có một hạng là chế tạo ra huyễn cảnh tới. Vừa mới ngươi một kiếm kia đâm tới, ta liền trốn vào chính mình chế tạo trong lĩnh vực, kiếm khí chỗ xé rách là ta lâm thời chế tạo huyễn tượng. Liền chờ ngươi mê hoặc không hiểu, trong lòng để xuống cảnh giác lúc, thừa cơ ám sát. Nguyên lai dạng này, thế gian lại có thần thông như thế. Mí mắt nhìn không được hung hăng run run. Tiếu Vân Sơn mặt không có chút máu, lại dường như so vừa rồi còn muốn tinh thần giống như, nhìn lấy Trác Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, dạng này tuyệt học, Tây Châu chưa bao giờ xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng không có dạng này thần thông người, chớ nói chi là lão gia hỏa kia. Tuy nói lão gia hỏa kia nói ngươi là hắn đệ tử, nhưng ngươi kế thừa, đến tột cùng là cái gì? Suy nghĩ một chút, Trác Phàm nhìn lấy cái kia hy vọng ánh mắt, đạm mạc lên tiếng, viên lão là ta ngộ đạo ân sư. Ta rất tôn kính hắn, nhưng truyền nghề ân sư lại có người khác. Hắn là cái ẩn thế cao nhân, ta hiện tại cũng không biết hắn sống hay chết, nhưng là có thể khẳng định là, hắn rất cường đại, so đại lục bất kỳ người nào đều mạnh, sớm đã tại quy nguyên cảnh phía trên, đại lục bất kỳ người nào tại hắn thủ hạ, đều như là kiến hôi có thể bị ấn chết. Cái gì, chẳng lẽ hắn so Trung Châu bất bại kiếm tôn đều? Bất bại, hừ hừ hừ, chỉ có ếch ngồi đáy giếng, mới dám nói mình bất bại. Tiếu Vân Sơn nhìn không được kêu lên sợ hãi, Trác Phàm lại là lông mày nhíu lại, suy cười rộ lên, chỉ ít ta sư phụ kia ấn chết hắn, không cần tốn nhiều sức, lại cũng không dám nói mình bất bại. Nửa thân thể hơi chấn động một chút, Tiếu Vân Sơn trên mặt kinh sợ khó bình tĩnh, thật lâu mới một mặt tịch mịch thở dài nói, ai, kiếp số a kiếp số, đã ngươi sư phụ kia cường đại như thế, chúng ta tội gì muốn gây ngươi tới. Coi như ngươi chết thật, ngươi sư phụ kia đến đây trả thù. Tây Châu đoán chừng cũng không ai có thể ngăn cản, diệt tông tai họa khó tránh, lão phu đã hết lực, không oán không hối. Lão gia hỏa, lão phu bại, thua ở ngươi đồ đệ trong tay, ngươi yên nghỉ đi. Sau cùng phun ra một miệng dính đầy huyết sắc chọc khí, Tiếu Vân Sơn cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, trắng xám hai đoạn thi thể lại cạnh một tiếng hạ xuống. Đại cung phụng, trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, tại chỗ tất cả mọi người bất giác kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thủ hộ thần, đại cung phụng, hôm nay vậy mà cũng chết thảm, cái này. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người một trận thất lạc, còn có đến cũng là thật sâu e ngại, nhìn về phía không trung cái kia cao ngạo bóng người, cuối cùng sinh ra đau thấu tim gan hối hận. Lúc trước bọn họ vì sao muốn nghe Tà Vô Nguyệt mê hoặc, chọc đoạn này nghiệt nợ a?